Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 441, Tông sư cấp tuần thú sư. Tôn Bách Thảo đưa ra thông báo thời hạn nửa năm, sau đó lão phu nhân liền bắt đầu phái người trong sáng ngoài tối khắp nơi tìm kiếm bác sĩ lừng danh. Cho dù biết không có khả năng tìm được một danh y giỏi hơn Tôn Bách Thảo nhưng vẫn cố gắng tìm một tia hy vọng. Nhà cũ, trong vườn hoa nhỏ. Mạc Huyền một mặt kinh ngạc, tại sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy? Anh không phải nói là cô gái kia dường như có thể giúp cho Cửu gia dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn sao? Mặc dù hiệu quả so với cậu tốt hơn một chút, nhưng cũng không có cách nào có thể đè nén được sự phát triển bệnh tình của Cửu gia. Huống chi điều dưỡng là quá trình kiên trì lâu dài, người giống như Cửu gia từ hơi thở đến sinh hoạt đều không có tính quy luật cố định, thỉnh thoảng mới uống thuốc bổ, sau đó lại tiêu hao đi ra ngoài, không lấp nổi chỗ trống bị thiếu hụt, vậy anh nói xem chuyện đó có thể có tác dụng gì chứ? Hứa Dịch nói xong, thở dài, Cửu gia hiện tại không chỉ thiếu một nhà thôi miên, còn thiếu một người có thể quản được ngài ấy. Mạc Huyền bật cười, quản được Cửu gia chắc là phải đến được cấp độ như tông sư tuần thú sư thì may ra. Hứa Dịch, tuần thú sư là cái quỷ gì vậy? Hứa Dịch cùng Mạc Huyền hai người đang ở trong sân vừa nói chuyện, xuyên qua khe hở cành cây, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có hai người đi tới. Chỉ thấy Diệp Oản Oản ôm lấy một đống đồ vật trắng tinh lớn đi ở phía trước. Bên người một cô hầu gái đi theo trong tay cũng ôm lấy một đống đồ, hình như đó là chăn, ngoài ra còn có một đám hộ vệ, xách một cái ghế nằm cùng một cái ghế ngồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đoàn người nối đuôi nhau mà hướng trong vườn hoa nhỏ đi tới. Tư Dạ Hàn chính là người mặc quần áo bình thường màu xám, không nhanh không chậm đi theo sau lưng. Diệp Oản Oản mang theo mấy người trực tiếp thẳng hướng một chỗ có hoa đi tới. Đầu tiên là quay qua nói với Tư Dạ Hàn, anh chờ một chút. Ngay sau đó vừa chỉ vào nơi rơi đầy lá cây cùng cánh hoa trên bãi cỏ, sau đó phân phó hộ vệ, ghế nằm để ở nơi này, ghế ngồi để ở bên cạnh. Trên ghế nằm được cô bày một cái đệm mềm mại mua từ cửa hàng yêu thích của cô, bày ra xong sau đó, Diệp Oản Oản cầm gối trong tay thả lên, nói xong tiếp tục phân phó hai cô hầu gái, đưa chăn cho tôi đi. Vâng, Diệp tiểu thư, cô hầu gái theo lời đem chăn đưa tới. Sau đó Diệp Oản Oản đem gối thả lên, đưa tay vỗ một cái, ngay sau đó nghiêng đầu nói với Tư Dạ Hàn sau lưng đang đứng ngược với ánh mặt trời, ngớ người ra làm cái gì vậy? Anh qua đây đi. Đỉnh lông mày của Tư Dạ Hàn dường như hơi hơi dương lên một cái, sau đó nghe lời cô mà đi tới. Ngồi xuống, Diệp Oản Oản vỗ vào một cái ghế nằm. Tư Dạ Hàn ở trên ghế ngồi xuống. Diệp Oản Oản tỏ vẻ rất hài lòng, mở miệng nói, đúng đúng, sau đó nằm xuống thôi. Tư Dạ Hàn lại nằm xuống, ghế nằm rất dài rất rộng, thân thể thon dài của Tư Dạ Hàn nằm trên đó không cảm thấy một chút chật chội nào cả. Chờ Tư Dạ Hàn nằm xuống xong sau đó, Diệp Oản Oản đem chăn đắp lại cho anh, sau đó lại không biết từ đâu móc ra một chiếc đồng hồ bấm dây rồi nói, hiện tại bắt đầu ngủ trưa, tính giờ bắt đầu. Tư Dạ Hàn nghiêng đầu nhìn về phía cô đáp, tối hôm qua anh ngủ rồi. Sắc mặt của Diệp Oản Oản đen sẫm lại, đừng cho là em không biết. Tối hôm qua anh ngủ có 2 giờ sau đó lại giả bộ ngủ, cũng không biết là tâm tư đang suy nghĩ gì, hôm nay ngủ bù lại cho em đi. Vì để cho anh ngủ vui vẻ, có thể thay đổi một chút tâm tình, em còn cố ý cho tìm một chỗ có phong cảnh như vậy cho anh đấy. Đối với chuyện Diệp Oản Oản đang nói, Tư Dạ Hàn từ chối cho ý kiến, mà là hướng về ghế ngồi bên cạnh ghế nằm nhìn một cái. Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của anh cũng liếc nhìn băng ghế đó, sau đó quặng mặt lại chừng hắn. Nhìn cái gì, em muốn ngồi ở chỗ này để theo dõi anh. Nói xong, đặt mông tại trên ghế ngồi xuống rồi nói, anh nhắm mắt lại, ngủ đi. Lần này, Tư Dạ Hàn không có nhắm mắt lại, ngược lại giống như có điều gì suy nghĩ nhìn cô chừng mấy giây. Chương 442, nhất định chịu đựng được. Diệp Oản Oản bị anh nhìn đến sợ hãi, anh nhìn em làm gì vậy? Đương nhiên nếu cô hy vọng Tư Dạ Hàn nói ra mấy chữ, em chờ coi, là không có khả năng. Hai con người Tư Dạ Hàn híp lại, nhìn lấy cô, hỏi, không sợ anh sao? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ lại chính mình đang khá là to gan lớn mật nói chuyện với loại người nào rồi, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, cố tự chấn định lắp ba lắp bắp mở miệng đáp, có gì phải sợ? Anh chính là một con cọp giấy, còn có thể đem em ăn sao? Tư Dạ Hàn cười nhẹ một tiếng, muốn thử một chút không? Diệp Oản Oản sậm mặt lại, không cho anh thử đâu, anh nên đi ngủ đi. Không khí là tràn đầy khí tức mát mẻ của cỏ cây, ánh mặt trời nhỏ vụn theo cành lá gian rơi xuống,
nhảy trên người cô gái, chiếu rọi trên gò má của Oản Oản, cơ hồ có thể thấy rõ được da thịt của cô, nhìn cô đáng yêu đến nhường nào. Khi Oản Oản đang nhìn chăm chú thì tầm mắt của Tư Dạ Hàn lúc này hết thảy khói mù sương lạnh cùng những thứ như gông xiềng sau lưng anh phảng phất trong nháy mắt này đều tan rã mà rời đi. Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng vẫn không hỏi gì. Tại sao, không muốn hắn chết, dưới sự thúc giục của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn vẫn nhắm hai mắt lại. Ước chừng mấy phút sau, ngón tay bám trên trán Tư Dạ Hàn dần dần mềm nhũn ra. Diệp Oản Oản bận rộn cẩn thận đem tay anh lấy xuống, bỏ vào trong chăn đắp kín lại, sau đó ngồi một bên, vừa lật nhìn kịch bản, vừa thỉnh thoảng hướng về người bên cạnh liếc mắt nhìn. Cách đó không xa Hứa Dịch cùng Mạc Huyền cũng đã xem hết toàn bộ những điều vừa xảy ra. Mạc Huyền một mặt nhìn mà than thở, thuần thú sư, thấy chưa, đây chính là người đó đấy. Vào lúc này khí thế của Diệp Tiểu Thư đã đủ rồi, chỉ còn thiếu cầm trong tay một cái roi nữa thôi. Khục, Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, không nói gì mà nhìn hắn một cái. Mạc Huyền than thở, tôi nói cậu nghe, cậu kêu tôi tới làm chi? Tôi còn phát hiện ra là tôi không có chút tác dụng nào à. Hứa Dịch liếc người nào đó đang được hưởng lương nghỉ phép oán trách hắn một cái, ai nói anh không có tác dụng, tôi kêu anh trở lại chia sẻ một chút thức ăn cho chó không được sao. Một mình hắn chịu đựng không được. Mạc Huyền nhún vai, được rồi, anh thắng rồi. Thuần thú sư, Diệp Oản Oản nghiêm mật theo dõi Tư Dạ Hàn chừng mấy ngày, cho đến khi cô thông báo tình huống công tác cho ba mẹ mình, sau đó họ hỏi nếu cô có rảnh rỗi thì trở về ăn một bữa cơm. Lạc Thần bên kia cũng bởi vì cô thời gian dài không xuất hiện nên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở cô còn mấy ngày nữa chính là thời gian thử sức cho vai diễn, vì vậy cô mới không thể không tạm thời rời đi một chút. Trước khi đi, Diệp Oản Oản yên lặng mà ngoắc ngoắc ngón tay, đem Hứa Dịch cho kéo tới trong góc. Cái này cầm lấy, Diệp Oản Oản kín đáo đưa cho hắn một cái quyển sổ nhỏ. Oản Oản tiểu thư, đây là, Hứa Dịch không hiểu. Tôi đưa cho anh thời gian biểu hàng ngày của anh ta. Anh nhất định bên cạnh canh anh ấy, giúp tôi nhìn chằm chằm anh ấy, nếu như anh ấy không làm theo những gì mà tôi nói thì anh gọi điện thoại cho tôi. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Hứa Dịch nuốt nước miếng, ây. Diệp Oản Oản, sao vậy? Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Oản Oản tiểu thư, cô đây là muốn để cho tôi giúp cô, mách lẻo sao? Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng, đừng nói lời khó nghe như vậy mà. Cái gì mà mách lẻo chứ? Rõ ràng là muốn anh biểu hiện sự trung thành với ông chủ của mình. Yên tâm, có tôi làm cho chỗ dựa cho anh mà. Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám, như cầm một củ khoai lang phỏng tay cầm lấy quyển thời gian biểu thường ngày nói, cô xác định tôi có thể chịu đựng được sao? Dĩ nhiên chịu đựng được rồi. Diệp Oản Oản vỗ ngực bảo đảm. Hứa Dịch sắc mặt buồn bã hắn vẫn đang sợ muốn chết. Thấy Hứa Dịch kinh sợ như vậy. Diệp Oản Oản không nói gì mà liếc hắn một cái, quả thực nếu không được thì tôi sẽ dùng mỹ nhân kế thế đã được chưa? Hứa Dịch, được, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Oản Oản. Chương 443, thực lực nghiền ép kim tiền. Tiếp đó, Diệp Oản Oản lại tiếp tục tẩy não cho Hứa Dịch, tóm lại cô đưa cho hắn tư tưởng chính là dù chuyện nhỏ hay lớn cũng phải luôn nói cho cô biết, nếu cửu gia nổi giận có cô chống lưng cho hắn. Cô không nhịn được mà nói. Còn có lão phu nhân nữa mà anh lo gì chứ? Những ngày qua lão phu nhân cũng biết chuyện cô đang ngó chừng việc Tư Dạ Hàn điều dưỡng, nhất định sẽ cho cô chỗ dựa. Đại khái là bởi vì đối mặt với người mình yêu thích nên thời điểm đó tâm tình càng sẽ vui thích hòa hoãn hơn. Mấy ngày nay trong thời gian quan sát, lão phu nhân phát hiện, cháu trai mình ở cùng với Oản Oản trạng thái quả thật tốt hơn nhiều làm cho bà nhẹ nhõm đi không ít. Hơn nữa phát hiện trước đây dường như cũng không phải là tình cờ. Chỉ cần là thời điểm có Oản Oản ở bên cạnh, tiểu cửu tựa hồ đều dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Chẳng qua là bà cũng không biết Oản Oản làm những thứ này, rốt cuộc đối với thân thể của tiểu cửu có thể tốt hơn bao nhiêu. Dù sao, căn cứ điều tra trước đây của Trung Lễ, Oản Oản cùng với tiểu cửu ở chung một chỗ cũng đã 2 năm rồi, trong thời gian dài như vậy, trạng thái của tiểu cửu cũng không có thay đổi, bà quả thực không dám mong đợi, hiện tại bây giờ tiểu cửu chỉ còn lại thời gian nửa năm. Thân thể của tiểu cửu có thể chuyển biến đủ tốt để xông tiếp hay không, bà thật không dám chắc. Ngay cả bác sĩ Tôn cũng đã chắc chắn không có thuốc nào có thể trị được bệnh của cháu bà dưới tình huống này, bà làm sao có thể gửi hy vọng của mình vào một cô gái được. Sau khi rời khỏi nhà cũ Oản Oản trước tiên đến chỗ ba mẹ cô ăn cơm. Trong lúc đó hai người lại tự nhiên nhắc tới vấn đề bạn trai cô, với tình huống hiện tại này của Tư Dạ Hàn,
Diệp Oản Oản chỉ có thể nói thoái thác rằng bạn trai cô công tác bề bộn nhiều việc, có cơ hội nhất định sẽ dắt đến đây cho bọn họ xem. Sau đó Diệp Oản Oản liền đi chạy xe tới công ty. Diệp Oản Oản trở lại phòng làm việc, mở máy vi tính ra chỉnh sửa lại một chút những email liên quan đến công việc gần đây nhất cùng với việc tuyên truyền cho tạp chí báo chí, sau đó đi đến phòng huấn luyện tìm Lạc Thần. Con cừu nhỏ của cô đang rất cần cù nha, hắn đang ở trong phòng huấn luyện đổ mồ hôi như mưa. Không uổng công cô phí nhiều tâm tư như vậy. Mặc dù bây giờ cô đặt cho Lạc Thần một khởi điểm vô cùng tốt, nhưng cái này cũng không có nghĩa là vô tư thoải mái được. Lần cạnh tranh này phi thường kịch liệt. Nhân vật nam chính hay vai nam thứ hai số người cạnh tranh cơ hồ đều rất nhiều, ưu thế duy nhất của Lạc Thần chỉ có chuyện hắn là diễn viên diễn nguyên bản vai Lâm Lạc Trần mà thôi. Mặc dù, đội ngũ y nguyên, là một trong những nhân tố quan trọng nhất mà đoàn làm phim suy tính đến, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân tố duy nhất, ý kiến của nhà đầu tư, hay là nhân khí bản thân của nghệ sĩ đều có ảnh hưởng phi thường lớn. Địch thủ lớn nhất lần này của Lạc Thần chỉ có một, đó chính là vai diễn kiếp trước của Lâm Lạc Trần trong Kinh Long 2. Bởi vì cô trọng sinh nên quỹ đạo nhân sinh của Lạc Thần phát sinh sự thay đổi, nhưng cô cũng không cách nào xác định được, liệu thay đổi như vậy có đủ để dao động đến kết quả tuyển vai diễn ở kiếp trước hay không. Kiếp trước Kinh Long 2 nhân vật nam chính diễn viên vẫn là nhân vật nam chính cũ, nhân khí tiểu sinh dưới cờ Diệp gia giải trí Hoàng Thiên Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết cùng Lạc Thần cùng ra một thời điểm, lại đồng thời là diễn xuất Kinh Long mà đấu đá. Năm đó Lạc Thần mặc dù đóng vai nam thứ, nhưng bởi vì nhân vật quá được hoan nghênh, danh tiếng so với Lăng Thiếu Chiết người nam chủ này còn lớn hơn nhiều. Nhưng hôm nay Lăng Thiếu Chiết đã là tiểu sinh đương thời của Hoàng Thiên Giải Trí, nhân khí cùng Hàn Thiên Vũ, Cung Húc đều không hơn thua gì nhau, Lạc Thần lại không được nhiều người biết đến. Kiếp trước Nam Hai diễn trong Kinh Long 2 là người có chút khó giải quyết, người đó không phải là có kỹ thuật diễn xuất tốt nhất, nhân khí so với những người cạnh tranh khác cũng không phải đỉnh nhất, nhưng người ta là con nuôi của nhà đầu tư. Mà Lạc Thần, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình để lấy được vai diễn này mà thôi. Thực lực của hắn phải đủ để nghiền ép cả tiền bạc vật chất, lúc trước vì đi theo Tư Dạ Hàn đến nước B làm trễ nãi không ít thời gian, bây giờ cách ngày thử sức đã chỉ còn lại 3 ngày, nhất định phải nhanh chóng nói với Lạc Thần về vai diễn này mới được. Diệp Oản Oản dừng lại suy nghĩ, hướng về thanh niên phía trong phòng huấn luyện kêu một tiếng, Lạc Thần. Nhìn tới nam nhân đứng chỗ cửa, ánh mắt của Lạc Thần nhất thời sáng lên một cái. Lau mồ hôi, lập tức bước nhanh hướng về cánh cửa chạy lại đáp, Diệp ca. Chương 444, kiểm tra bài tập. Diệp ca, anh đã trở lại rồi. Con cừu nhỏ mặc dù cố ý thu liếm tâm tình mình lại, nhưng đáy mắt vẫn nhìn ra được kích động. Thấy Lạc Thần thật sự là người có tính cách muốn có cảm giác an toàn, cô rời đi đã nhiều ngày như vậy không có tin tức, phỏng chừng suy nghĩ lung tung không ít đi. Diệp Oản Oản không trễ nãi thời gian nữa. Trực tiếp mở miệng nói, chuẩn bị một chút, đi theo tôi nói vai diễn cho cậu. Lạc Thần không chút do dự, lập tức gật đầu đi theo. Vạn cảnh danh uyển. Ngồi đi, Diệp Oản Oản cởi áo khoác, sau đó rót cho hắn một ly nước. Lần trước hắn tới chỗ cô trông có vẻ khẩn trương thì lần này biểu tình của Lạc Thần đã bình tĩnh không ít. Diệp Oản Oản ngồi xuống ghế salon, chuẩn bị kiểm tra bài tập. Lạc Thần nhìn chằm chằm lấy kịch bản trên tay Diệp Oản Oản. Dáng dấp có chút khẩn trương. Trong tay Diệp Oản Oản cầm lấy kịch bản, bất quá lại không nhìn đến, trực tiếp mở miệng chọn một tuồng kịch, 13 màn, chàng thứ 7. Đoạn này là cảnh Lâm Lạc Trần giết người. Nội dung cốt truyện rất đơn giản, Lâm Lạc Trần một kiếm giết chết một tên nhân sĩ võ lâm chính đạo, sau đó xoay người rời đi. Không có lời kịch, chỉ có ánh mắt cùng động tác tay chân thôi. Diệp Oản Oản chủ yếu là muốn thông qua tuồng kịch này, nhìn một chút xem Lạc Thần đối với nhân vật Lâm Lạc Trần trong bộ thứ hai này lý giải đã đến bước nào rồi thôi. Liên đoạn này đi, có vấn đề sao? Diệp Oản Oản ngẩng đầu, hỏi. Lạc Thần lắc đầu, không thành vấn đề. Lạc Thần đi tới giữa phòng khách, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. 3 giây sau, thời điểm mở mắt, đáy mắt đã là một mảnh lạnh lẽo cực kỳ sát ý. Lạc Thần một tay chắp sau lưng, một cái tay khác rút kiếm ra. Một kiếm đâm thủng trái tim của người trước mặt mình, biểu tình trên mặt cũng không còn như thời niên thiếu đơn thuần sạch sẽ, mà là tà mị, lạnh giá, khát máu, nhìn chằm chằm người khác, ánh mắt giống như quỷ lệ, kinh người đáng sợ. Một lát sau, Lạc Thần thu đi trạng thái trong vai diễn, xoay người hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, hơi có chút khẩn trương đến chờ đợi Diệp Oản Oản đánh giá. Diệp Oản Oản chống cằm, trầm ngâm chốc lát, đại ma đầu diễn không tệ.
Nói xong, dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, bất quá, hơi chút không hợp rồi. Diệp Oản Oản đứng lên, đi tới vị trí đối diện với Lạc Thần. Bá, đem kịch bản trong tay làm thành thanh kiếm, một kiếm xuyên thấu trái tim Lạc Thần, ngay sau đó chốc lát cũng không lưu lại, chợt rút ra. Trong ánh mắt của cô, cùng với màn mà Lạc Thần diễn kia giống nhau, đó là vẻ tà tứ, lạnh giá, khát máu, nhưng bất đồng chính là, không có bất kỳ tia sát ý nào. Thay vào đó, là hờ hững, một loại khinh miệt cùng lạnh lùng đến cực hạn không thèm chú ý đến. Giống như đứng ở trước mắt không phải là một người, mà là một vật không có sinh mạng vậy. Nhìn ra sự khác biệt sao? Diệp Oản Oản mở miệng, hỏi. Lạc Thần trên trán một mảnh mồ hôi lạnh nhễ nhại, mãi đến khi Diệp Oản Oản mở miệng, mới từ trong loại uy áp to lớn này tỉnh lại, nghe vậy, thần sắc có chút ngơ ngác. Hắn biết phương thức diễn của Diệp Bạch so với hắn còn cao hơn mấy cảnh giới, nhưng lại không biết tại sao. Tại sao rõ ràng không có sát ý nhưng lại cho người khác cảm thấy càng đáng sợ hơn? Diệp Oản Oản hướng dẫn từng bước giải thích nói, khi đó Lâm Dật Trần, trải qua tất cả bất công cùng gặp trắc trở trong trần thế, tính tình của hắn đại biến, điểm này cậu biểu hiện không sai, nhưng hắn khác biệt lớn nhất của hắn so với trước kia là cái gì cậu biết không? Lạc Thần trong mắt, suy tư chốc lát, sau đó trần chờ mở miệng, ừ, đối với sinh mạng có cảm giác kính sợ. Diệp Oản Oản nhất thời nhoẻn miệng cười, Lạc Thần ngộ tính quả thật không tệ, một chút liền thông rồi. Không sai, chính là đối với sinh mạng có cảm giác kính sợ, đem nhân mạng để ở trong mắt, mới có sát khí, nhưng nếu như ở trong mắt hắn, nhân mạng đã giống như cỏ rác bụi trần, như thế tại thời điểm hắn giết người, chỉ có hờ hững mà thôi. Lạc Thần hai con ngươi chợt sáng ngời, giống như, đầu óc thông suốt, tôi hiểu rồi. Ừ, Diệp Oản Oản gật đầu, đang muốn mở miệng, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động một bên reo lên, nhìn số điện thoại gọi đến, là Hứa Dịch gọi tới. Chương 445, hiện tại liền đi qua đụng ngã hắn. Điện thoại của Hứa Dịch. Muốn mách lẻo nhanh như vậy sao? Cậu trước tự ôn một chút đi, tôi đi nhận điện thoại đã. Diệp Oản Oản đối với Lạc Thần mở miệng nói. Lạc Thần gật đầu một cái. Sau đó ngoan ngoãn cầm lấy kịch bản đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Xin chào, tôi là Diệp Bạch. Diệp Oản Oản mở miệng. Hứa Dịch đầu kia điện thoại nghe được âm thanh của nam nhân truyền tới sửng sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại chắc là bên Diệp Oản Oản có người khác, cho nên dùng vẫn phải thân phận của Diệp Bạch. Khụ, Oản Oản tiểu thư, mới vừa rồi người giúp việc đưa thuốc đi vào, nhưng đã qua 10 phút rồi, cửu gia còn chưa có dùng thuốc. Hứa Dịch tận chức tận trách mà mở miệng nói. Anh ấy đang làm gì? Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Sau khi cô rời đi, cửu gia vẫn đang xem tài liệu. Hứa Dịch yếu ớt mà trả lời. Ha ha, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Dịch bên ký nhìn điện thoại bị cắt đứt, theo bản năng nuốt nước miếng. Làm sao hắn luôn cảm thấy Oản Oản tiểu thư mới vừa cười lạnh, có chút ghê người thế nhỉ? Bất quá, trời cao hoàng đế ở xa. Oản Oản tiểu thư thật sự có thể có biện pháp để cho ông chủ nhà hắn ngoan ngoãn uống thuốc sao? Trong phòng khách Lạc Thần cũng theo bản năng hướng về người đại diện của mình nhìn một cái. Không biết hắn mới vừa rồi là gọi điện thoại với ai, vào lúc này vẻ mặt dường như so với thời điểm nhập vào vai diễn vừa nãy trạng thái còn đáng sợ hơn. Treo điện thoại của Hứa Dịch xong sau đó, Diệp Oản Oản đeo tai nghe Bluetooth, sau đó gọi tới cho Tư Dạ Hàn. Đây là cuộc gọi video. Đại khái qua mười mấy giây đồng hồ, đầu kia kết nối. Có chuyện gì sao? Nương theo âm thanh khàn khàn, trên màn ảnh điện thoại di động nhất thời xuất hiện một gương mặt thanh lãnh xuất trần, điên đảo chúng sinh. Diệp Oản Oản bị gương mặt đó làm cho hoảng thần lại, thiếu chút nữa bị sắc đẹp mê hoặc quên cả tức giận, ổn ổn tinh thần mình lại rồi mới nói tiếp. Diệp Oản Oản chống tay bám trên trán, lười biếng cười một tiếng, không có cái gì a, chính là trong lúc rảnh rỗi, anh có tính cho em. Một quẻ. Trên màn ảnh điện thoại di động, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Oản Oản, chân mày hơi hơi hất lên, rõ ràng trên mặt cô cười tươi như hoa nhưng lại tiềm ẩn uy hiếp. Càng để cho một người đại ma đầu nào đó lần đầu tiên trong cuộc đời mình có chút chột dạ. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Oản Oản liền đổi sắc mặt, cười khanh khách nói, anh, tính ra bên tay, em, hiện tại để một chén thuốc, đã qua 10 phút rồi mà còn chưa uống cạn nó. Tư Dạ Hàn nghe vậy. Hướng về cánh cửa nhìn một cái. Nơi cửa, Hứa Dịch đang tránh ở nơi đó bị hù dọa đến run một cái, hốt hoảng đụng vào cánh cửa, phát ra, phanh, một thanh âm vang lên.
Diệp Oản Oản từng chữ mà lạnh giọng mở miệng, hiện tại, khoảng cách chỉ cách, anh, ba bước, có một tiểu mỹ nhân đôi mắt trong veo như nước, em, nếu như không uống thuốc, anh, hiện tại liền đi qua đó ôm hôn hắn. Diệp Oản Oản bước ba về phía con cừu nhỏ Lạc Thần. Trên màn ảnh điện thoại di động Tư Dạ Hàn, ánh mắt của Diệp Oản Oản không chút dao động nào, sáng loáng như đang nói cho đối phương biết, nếu hắn không uống thuốc, cô thực sự chuyện gì cũng đều làm được. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn cánh tay hơi duỗi ra, bưng lên chén thuốc một bên. Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn ngoan ngoãn uống thuốc rồi, rốt cục cũng hài lòng, hiện tại, em, đi nghỉ ngơi nửa giờ đi, sau đó lại tiếp tục công việc. Không cho cúp điện thoại, anh, nhìn, em, nghỉ ngơi. Nói xong liền đem điện thoại di động duy trì ở trạng thái cuộc gọi video, đặt ở một bên, chuẩn bị tiếp tục đi nói vai diễn cho Lạc Thần. Sau đó, Diệp Oản Oản một ngẩng đầu lên, liền thấy Lạc Thần cúi thấp đầu, lỗ tai tựa hồ có hơi phiếm hồng. Lúc này cô cuối cùng mới phản ứng lại, ách, cách cô ba bước thật sự có một tiểu mỹ nhân a. Chương 446, chẳng lẽ là minh tinh nào đó sao? Diệp Oản Oản vội vàng ho nhẹ một tiếng giải thích, điện thoại của bạn gái tôi, cô ấy không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, tôi chỉ có thể dùng chút ít thủ đoạn đặc biệt thôi. Lạc Thần gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù mới vừa rồi nét mặt của Diệp ca thực sự rất đáng sợ, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra được trong giọng nói không che giấu sự quan tâm. Nguyên lai là điện thoại của bạn gái. Trong khoảng thời gian đó, một đại ma đầu nào đó tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục công việc nữa rồi. Chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản cùng tiểu mỹ nhân kia đã đủ bận rộn. Trốn ở cửa Hứa quản gia quả thật là không thể tin nổi, rồi than thở. Oản Oản tiểu thư cũng thật lợi hại, ông chủ không chỉ ngoan ngoãn uống thuốc mà ngay cả công việc cũng đều ngừng rồi. Rốt cuộc là làm sao làm được nha? Bởi vì chỉ còn lại 3 ngày là bắt đầu thử máy, Diệp Oản Oản dành thời gian mấy giờ liên tiếp nói với Lạc Thần về vai diễn này. Chờ lúc kết thúc, Diệp Oản Oản tiện tay cầm lấy điện thoại di động. Kết quả vừa đem điện thoại di động cầm lên liền sợ hết hồn, bởi vì cô phát hiện điện thoại di động còn trong trạng thái cuộc gọi video. Anh không có tắt sao? Diệp Oản Oản kinh ngạc. Tư Dạ Hàn thông qua máy thu hình nhìn cô một cái, ánh mắt kia lại tựa hồ có hơi ai oán. Ách, bất quá cũng khó trách ha, bạn gái mình cùng nam nhân khác ở cùng nhau cả một buổi chiều, kết quả chính mình lại chỉ có thể nhìn thông qua cuộc gọi video. Diệp Oản Oản vội vàng ôn nhu an ủi, bảo bảo, anh ngoan ngoãn chút nhé. Chỉ cần anh dưỡng bệnh thật tốt, điều chỉnh thân thể thật tốt, sống được lâu lâu dài dài, sau đó chúng ta còn có thời gian rất dài có thể ở chung một chỗ, có thể đến già đầu bạc răng long nữa. Đúng không tương đương? Cho dù biết nhà đầu kia đang dỗ người nên mấy lời nói đó chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi, không có mấy phần thật lòng nhưng sắc mặt của Tư Dạ Hàn vẫn là hòa hoãn không ít, nhàn nhạt mở miệng hỏi, buổi tối em trở lại không? Trở về, thân thể anh không được tốt, cũng đừng bôn ba nữa, em đi tìm anh. Cúp trước nhé, em thay quần áo liền về ngay đây. Diệp Oản Oản nói xong liền cúp điện thoại, sau đó đổi thành trang phục nữ giới. Đi đến Tư gia, Diệp Oản Oản cố ý đi đến trước một cửa hàng đồ ngọt, chuẩn bị cho Tư Dạ Hàn chút ít đồ ngọt điểm tâm cùng mứt hoa quả. Mặc dù mỗi lần anh uống thuốc đều mặt không đổi sắc, nhưng những thứ thuốc bắc kia chỉ ngửi thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi. Đừng nói là chính miệng uống những thứ thuốc kia. Mua chút ít mứt hoa quả có thể để cho anh mỗi lần uống xong thuốc liền ăn mấy viên, hẳn là sẽ khá hơn một chút. Tiệm làm điểm tâm đồ ngọt này làm ăn cực kỳ phát đạt, đội ngũ xếp hàng muốn mua rất dài, Diệp Oản Oản xếp hàng gần nửa giờ rốt cục mới đến lượt mình. Tiểu thư, xin hỏi cần gì ạ? Nhân viên cửa tiệm hỏi. Diệp Oản Oản chủ yếu là muốn mua mứt hoa quả đặc chế của tiệm này tiếng lành đồn xa tốt vô cùng nha. Sau đó nhìn nhân viên mở miệng nói, mỗi người nhiều nhất có thể mua 3 hộp phải không? Đúng thế. Vậy những thứ này đều cho tôi đi. Diệp Oản Oản mở miệng. Được, nhân viên tiệm vừa mở miệng, một bên mỉm cười bắt đầu bỏ túi. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị lựa cái khác, nhưng là, ngay tại thời điểm cô nói, đều cho tôi, trong nháy mắt, sau lưng của cô dường như truyền đến một âm thanh hít khí lạnh. Diệp Oản Oản theo bản năng vừa quay đầu. Sau đó liền thấy một người nam nhân tuổi còn trẻ đứng ở sau lưng chính mình, cực kỳ đau lòng che lấy chỗ trái tim của mình. Nam nhân cao chừng 1m8 mấy, mặc áo khoác tân triều bản limited laser, quần jean phá động, tóc màu đen trên đó có nhuộm lấy vài sợi. Giờ đã là buổi tối rồi nhưng trên mặt người này không chỉ mang khẩu trang thật dày, còn mang một kính râm thật to,
cả khuôn mặt đều che đến chặt chẽ. Lấy Diệp Oản Oản trực giác bén nhạy, buổi tối lại đóng gói mình như kiện hàng, vậy 8 phần 10 là một nhân vật công chúng. Chẳng lẽ là minh tinh nào đó sao? Chương 447, tôi thật giống như đang yêu. Tiểu thư, mứt hoa quả của cô đã được gói kỹ rồi, cô còn cần cái gì khác nữa không? Nhân viên tiệm hỏi thăm. Diệp Oản Oản lúc này mới lấy lại tinh thần, lại chọn thêm một cái bánh ngọt ô mai, một cái mút xoài. Cảm ơn đã đến cửa hàng, hoan nghênh lần sau trở lại. Nhân viên tiệm khom người tiễn khách. Diệp Oản Oản xách theo đồ cô mới mua từ bên trong mở cửa tiệm đi ra ngoài, kết quả, rõ ràng cảm giác được có người đi theo phía sau chân cô. Diệp Oản Oản xoay người lại phát hiện đi theo cô chính là người mới vừa rồi xếp hàng ở phía sau lưng cô, người đàn ông đeo khẩu trang. Cô vừa mới quay đầu lại nhìn, người đàn ông kia liền giống như không có gì cầm túi đứng ở ven đường, một bộ dạng đang chờ xe. Diệp Oản Oản lần nữa cất bước rời đi, lần này, anh ta cũng không đi theo cô nữa. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại không khỏi cảm thấy một cổ tầm mắt phi thường nóng bỏng vẫn nhìn chằm chằm vào sau lưng của cô. Không có cách nào, Diệp Oản Oản chỉ có thể theo bản năng quay đầu nhìn lại lần thứ hai. Kết quả lần này liền phát hiện, người đàn ông đó mặc dù không kịp che giấu hành động của mình như lúc nãy nữa, mặt anh ta dù không hướng trực tiếp về góc nhìn của cô, nhưng chiếc kính râm thật to đó hoàn toàn không che khuất được ánh mắt của anh ta. Cái ánh mắt kia ai oán đau lòng cực kỳ, phảng phất xuyên thấu qua kính râm, rơi vào người cô, chính xác hơn mà nói, là rơi trên mấy hũ mứt hoa quả trong tay cô. Sau đó phát giác ra ánh mắt của Diệp Oản Oản, nam nhân lại nghiêng đầu đi, làm bộ như không nhìn cô. Diệp Oản Oản không khỏi bật cười. Mấy hộp mứt hoa quả mà thôi, tại sao lại làm như vậy? Bất quá, nếu như hắn thật sự là một minh tinh nào đó, cô lại có thể lý giải được điều này, các minh tinh mỗi ngày đều phải ăn uống điều độ, phải giảm cân, muốn ăn thứ mình thích đều là xa xỉ. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ trong túi lấy ra một hộp, cất bước đi tới trước mặt người đàn ông kia. Người đàn ông đó nhìn thấy cô đang hướng về phía mình đi tới, giật mình lui về sau một bước, dáng vẻ muốn chạy trốn lấy mạng. Chắc anh ta cho là cô là fan hâm mộ nhận ra mình đi. Diệp Oản Oản cũng không tiếp tục tiến lên nữa, đứng ở cách anh ta một bước, đem cái hộp mứt hoa quả kia đưa tới, mở miệng nói, anh thích cái này sao? Thật xin lỗi, ba hộp cuối cùng đều bị tôi mua rồi, cái hộp này cho anh đó. Người đàn ông đó tựa hồ là nhất thời không phản ứng kịp, đứng ngơ ngác ở nơi đó. Cầm lấy đi à. Mãi đến khi Diệp Oản Oản lần nữa thúc giục, anh ta mới cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra. Như rất sợ cô hối hận, một tay nhanh chóng đem cái hộp mứt hoa quả kia cầm tới. Diệp Oản Oản không khỏi bật cười nói, cái này tỷ lệ đường có trong đó khá cao, nếu như muốn ăn uống thì anh nên ăn điều độ, vẫn là ăn ít một chút thì tốt hơn. Nói xong liền xoay người rời đi. Trong tay nam nhân cầm lấy cái hộp mứt hoa quả kia, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong đầu đều là hình ảnh cô gái kia bật cười. Nụ cười kia, so với mứt hoa quả còn muốn ăn hơn. Tới khi anh ta rốt cuộc tỉnh hồn lại, lập tức bước nhanh đuổi về phía trước, lại phát hiện cô gái kia đã sớm biến mất ở trong bóng đêm. Hai, nam nhân áo não không thôi cúi xuống đất nguyền rủa một tiếng, tháo kính mát trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt đẹp đẽ đến cực hạn. Lúc này, bên cạnh vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Một nam nhân mập mạp thở hồng hộc hướng về người đàn ông kia chạy tới, thấp giọng mở miệng Cung Húc. Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu làm sao lại chạy tới đây? Để cho tôi đi khắp nơi tìm cậu à? Cậu có phải lại lén mua đồ ngọt làm điểm tâm hay không? Anh Bân đã dặn đi dặn lại cậu không thể ăn những thứ này. Trợ lý vẫn một mực thao thao bất tuyệt, nhưng lại thấy Cung Húc vẫn nhìn chằm chằm vào một hướng khác, hoài nghi mà hỏi hích, cậu đang nhìn cái gì vậy? Trong tay Cung Húc siết chặt cái hộp mứt hoa quả kia, vẫn như cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm phương hướng mà cô gái kia mới vừa biến mất, lẩm bẩm mở miệng tôi thật giống như. Thật giống như cái gì? Trợ lý không hiểu hỏi lại. Cung Húc, thật giống như, đang yêu. Trợ lý nhất thời sạm mặt lại, lại còn là yêu đương sao? Cậu làm sao chỉ mới đi mua một hộp mứt hoa quả lại có thể yêu đương được vậy? Còn có phải như lần trước nữa hay không? Cung Húc một cước đạp tới, cút đi. Lần này là thực sự. Chương 448, đem trái tim của tôi trộm đi. Trợ lý không nói gì mà lẩm bẩm, cậu lần nào cũng không phải là thật, lần trước xì căng đan huyên náo dư luận xôn xao, phải đi ra ngoại quốc tránh lâu như vậy, hiện tại dư luận vừa mới dừng lại, cậu cũng đừng náo để xảy ra chuyện gì nữa nha.
Cung Húc không nhìn được khoát khoát tay đáp, đã biết rồi. Phiền chết đi được mà. Đúng rồi, bên đoạn đường này có camera theo dõi không? Sao lại không có chứ? Nhưng mà cậu muốn làm cái gì? Trợ lý một mặt cảnh giác hỏi lại. Cặp mắt đào hoa của Cung Húc phụt sáng trả lời, mới vừa rồi có một tiểu tiên nữ đến đưa cho tôi một hộp mứt hoa quả, cậu giúp tôi tìm ra cô ấy đi. Trợ lý nhất thời tan vỡ đáp, thôi đi à, tổ tông của tôi ơi, cậu rốt cuộc có nghe được lời mới vừa nãy tôi nói hay không à? Tôi nói là, anh Bân nói muốn cậu trong khoảng thời gian này cấm tiếp cận với những sinh vật mang giới tính nữ, đặc biệt là con gái. Tuyệt đối không thể lại gây ra xì căng đan nào nữa nha, cậu xin cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi. Cung Húc thổi thổi một luồng khí trước mắt, bĩu môi nói, không tìm thì không tìm thôi, khẩn trương như vậy làm gì cơ chứ? Trợ lý nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ không đúng, cái tên này từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy rồi à? Nửa giờ sau, một cái Weibo nhanh chóng được đăng lên hấp dẫn mọi người, trong giới giải trí một trận quan hệ sóng gió bất chính lại được đưa lên. Hồi trước bởi vì cùng một xì căng đan của nữ minh tinh nào đó mà làm huyên náo sóng to gió lớn đến nỗi Cung Húc biến mất thì bây giờ hắn ta rốt cuộc cũng đã xuất hiện trở lại rồi. Người này vừa xuất hiện, đã phát ra một tin tìm người cực kỳ bùng nổ Weibo. Cung Húc, 8 giờ 16 phút tối nay, tại cửa tiệm điểm tâm ngọt Candy, tôi rơi vào bể tình, mời các vị giúp tôi tìm kiếm vị tiểu tiên nữ kia người mà tại Candy mua đi 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng. Cô ấy đã tặng cho tôi một hộp mứt hoa quả, lại đem trái tim của tôi trộm đi. Bên trong ảnh là một bức vẽ bằng tay của Cung Húc, hình ảnh khá trừu tượng, một lời khó nói hết. Ngắn ngủi mấy 10 phút sau đó, phía dưới khu bình luận Weibo của Cung Húc toàn bộ đều nổ tung. Miệng nó tôi thấy được cái gì à? Nam thần đối với một cô gái đi giường vừa thấy đã yêu, ngay trên Weibo của mình công khai bày tỏ. Tôi còn miệng nó lại thất tình nữa rồi sao? Lại rơi vào bể tình đây là lần thứ mấy rồi chứ? Xì căng đan cùng với Trình Mạn Ni mới đây cách khoảng 2 tháng thôi. Mọi người đều biết, Cung Húc là một tên đào hoa lăng nhăng, mỗi lần có xì căng đan liên quan đến bạn gái của hắn đều là siêu cấp đại mỹ nhân, lần này hắn lại có thể đối với người đi đường vô tình gặp được vừa thấy đã yêu, em gái kia chắc đẹp lắm à. Cô ấy chỉ đưa cho hắn một hộp mứt hoa quả, sẽ không phải là fan đi chứ, fan nào lại có vận khí tốt như vậy. Logic không đúng à. Nếu như là fan của hẳn sẽ đưa toàn bộ 3 hộp à. Hẳn đó thực sự chỉ là một người đi đường thôi. Hơn nữa Cung Húc cũng không có khả năng không che mặt liền ra ngoài. Chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý đến chuyện nam thần của mình lại hơn nửa đêm đi ra ngoài trộm mua đồ ngọt sao? Ngoại trừ những lời bình luận đến từ những người ái mộ thiện ý, thì đám fan từ nhóm, cặn bã nam, ngựa giống, hoa tâm cây củ cải lớn, cũng lên tiếng chửi rủa ùn ùn kéo đến. Còn có những lời khác đến từ fan của Cung Húc liên quan đến những thứ xì căng đan bạn gái kia tức giận mắng, toàn bộ khu bình luận dị thường náo nhiệt, cộng thêm một vài người bạn tốt trong giới xem náo nhiệt không chê lớn chuyện của Cung Húc gửi lời trêu chọc, rất nhanh liền đem Weibo này đẩy lên vị trí cao nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tìm kiếm lục soát tất cả cũng đều là Cung Húc tại tiệm đồ ngọt, Cung Húc công khai tỏ tình, Cung Húc vừa thấy đã yêu. Đế đồ bên trong một biệt thự nào đó. Chu Văn Bân bể đầu sứt chán mà nhìn chằm chằm nhiệt độ càng ngày càng cao của cái Weibo kia, đem trợ lý mắng nhiếc ngu xuẩn. Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, tôi muốn cậu quan sát hắn. Cậu làm việc thế nào vậy? Hắn mới trở lại một cái liền gây ra chuyện lớn như vậy. Tôi có ngăn cản à? Có thể là vô dụng à? Tôi cũng không ngờ tới hắn đáp ứng tôi không làm, kết quả lại có thể đem phát trên Weibo của mình. Vẻ mặt như đưa đám của trợ lý đáp. Không phải là tôi để cho cậu quản lý Weibo của hắn sao, đừng để cho hắn đụng vào hay sao? Chương 449, các anh em cùng nhau đánh chết hắn. Tinh khí của cung đại thiếu gia ngài cũng biết mà, tôi nào dám a? Trợ lý khiếp đảm lầu bầu nói. Vô dụng, Chu Văn Bân giận đến trong lòng nổ tung. Trợ lý chỉ biết cúi thấp đầu, trong lòng âm thầm chửi rủi, ông cũng chỉ dám mắng tôi thôi, nếu ông có bản lãnh thì đi mắng Cung Húc thử xem a. Bên trong phòng ngủ, Cung Húc nằm trên ghế salon, đang cùng một đám bạn tốt trên WeChat nói chuyện phiếm. Cung Húc, các anh em, toàn bộ đều nhớ giúp tôi chia sẻ à. Tôi nhất định phải tìm được em gái kia. Triệu Minh Chiết, đã chia sẻ cho Húc ca rồi à. An Vũ Phong, rốt cuộc là mỹ nữ như thế nào, lại có thể dùng một hộp mứt hoa quả liền đem hồn của cung đại thiếu gia chúng ta câu đi à. Cung Húc, đẹp như thiên tiên. An Vũ Phong, bớt khoác lác đi,
chẳng lẽ so với Trình Mạn Ni còn đẹp hơn sao? Cung Húc, căn bản không cùng một đẳng cấp, Mứt Hoa Quả nhà tôi nhỏ nhắn dung nhan đều đẹp đến tôi hồn phi phách tán. Mạc Phi, hồn phi phách tán cái quỷ gì, giáo sư văn chương của cậu làm sao dạy cậu như vậy a? Cung Húc, chính là có ý như vậy đó, Mứt Hoa Quả nhà tôi không chỉ rất xinh đẹp, cười lên so với Mứt Hoa Quả còn ngọt hơn nhiều. Tôi cảm thấy tôi lần này là thực sự động tâm rồi. Cô ấy đối với tôi chỉ cần mỉm cười trong nháy mắt, tim của tôi đập so với lần đầu tiên làm chuyện đó còn nhanh hơn. Đường Tinh Hỏa, Châu Bò A Cung Húc, tôi còn tưởng rằng lần trước cậu bị mắng như chó, máu phun đầy đầu sau đó liền yên tĩnh lại, kết quả mới trở lại liền diễn ra một cảnh lớn như vậy. Người trong giới này mà dám chơi như vậy cũng chỉ có cậu mà thôi a. Cung Húc, ai, tôi cũng rất sợ nha. Nếu tôi ở giới giải trí không sống được nữa, vậy cũng chỉ có thể về nhà thừa kế gia sản 10 tỷ thôi. Đường Tinh Hỏa, Mạc Phi, An Vũ Phong, các anh em cùng nhau đánh chết hắn đi. Một đám minh tinh đang ở trong nhóm này thay nhau nhắn tin bát quái, rất lâu sau đó Hàn Thiên Vũ khó khăn nói ra được một câu. Hàn Thiên Vũ, tiệm đồ ăn candy ngay ở dưới lầu trọ của tôi a. Tôi nói làm sao người ta lại tấp nập như vậy, nguyên lai là do cậu gây ra. Cung Húc, ai, Vũ ca, tiệm kia ngay tại lầu trọ của anh sao? Vậy anh có thấy qua cô em gái mà em nói qua hay không? Cung Húc vừa nói xong, liền đem tranh vẽ trừu tượng của mình gửi qua, còn nói với Hàn Thiên Vũ, đẹp như tiên nữ. Nếu anh ở gần đó mà thấy qua, nhất định sẽ có ấn tượng nha. Hàn Thiên Vũ khóe miệng co giật nhìn tấm tranh vẽ hình người của tên bạn hắn, vẽ như vậy còn thể hiện tài nghệ của mình, sau đó nói một câu, xin lỗi, chưa từng thấy. Lúc này, đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của Cung Húc. Khục, Cung Húc, đang làm việc hả? Chu Văn Bân một mặt ân cần có ý mở miệng hỏi, thái độ lúc này của ông ta so với tên trợ lý ở trước mặt hắn hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Làm gì, có chuyện gì sao? Không thể tìm được Mứt Hoa Quả nhà mình làm cho tâm tình của Cung Húc rõ ràng không được tốt. Ai, Cung Húc, nếu cậu muốn ăn đồ ngọt, có thể để cho trợ lý đi mua giúp cậu a. Cần gì phải tự mình mạo hiểm như vậy? Vạn nhất bị fan phát hiện thân phận của mình hay cố ý dùng chút thủ đoạn tiếp cận cậu thì, Chu Văn Bân tự nhiên dụ dỗ cùng nhắc nhở hắn. Cung Húc liếc hắn một cái rồi nói, Mứt Hoa Quả của tôi nếu thật sự có ý định tiếp cận tôi nằm mơ cũng có thể vui mà tỉnh lại luôn đó. Chu Văn Bân bị nghẹt thở, nhất thời không phản đối được lời nào cả. Ha ha ha, lúc này mới không tới một giờ, mà chuyện này cũng đã trở thành tiêu đề hot rồi. Đây giải thích rõ được sự nổi tiếng của cậu vẫn cao vô cùng. Bất quá loại xì căng đan như này, nếu như quá nhiều, đối với cậu quả thật không tốt lắm, huống chi cậu mới cùng với Trình Mạn Ni chia tay, chỉ sợ là fan nhà bên kia phản ứng lại không tốt lắm. Chu Văn Bân liền khen Cung Húc một phen, sau đó mới nói ra mục đích thật sự của mình, cho nên, cậu nhìn đi, việc trên Weibo cậu có thể xóa bỏ hay không? Chương 450, bệnh đi như kéo tơ. Ánh mắt của Cung Húc nhất thời lạnh lẽo đáp, tôi làm việc thế nào lại đến phiên ông tới chỉ huy rồi. Chu Văn Bân nghe vậy sắc mặt nhất thời cứng đờ, nhưng không dám có chút đắc tội nào với vị đại thiếu gia này, cộng thêm chuyện hắn Chu Văn Bân vào lúc này còn có việc tìm hắn nhờ Cung Húc hỗ trợ, chỉ có thể đem chuyện này trước bỏ qua thôi. Đúng rồi, Cung Húc, khoảng thời gian này trong công ty có chuyện liên quan tới người đại diện mới tới kia cậu có nghe nói qua không? Chu Văn Bân giống như lơ đãng hỏi. Cung Húc hai con người híp lại đáp, chính là người đại diện xem tôi giống như một nghệ sĩ hết thời lạc thần sao. Chu Văn Bân thấy hắn mặt lộ ra tia không vui, trong con người thoáng qua một tia tinh quang trả lời, không sai, chính là tên tiểu tử kia, tên đó ỷ có Trừ Tổng làm chỗ dựa cho mình, rất phách lối. Tôi khi đó nói Lâm Hạo đi theo hắn đổi lại lạc thần, kết quả hắn nói giọng cuồng ngôn, nói trừ phi tôi lấy cậu đi đổi. Gần đây bên phía của hắn có lạc thần là thí sinh có khả năng cao được đóng vai nam thứ hai trong Kinh Long 2, danh tiếng thịnh lắm. Cắt, chút chuyện nhỏ này cũng đáng giá để ông phải suy nghĩ sao? Cung Húc gác chân dài trên bàn trà, mặt đầy vẻ khinh thường, trực tiếp mở miệng nói, yên tâm đi, tiểu tử kia, một đầu ngón tay của tôi cũng có thể bóp chết hắn. Chu Văn Bân thấy Cung Húc thành công bị chọc giận, khóe miệng nhất thời đắc ý giơ lên. Nếu Cung Húc đã lên tiếng, vậy thì nhất định sẽ không để cho Diệp Bạch sống tốt đâu. Hừ, chẳng qua chỉ là một người đại diện mới nhậm chức mà thôi, thế mà cũng dám cùng hắn đấu sao. Cẩm Viên, tôi đã trở về, Hứa quản gia, tình huống ông chủ của chúng ta hôm nay thế nào? Có khá hơn một chút nào không?
Diệp Oản Oản giờ phút này đối với tình huống phát sinh trên mạng hết thảy còn chưa biết gì cả, xách túi đi vào, sau đó ngay lập tức hỏi tình huống của Tư Dạ Hàn. Hứa Dịch vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản trở lại liền như thấy được người đáng tin cậy, không khỏi cảm thấy an lòng, nhanh chóng trả lời, trạng thái hôm nay của ông chủ, coi như cũng tốt đi, buổi sáng từ trên ghế đứng dậy hơi hơi choáng váng một hồi, buổi trưa uống thuốc xong ngay sau đó liền phun ra, sau đó lại uống một lần nữa, buổi chiều có cô nhìn chằm chằm nên uống thuốc lúc đó cũng không có gì xảy ra, không có ói nữa. Hứa Dịch nói xong, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng tiếp tục mở miệng, ngoài ra, lão phu nhân hôm nay lại mời tới một vị bác sĩ Tây y đến xem bệnh cho cửu gia. Kết quả thế nào? Mặc dù biết rõ kết quả nhưng Diệp Oản Oản vẫn vội vàng truy hỏi. Hứa Dịch khẽ than lắc đầu một, cùng với chuẩn đoán của bác sĩ Tôn đều như nhau, đều là nói tối đa chỉ có, nửa năm. Diệp Oản Oản sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó hít sâu một hơi mở miệng nói, đừng có gấp, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như tơ kéo, lúc này mới có mấy ngày, từ từ đi. Bác sĩ Tôn cũng đã nói rồi, điều dưỡng là một quá trình lâu dài, không gấp được đâu. Hứa Dịch gật đầu một cái, sắc mặt chợt nặng nề mà mở miệng, Oản Oản tiểu thư, không nói dối gì cô, bây giờ còn có chuyện khó giải quyết hơn. Chuyện gì? Tin tức cửu gia bệnh nặng không biết rõ làm sao bị tiết lộ ra ngoài rồi, hiện tại trong tộc đã có không ít động tĩnh, lão phu nhân lo lắng cho thân thể của cửu gia, không cho phép ngài ấy nhúng tay, tự mình đi tra chuyện nội gián này rồi. Những chuyện này Hứa Dịch đối với Diệp Oản Oản cũng không có giấu giếm. Diệp Oản Oản thần sắc chợt ảm đạm lo lắng, không khỏi liền nhớ lại kiếp trước. Lúc đó chuyện nội gián dường như cũng là do lão phu nhân đi thăm dò, kết quả là tại thời điểm chỗ có đầu mối sắp chắp vá lại với nhau ra kết quả thì lão phu nhân đột nhiên qua đời làm cho hết thảy các đầu mối lại bị cắt đứt. Lúc đó đối ngoại của Tư gia nói lão phu nhân là bị bệnh nặng mà chết, nhưng làm sao có thể trùng hợp như vậy được. Hết lần này tới lần khác tại đêm trước khi lão phu nhân chuẩn bị xử lý nội gián, lão phu nhân lại chết đi, cho nên cô khẳng định chuyện đó cùng với người giật dây đằng sau trong bóng tối thoát không khỏi liên quan. Một khi xác định thân thể của Tư Dạ Hàn tiếp tục trở nên không ổn, những người đó nhất định sẽ càng không sợ hãi, kiêng dè chút nào nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 451, em so với mứt hoa quả còn ngọt hơn. Tư Minh Lễ thật ra thì không đáng sợ, lấy thủ đoạn của lão phu nhân, tra được hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, chuyện khó giải quyết vẫn là người giật dây hắn ta. Mà cái người giật dây này ngay cả cô cũng đều không biết rốt cuộc là ai. Biết rồi, nếu như bên lão phu nhân có tin tức gì, phải kịp thời liên lạc cho tôi. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Hứa Dịch lập tức gật đầu đáp, được. Diệp Oản Oản nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, Hứa quản gia tín nhiệm tôi như vậy sao? Hứa Dịch hẳn cũng biết rất rõ, cái tên nội gián đó đã chết rồi, cô biết đến những chuyện kia căn bản cũng không phải là do nội gián nói cho cô biết, theo lý thuyết, hắn hẳn là phải hoài nghi thân phận của cô rốt cuộc là ai mới đúng chứ. Hứa Dịch sắc mặt trầm tĩnh mở miệng, tôi tin tưởng Oản Oản tiểu thư, cũng tin tưởng ánh mắt nhìn người của cửu gia. Diệp Oản Oản bật cười, không sai, cái giác ngộ này của anh có thể so với một vài người cao hơn nhiều nha. Hứa Dịch biết người Diệp Oản Oản nói đến là ai. Ho nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp, Lưu Ảnh hắn, chẳng qua là tính cách có chút thẳng thắn mà thôi. Diệp Oản Oản cũng không nói gì nhiều, khoát tay một cái nói, tôi đi nhìn xem ông chủ nhà cậu một chút. Thuốc buổi tối cho anh ấy pha xong chưa? Tôi đem qua luôn. Có rồi, để tôi đi qua mang tới cho tiểu thư. Một lát sau, Diệp Oản Oản nhận chén thuốc từ trong tay Hứa Dịch, lên lầu hướng về phòng ngủ đi tới. Két, một tiếng đẩy cửa. Chỉ thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế mây chỗ ban công, trước người là một cái bàn tròn để bình thanh trà và một quyển sách, trang sách bị gió đêm thổi lật lên. Hiếm khi nào cô có thể nhìn thấy Tư Dạ Hàn mà không phải là trong trạng thái làm việc như bây giờ. Chẳng biết tại sao, Tư Dạ Hàn an tĩnh ngồi yên ở chỗ đó không khỏi cho cô có một loại ảo giác buồn tẻ đến phảng phất như toàn bộ trong thế giới này chỉ có một mình anh mà thôi. Thời điểm Tư Dạ Hàn làm việc giống như là một vị thần, bày mưu lập kế. Hết thảy đều như kế hoạch trong lòng bàn tay của anh, khi anh đột nhiên rảnh rỗi, phảng phất như là một người lạc đường, dường như đột nhiên liền không biết mình nên làm gì. Người đàn ông này, chẳng lẽ anh ngoại trừ công việc thì không có cái thú vui gì khác sao? Ngồi chơi lười biếng chẳng lẽ không phải là bản năng của con người sao? Hiếm thấy có thể thừa dịp bệnh nghỉ ngơi một chút, cũng không biết tự mình tìm chút niềm vui, lại chỉ có thể ngồi ở nơi đó ngẩn người.
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ bưng thuốc đi tới, anh uống thuốc đi. Nghe được giọng cô, Tư Dạ Hàn mới chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, con người sâu thẳm rơi vào trên người của cô, rốt cục cũng có một tia tiêu cự. Lần này, Tư Dạ Hàn không cần Diệp Oản Oản thúc giục, cũng đã trực tiếp bưng chén thuốc bắc đen thui kia lên, một hơi uống vào, phi thường phối hợp. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, cô cũng cảm thấy khổ thay anh a. Chờ anh sau khi uống xong, Diệp Oản Oản vội vàng nhận lấy chén thuốc để lên bàn, sau đó vội vàng móc ra một viên mứt hoa quả mà chính mình mới vừa mua ở tiệm đồ ngọt, nhanh há miệng a. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái. Diệp Oản Oản không kịp đợi anh đáp lại, trực tiếp dùng tay nhỏ nắm cái viên mứt hoa quả kia nhét vào trong miệng của anh, sau đó một mặt mong đợi nhìn lấy anh. Một khắc kia khi mứt hoa quả nhẹ nhàng chạm vào răng, xâm nhập vào đầu lưỡi, Tư Dạ Hàn chỉ cảm thấy một cổ hương thơm ngọt ngào chợt bị cô nhét vào trong miệng, trong nháy mắt vị ngọt hòa tan trong miệng mình. Nhận ra được lông mi của Tư Dạ Hàn dường như thư giãn ra mấy phần, Diệp Oản Oản một mặt đắc ý rành công, ngọt hay không a? Em cố ý đi đến tiệm mua cho anh mứt hoa quả đó. Sau này anh mỗi lần uống thuốc xong liền ăn mấy viên, như vậy thì không thấy đắng nữa a. Hơn nữa còn là dạng viên, ăn cũng dễ dàng hơn. Không cần phiền phức như vậy, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, không phiền phức a. Có thể ăn nhiều một chút thì tốt hơn, tại sao phải gượng gượng như vậy a? Ngay khi cô vừa nói xong, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo tới, một giây kế tiếp, đã ngồi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn, thanh âm khàn khàn của anh vang lên ở bên tai cô, như vậy thì tốt. Chương 452, Nghiệt Duyên A. Ách, ý này là, cô so với mứt hoa quả còn ngọt hơn sao? Diệp Oản Oản ngồi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn, rất là ngoài ý muốn nghiêng đầu hướng về hắn nhìn một cái, cô vô cùng khiếp sợ. Tư Dạ Hàn lại còn có thể biểu lộ những lời tình cảm như vậy sao? Chẳng lẽ bởi vì là người sắp chết sao? Cô luôn cảm thấy Tư Dạ Hàn gần đây tựa như ôn nhu rất nhiều. Diệp Oản Oản đang nghĩ như thế, Tư Dạ Hàn vẫn duy trì tư thế ôm cô vào trong ngực, nhận một cuộc gọi. Sau khi nghe người bên kia điện thoại nói một hồi, mặt không thay đổi mở miệng nói, không cần đưa đến chấp pháp đường, ném tới núi Long Tiềm là được rồi. Núi Long Tiềm là bãi tha ma ngoại ô. Diệp Oản Oản nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thời điểm không khí ngọt ngào kiểu diễm như vậy, anh nói chuyện có thể chú ý một chút bầu không khí hay không? Tình thương cái gì, quả nhiên chính là mây trôi. Sắp sửa rời đi, Diệp Oản Oản theo thói quen quét lại tin tức giải trí, kết quả phát hiện, ùn ùn hiện lên đều là tên của Cung Húc. Cung Húc yêu thương, cô gái mứt hoa quả, tin hot nhất, toàn dân lục soát cô gái mứt hoa quả. Một hộp mứt hoa quả đưa tới tình yêu Cung Húc yêu người qua đường. Cung Húc đã trở về nước rồi sao? Dù sao cũng là thủ hạ đầu đàn của Chu Văn Bân, nhìn thấy tên của Cung Húc, Diệp Oản Oản nhất thời có lưu ý thêm vài phần. Bất quá, cô gái mứt hoa quả, cô gái mứt hoa quả là cái quỷ gì a? Diệp Oản Oản nhanh chóng mở ra một đoạn báo, phát hiện căn nguyên là do Cung Húc đăng tin tìm người trên Weibo. Con người này trong giới giải trí nổi danh là đại gia lăng nhăng, lần này tựa hồ coi trọng một cô gái vô tình gặp được nào đó. Là một nhân vật công chúng, nhưng trước đây không lâu mới vừa bởi vì scandal mà huyên náo làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, mới yên chuyện không bao lâu vừa quay lại liền dám công khai loại tin tức này trên Weibo, nào là tỏ tình, nào là tìm người, tuyệt đối không phải bình thường, có tiền liền có thể tự do phóng khoáng a. Chu Văn Bân vào lúc này phỏng chừng đã bể đầu sứt chán. Lấy bối cảnh của Cung Húc, đúng là cực kỳ có tố chất, nhưng nếu muốn khống chế hắn, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ôm lấy tâm tính xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, Diệp Oản Oản vừa hóng chuyện vừa khá cảm thấy hứng thú nhìn nội dung cụ thể mà Cung Húc phát trên Weibo kia. Tối nay 8 giờ 16 phút, tại cửa tiệm đồ ngọt Candy, tôi rơi vào bể tình. Thời điểm nhìn thấy câu thứ nhất, phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là có chút kinh ngạc. Sự tình phát sinh lại là nơi mà cô tối nay vừa mới đi qua. Nhưng khi thấy câu thứ hai, Diệp Oản Oản nhất thời như đang nằm mộng. Mời các vị giúp tôi tìm kiếm cô gái mà tại tiệm Candy mua 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng. Tiệm Candy toàn bộ đế đô chỉ có một cái dưới lầu trọ của cô, mà đêm nay người mua đi 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng, không phải là cô sao? Đệ, tình huống gì đây a? Diệp Oản Oản đờ đẫn một hồi lâu, sau đó vội vàng tiếp tục nhìn, sau đó liền thấy một câu công khai tỏ tình. Cô ấy tặng cho tôi một hộp mứt hoa quả, lại đem trái tim của tôi trộm đi rồi. Diệp Oản Oản nhếch miệng,
đờ đẫn ít nhất hơn 10 giây mới rốt cục phản ứng lại, cả người như đang trong mộng. Tối nay cô không chỉ mua 3 hộp mứt hoa quả cuối cùng hơn nữa cũng đưa một hộp cho người khác. Cẩn thận liếc mắt nhìn lại nội dung trước mặt, ngay cả thời gian, địa điểm, tất cả đều giống như chuyện cô gặp hôm nay. Cho nên, tối hôm nay người đàn ông có vẻ bí ẩn che giấu gương mặt thật của mình tại tiệm đồ ngọt mà cô gặp được lại là Cung Húc sao? Trước đó cô còn đang suy đoán đó có phải là một minh tinh nào đó hay không, ai có thể ngờ tới lại thật sự lại là một minh tinh, mà đó còn là át chủ bài của Chu Văn Bân nữa chứ? Có cần phải trùng hợp như vậy không a? Quả thực là, oan ra ngõ hẹp mà. Cái con miệng nó này là cái gì nghiệt duyên gì a? Chương 453, Đại gia ngươi. Diệp Oản Oản vội vàng tiếp tục nhìn xuống, ngay sau đó kinh sợ phát hiện, Cung Húc lại còn vẽ tranh về hình dáng của cô nữa. Đệt, xong đời cô rồi. Trong lòng của Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp một chút, cơ hồ không dám tiếp tục kéo xuống xem hình ảnh bên dưới đó nữa. Ánh mắt của cô chỉ dám mở ra một khe hở, thông qua khe hở nơi ngón tay mà nhìn xuống một phen. Sau khi thấy rõ tấm tranh vẽ hình người kia, Diệp Oản Oản lại lần nữa không tin vào mắt mình. Ha ha ha, Cung Húc, tôi nói tên đại gia cậu a, hắn ta đem cô vẽ thành cái dạng quỷ gì đây a? Trừ màu sắc quần áo ra được tô vẽ đúng rồi thì nhìn toàn bộ rốt cuộc có chỗ nào giống như cô chứ? Dù than thầm trong lòng nhưng Diệp Oản Oản cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may mắn là tên kia vẽ không ra gì. Nguy hiểm a. Sớm biết thế cô sẽ không đưa cái gì mà mứt hoa quả cho hắn rồi, còn không phải là khi đó cô nhìn thấy tên kia quá đáng thương hay sao a? Hiện tại chuyện này lại huyên náo đến mức tất cả mọi người đều đang lùng sục đi tìm cô cũng không xác định được thời điểm khi cô mua mứt hoa quả có người nào chú ý tới cô hay không, xem ra trong khoảng thời gian gần đây cô phải chú ý nhiều hơn một chút rồi, cô phải chú ý không lấy dáng vẻ con gái ra vào khu vực nhà trọ nữa. Ngày thứ hai, Diệp Oản Oản đổi về thành nam. Vì muốn an toàn còn đeo thêm một chiếc khẩu trang, hướng về tiệm đồ ngọt Candy dò xét một chút. Mặc dù Cung Húc trước đó đã vô cùng nổi tiếng với chuyện tình lăng nhăng của mình, các mối tình của hắn nhiều không kể xiết, mọi người dù phàn nàn nhưng đó cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, thông qua xì căng đan đó danh tiếng của tiểu vương tử lại được thổi lên một tầng cao mới. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong một đêm, tiệm đồ ngọt Candy cũng đã gần như trở nên nổi tiếng tựa như danh lam thắng cảnh, vô số fan tới đây tham quan chụp hình lưu niệm. Cộng thêm người đi đường bát quái nhiều chuyện, cả con đường đều bị vây chặt lại đến mức đường đi không thông bị kẹt cứng ngắc. Còn có phóng viên đang ở cửa phỏng vấn người bán bánh tối hôm qua nữa chứ. Diệp Oản Oản đứng ở trong đám người, vĩnh tai mình lên nghe. Phóng viên, xin chào cô, xin hỏi tối hôm qua, người nhân viên bán mứt hoa quả cho cô gái đó là cô sao? Nhân viên cửa tiệm, vâng, bởi vì khi đó chỉ còn lại 3 hộp mứt hoa quả mà vị tiểu thư kia đều mua hết. Cho nên tôi có một chút ấn tượng, cộng thêm cô gái kia. Phóng viên, cô gái kia như thế nào? Nhân viên cửa tiệm, cô gái kia cực kỳ xinh đẹp. Phóng viên nhất thời một mặt hưng phấn hỏi tiếp, có thật là đẹp vô cùng không? Nhân viên cửa tiệm, vâng, hơn nữa, là kiểu như có khí chất phi thường lại còn vô cùng đẹp nữa. Tôi ở bên này làm việc từ trước cho tới nay thường xuyên nhìn thấy một vài vị minh tinh, thậm chí đại minh tinh cũng có gặp qua. Khi đó tôi còn tưởng rằng cô gái kia cũng là đại minh tinh nào đó nữa, bất quá sau khi nhìn kỹ gương mặt đó tôi có thể xác định tôi chưa thấy qua ở trên TV, hẳn đó không phải là người ở trong giải trí nha. Phóng viên lập tức kích động truy hỏi, vậy cô có thể hình dung được tướng mạo của cô gái đó ra sao không? Nhân viên cửa tiệm mặt lộ vẻ như bị làm khó, sau đó thành thực trả lời, cái này, xin lỗi, liên quan đến riêng tư của khách hàng, vấn đề này thứ cho tôi không cách nào trả lời được. Tiếp đó phóng viên lại hỏi tới mấy lần đều bị nhân viên cửa tiệm khéo léo từ chối. Nghe đến đó, Diệp Oản Oản hơi thở phào nhẹ nhõm một chút. Cũng còn may là cửa tiệm này vẫn rất tuân thủ quy tắc, nhưng coi như là nhân viên cửa tiệm nói ra chân dung của cô, chỉ dựa vào miệng để miêu tả tướng mạo của cô thì cũng không khả năng tìm tới cô được. Diệp Oản Oản đợi một hồi, liền hướng nhà trọ đi tới, hôm nay còn phải tiếp tục nói với Lạc Thần vấn đề liên quan đến kịch bản. Mới vừa vào cửa không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Oản Oản cho là Lạc Thần đến, kết quả người gõ cửa lại là Hàn Thiên Vũ. Thiên Vũ hôm nay làm sao rảnh rỗi qua tới đây vậy, cậu quay xong quảng cáo rồi sao? Diệp Oản Oản mở cửa hỏi. Quay xong rồi, tối hôm qua mới trở về nước. Hàn Thiên Vũ vừa bước vào cửa vừa một bộ giọng nói bát quái mở miệng hỏi, đúng rồi, gần đây xì căng đan của Cung Húc cậu xem chưa? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, rồi,
nhưng làm sao vậy? Đều nói có thể đó là người trong dãy trọ của chúng ta, nhưng trong ấn tượng của tôi cũng không thể hình dung ra cô gái trong lời nói Cung Húc kia. Diệp Oản Oản sắc mặt hơi đen, Hàn Thiên Vũ đương nhiên không có khả năng từng thấy qua rồi, cô cực kỳ ít mặc đồ nữ xuất hiện tại khu vực này, nào biết được chẳng qua chỉ là đi mua một ít đồ ngọt mà đã gặp loại chuyện này. Hắn hình dung cô gái đó như thế nào? Diệp Oản Oản theo bản năng hỏi. Chương 454, trực giác đáng sợ. Hàn Thiên Vũ nghe vậy ngẩn ngơ, hình dung cô ấy sao? Diệp Oản Oản trong nháy mắt cũng ngây dại, cũng phản ứng lại mình mới vừa nói cái gì, đúng là cái miệng hại cái thân mà giấu lớn gạch dưới giấu bé. Càng trột dạ càng hoảng lại càng dễ bị lộ. Diệp Oản Oản vội vàng nói, không phải, ý của tôi là, hình dung nhà chúng ta ở như thế nào á? Hàn Thiên Vũ hoài nghi mà hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái. Một hồi lâu sau mới nói, tôi cũng không xác định được rốt cuộc là cô gái đó có phải là ở khu nhà cùng chúng ta hay không. Khục, nha, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu, Cung Húc nói thế nào a? Nói không chừng tôi đã từng thấy cô ấy thì sao? Diệp Oản Oản vội vàng đổi chủ đề. Hàn Thiên Vũ đến phòng khách ngồi trên ghế salon, mở WeChat trong điện thoại di động ra, sau đó tiện tay đưa cho cô, một mặt mỏi mệt day day bên huyệt thái dương. Nói tối hôm qua tôi thiếu chút nữa bị tiểu tử kia cho hành hạ cho điên rồi, tự cô nghe đi. Diệp Oản Oản nhận lấy điện thoại di động, sau đó liền nhìn thấy cuộc trò chuyện riêng của Hàn Thiên Vũ cùng Cung Húc được ghi lại. Cung Húc gửi cho Hàn Thiên Vũ vô số đoạn ghi âm ghi lại những tin tức mà hắn có được, ngay cả khi đến rạng sáng vẫn còn đang gửi phát qua. Diệp Oản Oản đem những đoạn giọng nói kia mở ra, chỉ nghe được. Cung Húc, anh Vũ, nhờ cậy anh nhờ. Giúp tôi suy nghĩ thật kỹ một chút xem có thấy qua cô ấy hay chưa. Tôi thực sự cảm thấy rất có thể cô ấy ở một trong những căn hộ nơi này, thậm chí có khả năng chính là hàng xóm của anh cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Oản Oản. Cái loại trực giác này, có phải là quá đáng sợ hay không a? Cung Húc, cô ấy khi đó mặc áo đầm màu trắng, ống tay áo cùng cổ áo đều được thêu hình, giày cao gót màu hồng, tóc được thắt bím cột thành đuôi ngựa, da thịt trắng mịn, ánh mắt giống như là bánh ngọt hạnh nhân. Miệng đầy đặn giống như thạch rau câu. Diệp Oản Oản. Cái này là loại hình dung quái quỷ gì đây chứ? Cung Húc, Vũ Vũ. Anh đừng không để ý tới tôi mà. Nếu như tôi không tìm được cô ấy, cuộc đời của tôi chính là một mảnh hư vô như sa mạc. Nên anh nhất định phải giúp tôi tìm một chút ra. Nếu anh tìm được cô gái đó anh muốn tôi làm cái gì cũng được. Cung Húc, gào. Anh Vũ anh đã ngủ chưa? Tôi không ngủ được a. Trong giấc mơ của tôi tất cả đều là hình ảnh của cô gái đó. Tôi mua mứt hoa quả của cả thế giới nhưng đều không tìm được cô ấy, tôi nên làm cái gì đây? Cung Húc, anh Vũ, tôi lại gặp ác mộng rồi. Nằm mơ thấy cô gái của tôi bị một đại ma vương bắt nhốt giam giữ lại. Tôi muốn đi cứu cô ấy a. Diệp Oản Oản, lại nói đúng. Phía sau còn có vô số đoạn ghi âm lại giọng nói của Cung Húc, Diệp Oản Oản quả thật là nghe đến nổi đầu đều đau kinh khủng. Thật sự vô cùng đồng tình mà hướng về Hàn Thiên Vũ người bị quấy rầy cả đêm nhìn một cái rồi nói cái tên này thực sự là một lời khó nói hết. Hàn Thiên Vũ bật cười nói, tôi coi như có biết cô bé kia là ai, cũng không có khả năng nói cho hắn biết, đỡ lại thêm một cô gái nữa bị hắn gieo họa. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, kiên quyết tỏ vẻ đồng ý với hành vi chính nghĩa của Hàn Thiên Vũ, không sai không sai. Hàn Thiên Vũ suy nghĩ một chút, trầm ngâm mở miệng nói, bất quá. Cách cư xử của Cung Húc lần này so với trước đó đúng là có chút không giống, ngày trước tên Cung Húc kia chỉ là người không có liêm sỉ, ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng lại chưa bao giờ chủ động theo đuổi qua một người đàn bà nào cả, lý do là ngại phiền toái, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn chủ động, còn điên cuồng như vậy. Bất quá, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời a, ai biết được lần này hắn có thể có mấy phút nhiệt tình chứ. Hàn Thiên Vũ nói xong, lúc này rốt cục mới nhớ tới nói chuyện chính sự. Nghiêm nghị nói, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất chuyện chính sự rồi, Lạc Thần sẽ chuẩn bị đi đến đoàn làm phim Kinh Long 2 thử máy, Chu Văn Bân tuyệt đối sẽ không để yên mọi chuyện, 89 phần sẽ cho người khác làm ngáng chân cậu ấy, hơn nữa rất có thể sẽ lợi dụng người bên Cung Húc, cậu nhớ phải cẩn thận một chút. Diệp Oản Oản cẩn thận gật đầu đáp, cảm ơn, tôi biết rồi. Chương 455, thử máy. Đợi Hàn Thiên Vũ rời đi. Diệp Oản Oản dở khóc dở cười nhớ lại những đoạn ghi âm mà Cung Húc gửi kia. Miệng của anh ta cũng quá độc đi, xem ra anh ta có mở một tiệm xem bói cũng được phết, tùy tiện nói bậy nói bạ mà có thể nói đúng nhiều ý như vậy, anh ta có thể đoạt mối làm ăn của cô rồi đó.
Trong hai ngày sau đó, Diệp Oản Oản vừa lưu ý động tĩnh bên Chu Văn Bân vừa gấp rút giúp Lạc Thần hiểu rõ kịch bản. Chu Văn Bân bên kia dường như không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết rốt cuộc là có chủ ý gì. Về phần tên Cung Húc kia luôn luôn lên giọng muốn đi tìm người làm cho cả thiên hạ bây giờ ai ai cũng đều biết đến sự tồn tại của cô gái kia, không chỉ phát động fan của mình, mà còn phát động cho tất cả mọi người, hiện tại toàn bộ người trong khu vực này cũng đều biết hết. Cũng còn may là cô bình thường chưa bao giờ lấy hình dạng mặc đồ nữ xuất hiện ra vào tại khu nhà trọ này, thỉnh thoảng cũng có một hai lần ra vào nhưng những thời điểm đó cũng đều đeo khẩu trang, coi như ngày đó trong tiệm có người từng nhìn thấy cô nhưng độ khả thi để tìm tới cô cũng không lớn lắm. Loại chuyện này nhiều nhất chỉ nóng trong vòng một tuần lễ mà thôi, nếu hắn ta không tìm được người cũng tự nhiên liền yên tĩnh trở lại cho nên Diệp Oản Oản cũng không để trong lòng làm gì. Chuyên tâm chuẩn bị cho việc thử máy quay của Lạc Thần. Đảo mắt đã đến ngày thử máy. Kinh Long 2 khởi động, huyên náo nhốn nháo khắp nơi, không ít diễn viên, vì muốn có một chén canh nhỏ trong này, đều đã dốc hết khí lực của mình. Lúc quay thử ngày hôm đó, mấy diễn viên đã sớm đi tới hiện trường quay thử. Bởi vì mấy người bên phía Tống Kim Lân còn chưa tới cho nên mấy người diễn viên này liền tụ chung một chỗ bắt đầu trò chuyện. Nghe nói Lăng Thiếu Chiết diễn vai Nam Một đã được quyết định xong cả rồi. Dĩ nhiên là đã định xong rồi, hắn không chỉ là nhân vật gốc trong đội ngũ Kinh Long năm đó, bây giờ còn là tiểu sinh đương thời của giải trí Hoàng Thiên, nổi tiếng rồi, bây giờ chịu dành ra thời gian của Minh diễn phần tiếp theo này, nhóm biên kịch dĩ nhiên là cầu còn không được đó. Một tiểu minh tinh mở miệng nói. Lần này Kinh Long 2 được khởi quay, nghe nói phần lớn đều là chọn lại đội ngũ nguyên bản đời đầu. Thời điểm mấy người đang nghị luận, Diệp Oản Oản mang theo Lạc Thần, đi vào. Mới vừa rồi mấy người còn đang nghị luận, dương mắt nhìn thấy hai người đi vào, ánh mắt không khỏi trở nên có chút cổ quái. Đội ngũ Y Cụ A, bây giờ không phải lại tới một người trong đội ngũ nguyên bản đó sao? Một tiểu minh tinh trên dưới quan sát Diệp Oản Oản đang đứng ở bên cạnh Lạc Thần một phen. Đáy mắt không khỏi mang theo mấy phần ý tứ chế giễu. Ban đầu Kinh Long được phát ra ngoài, Lạc Thần cũng nổi lên được một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ. Người kia nói phần nửa cũng còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đoạn chưa nói xong kia mấy người tại chỗ trong lòng mình đều tự biết rõ. Lạc Thần ở trong Kinh Long biểu hiện không tệ, năm đó cũng phát hỏa một cái, nhưng cũng chỉ là năm đó mà thôi, sau đó trong khoảng thời gian này, Lạc Thần căn bản là một chút tin tức cũng không có. Mà người cùng hắn đồng thời xuất đạo, lại cùng diễn xuất Kinh Long Lăng Thiếu Chiết lại trở thành một nhân vật được nhiều người biết đến. Cho đến hôm nay, địa vị đã không phải là một diễn viên tầm thường, ít người có thể so sánh được. Hai người từ một bộ phim truyền hình đi ra ngoài, trải qua mấy năm nhưng khác biệt một trời một vực. Kinh Long 2 bảo là muốn chọn đầu đội ngũ nguyên bản, có thể cũng không phải tuyệt đối, Lạc Thần yên lặng nhiều năm như vậy, giờ muốn trở lại tranh đoạt nhân vật này, nào có dễ dàng như vậy. Tôi nghe nói, nhân vật nam hai này đã sớm được dự tính cho Từ Minh rồi. Từ Minh hắn không phải là một người con nuôi nào đó của người đầu tư Kinh Long 2 sao? Tôi đây nhìn thấy, Lạc Thần lần này 8-9 phần là không lấy được vai diễn này rồi. Còn hy vọng nào nữa, hắn còn tưởng rằng giờ là mấy năm trước sao? Chỉ dựa vào một Weibo phát hỏa một lần thôi có thể có được tư cách đến thử máy cũng đã không tệ rồi. Mấy tiểu minh tinh tụ chung một chỗ âm thầm châm biếm một phen. Không có chút cảm giác nào là Lạc Thần có khả năng tranh đoạt được vai nam hai này. Mấy người bọn họ tiếng nghị luận mặc dù không lớn, nhưng ít hay nhiều đều đã truyền vào trong tai Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản. Nghe tới tên của Từ Minh, sắc mặt của Lạc Thần hơi có chút cứng ngắc. Diệp ca, Lạc Thần muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Oản Oản, đáy mắt rõ ràng thiếu vài phần tự tin. Diệp Oản Oản nhìn lấy Lạc Thần bộ dáng này, hơi hơi nhíu mày nói, làm sao? Sợ sao? Lạc Thần lúc này lắc đầu một cái đáp, không phải vậy, tôi. Không cần nghĩ nhiều, cậu cần nhớ kỹ, bắt đầu một khắc thử máy kia, cậu chính là Lâm Lạc Trần. Diệp Oản Oản nhìn lấy cặp mắt bất an của Lạc Thần, trong đôi mắt lộ ra một vệt nhuệ khí nói. Lạc Thần nhìn lấy ánh mắt của Diệp Oản Oản trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn rũ con người xuống, nhớ tới khoảng thời gian này, Diệp Bạch vì hắn làm hết thảy mọi thứ, hắn liền âm thầm nắm chặt bàn tay. Đây là Diệp ca. Người đã phí tâm vì hắn bày mưu tính kế, dù chỉ có 0,1% cơ hội, hắn cũng không thể phụ lần khổ tâm này của Diệp ca được. Lạc Thần lần nữa ngước mắt nhìn lên, đáy mắt bất an kia đã lặng lẽ biến mất. Diệp Oản Oản nhìn thấy Lạc Thần đáy mắt đầy vẻ kiên định, khóe miệng sâu kín gợi lên một nụ cười. Vào thời khắc này, Từ Minh cùng người đại diện của hắn đi vào bên trong phòng quay phim.
Chương 456, Hạ Mã Uy. Mấy người nghệ sĩ kia còn đang nghị luận ầm ĩ nhưng khi nhìn thấy Từ Minh đi vào, ngay lập tức những âm thanh đó liền biến mất. Từ Minh bề ngoài rất ưu tú, dung mạo vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của công chúng hiện tại, cao 1m80, khí chất cũng không có chỗ nào có thể soi mói được, lại cộng thêm kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ nên mấy năm gần đây trong vòng giải trí này thế lực cùng nhân khí càng liên tục tăng lên. Từ Minh nhanh chân đi vào bên trong phòng quay phim, lộ ra vẻ khoe khoang trên mặt, cặp ánh mắt ngạo khí kia quét một vòng về bốn phía, sau đó người đại diện ở sau lưng cùng với hắn ý cười đầy mặt nói, A Minh, Tống đạo diễn bọn họ còn chưa tới, cậu ở đây chờ chốc lát đi. Từ Minh nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lướt qua mấy người Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản phía xa xa kia, đỉnh lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Người đại diện cũng phát giác ra tầm mắt của Từ Minh, thuận theo nhìn sang, thấp giọng nói, A Minh, Lạc Thần bọn họ hôm nay cũng tới rồi, đoán chừng cũng là đến thử máy cho vai diễn nam hai này nha. Tôi biết rồi, Từ Minh tùy ý nói. Dứt lời, Từ Minh chợt hướng về vị trí của Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản đi tới. Lạc Thần đang điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị đợt thử máy kế tiếp, chợt nhìn thấy Từ Minh mang theo người đại diện đi tới, đáy mắt hơi lóe lên, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vẫn hết sức bình tĩnh đưa cho Lạc Thần một ánh mắt chứa nóng vội, ngay sau đó nhìn về phía Từ Minh đang từng bước đi tới phía của mình. Chỉ cần dựa vào dáng vẻ bề ngoài mà nói, Từ Minh có thể nói là tương đối xuất sắc, kiếp trước trong Kinh Long Hai Lâm Lạc Trần là do hắn đảm nhiệm việc diễn xuất. Từ Minh tuy là mượn ưu thế từ phía nhà đầu tư, nhưng kỹ thuật diễn xuất của hắn coi như không tệ, kiếp trước sau khi vào Kinh Long 2 liền tiến lên một tầng cao mới. Chỉ bất quá, nếu chỉ dựa vào kỹ thuật diễn xuất mà nói thì Từ Minh so với Lạc Thần còn kém không ít. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Oản Oản dám để cho Lạc Thần đi tranh đoạt vai diễn của nhân vật Lâm Lạc Trần lần này. Lạc Thần, Từ Minh đi tới trước mặt Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản, đỉnh lông mày hơi nhíu. Trong ánh mắt lộ ra một cổ cao ngạo. Anh Từ, Lạc Thần so với Từ Minh nhỏ hơn một tuổi, mặc dù trước kia chưa từng tiếp xúc nhưng khách khí một phần cũng là điều nên làm. Từ Minh khẽ mỉm cười nói, Lạc Thần năm đó cậu tham gia diễn xuất trong Kinh Long tôi có xem qua, rất là kinh diễm, Lâm Lạc Trần tôi cũng rất thích nhân vật đó. Lạc Thần đáy mắt khá hơi kinh ngạc, Từ Minh lại có thể tán dương chính mình sao, tuy hoài nghi nhưng Lạc Thần chỉ có thể khách khí chuẩn bị đáp lời. Nhưng còn chưa chờ Lạc Thần nói gì, Từ Minh chợt chuyển đề tài nói, bất quá đã nhiều năm như vậy, cậu đều không có tái diễn qua bất kỳ vai diễn nào, bây giờ lại muốn lần nữa tham diễn Kinh Long 2, không biết phương diện kỹ thuật diễn xuất như thế nào rồi à. Nói xong, Từ Minh liền từ trên xuống dưới quan sát Lạc Thần một phen, cười một tiếng rồi nói, đều là diễn viên, tôi rất rõ ràng, mấy năm không diễn xuất, kỹ thuật diễn xuất tất nhiên sẽ xuống dốc đáng kể, bất quá cậu yên tâm đi. Mặc dù vai diễn Lâm Lạc Trần này cậu sợ là không chống đỡ nổi, nhưng trong Kinh Long 2 tìm một vai quần chúng cá biệt cũng không phải là không thể. Từ Minh nói lời này tựa như rất là khách khí nhưng trong đó vẫn mang theo chút ít châm chọc. Bên cạnh mấy nghệ sĩ đang đứng xem kịch vui tất nhiên nghe được ý tứ trong giọng nói đầy châm chọc của Từ Minh, đây không phải là rõ ràng diễu cợt Lạc Thần đã không còn kỹ thuật diễn xuất như trước nữa cho nên việc tới tham gia náo nhiệt trong Kinh Long 2 là không cần thiết nữa sao? Từ Minh nói không có sai à, Lạc Thần đều đã biến mất bao lâu rồi, hắn không phải là lấy cớ đã diễn qua Kinh Long trong quá khứ để tới đây cạnh tranh vai diễn với Từ Minh sao? Nếu nói đúng như vậy thì hắn cũng không tự biết sức mình rồi, hắn thật sự cho là mình có danh tiếng của đội ngũ ban đầu thì liền có thể chắc chắn thắng được cuộc cạnh tranh ngày hôm nay sao? Hắn ta cũng không nhìn một chút, hắn hiện tại, bất luận là kỹ thuật diễn xuất, nhân khí hay là bối cảnh, có cái nào có thể so với Từ Minh được chứ? Chương 457, phép khích tướng. Biểu hiện lần này của Từ Minh có thể nói là vô cùng phách lối. Bất quá, hắn quả thật có tư cách phách lối, hậu trường cứng rắn thực lực của bản thân cũng không quá yếu. Mặc dù xét về mặt diễn xuất của Từ Minh so với những diễn viên lão làng mà nói còn kém xa rất nhiều, nhưng so với nhiều người trong giới thì kỹ thuật diễn của Từ Minh đặt trong một đám tiểu sinh trong giới đã coi như cũng không tồi. Điển hình như Cung Húc. Mặc dù hắn dựa vào giá trị nhan sắc siêu cao của mình cùng với những tài nguyên đỉnh cao mà công ty cung cấp cho nên nhân khí của hắn vô cùng mạnh. Thế nhưng về mặt kỹ thuật diễn xuất, quả thật là vô cùng thê thảm, một bộ phim, từ đầu tới cuối chỉ có một vẻ mặt, Nagi cả lời thoại kịch bản cũng không nhớ nổi, đối với thời điểm đóng phim cũng chỉ có thể nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, sau đó liền để cho diễn viên khác lồng tiếng, sử dụng thế thân lại là chuyện bình thường như cơm bữa. Cho nên, với nhân khí như vậy của Từ Minh,
vừa có nhà đầu tư nâng đỡ lại thêm kỹ thuật diễn xuất so với đám tiểu sinh tốt hơn cũng coi như đã đáng quý rồi. Cũng khó trách kiếp trước hắn có được vai diễn Lâm Lạc Trần này. Nếu như đạo diễn là người khác, Diệp Oản Oản có lẽ cũng không dám đánh cược cạnh tranh với Tử Minh lần này, nhưng đạo diễn lần này lại là Tống Kim Lân, người vì muốn hoàn thành di nguyện của Lâm Tông mà quyết định quay Kinh Long 2. Đối với ông mà nói, so với đội ngũ diễn viên ban đầu, so với nhà đầu tư, thì hết thảy mọi thứ đó đều không quan trọng hơn kỹ thuật diễn xuất cùng với sự lĩnh ngộ đối với nhân vật được. Kiếp trước đối với Tống Kim Lân mà nói có lẽ Tử Minh đã là thí sinh tốt nhất. Nhưng nếu có thí sinh so với Tử Minh càng thích hợp hơn. Trước kia cô giúp đỡ Lạc Thần thu hút truyền thông, chẳng qua là giúp Lạc Thần có thể có được một tấm vé vào sân thôi, hiện tại, đây mới là chiến trường thực sự của Lạc Thần. Đối mặt với mọi sự giễu cợt và khinh thường của mọi người, Diệp Oản Oản hơi nhếch miệng, Vân Đạm Phong khinh mà mở miệng nói. Bàn về nhân khí, bàn về bối cảnh, bàn về hậu trường, Lạc Thần quả thật không bì kịp Tử Minh, thậm chí, không hơn bất kỳ người nào tại đây. Nhưng hôm nay đã là ngày diễn thử vai, tôi nghĩ, tiêu chuẩn phán xét hẳn chỉ có một, đó chính là kỹ thuật diễn xuất. Mà tôi nghe từ tiên sinh mới vừa nói, tựa hồ đối với thực lực của nghệ sĩ nhà tôi có chút hiểu lầm. Hôm nay chỉ sợ đã làm các vị thất vọng rồi, nếu không có bất kỳ nội tình gì xảy ra, thì chỉ cần dựa vào kỹ thuật diễn xuất sẽ không có bất kỳ người nào có thể thay thế được Lạc Thần nhận đóng vai diễn Lâm Lạc Trần này đâu. Lời nói này của Diệp Oản Oản nhất thời đưa tới sóng to gió lớn với mọi người đang có mặt ở đây. Tôi đi đây, người này thật đúng là cái gì cũng dám nói ra, gì mà không có bất kỳ người nào có thể thay thế được Lạc Thần đóng vai Lâm Lạc Trần này nữa chứ, hắn ta nói mạnh miệng như thế cũng không sợ đau đầu lưỡi sao. Cái người đại diện mới này cũng quá kiêu ngạo đi. Tôi thấy người này hẳn là không có não đi. Trong trường hợp như hôm nay, lời nói như vậy cũng dám nói bậy bạ, quả thực là đang bôi nhọ vào chính mình mà. Tử Minh nghe vậy, sắc mặt liền đen, một bên Ngô Chính Phi người đại diện của hắn nhìn về phía người đối diện, cười lạnh nói. À, đại diện Diệp, anh nói chuyện cùng đừng quá chắc chắn như vậy, chờ lát nữa sợ là anh tự đánh vào mặt mình đó, lúc đó nếu khó coi thì anh tự chịu trách nhiệm nhé. Diệp Oản Oản buông tay đáp, vậy không bằng, phát sóng trực tiếp cả quá trình, công khai thử vai được không? Ngô Chính Phi nghe vậy nhất thời chân mày nhíu chặt. Diệp Oản Oản cũng không để ý đến Ngô Chính Phi, trực tiếp nhìn về phía Tử Minh mở miệng hỏi, làm sao, không dám. Nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, nhất thời một mảnh xôn xao vang lên. Trời ơi, điên rồi sao? Lại muốn yêu cầu công khai phát sóng trực tiếp quá trình thử vai, đây là ngại không đủ mất mặt sao? Các ngươi biết cái gì chứ, cái này là âm mưu của Diệp Bạch, hắn ta có thể đem một người nghệ sĩ quá đắt đem vào buổi thử vai này như vậy thì có thể không có chút thủ đoạn nào sao, cái này rõ ràng cho thấy hắn ta muốn dựa vào Tử Minh để trở nên hot hơn a. Thì ra là như vậy, biết rõ phải thua là điều chắc chắn không thể nghi ngờ, thế mà còn vọng tưởng muốn nhân cơ hội này dựa hơi người khác. Thật là quá vô sỉ. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất phim lần lượt đi vào. Lúc mấy người đó vừa tiến vào, liền nghe được đoạn đối thoại của Diệp Oản Oản cùng đám người Tử Minh. Chương 458, nếu tôi thắng. Tống Kim Lân bước chân hơi ngừng lại, theo bản năng liền hướng về phía người đại diện trẻ tuổi vừa mở miệng cuồng ngôn kia nhìn một cái. Tử Minh trẻ tuổi nóng tính, sao có thể chịu được việc Diệp Oản Oản khiêu khích mình, huống chi hắn luôn luôn bị thổi phồng là thần tượng với kỹ thuật diễn xuất tốt nhất, một mực đối với kỹ thuật diễn của chính mình tương đối có lòng tin. Vì vậy, Tử Minh lúc này đi tới trước mặt Tống Kim Lân mở miệng nói. Tống đạo diễn, tôi có thỉnh cầu công khai buổi thử vai lần này. Đỡ cho đến lúc đó có người ghen tị, đỏ mắt, khắp nơi nói với người khác là tôi có được vai diễn của nhân vật này là dựa vào mối quan hệ phía sau. Công khai thử vai sao? Tống Kim Lân nghe vậy, sắc mặt hơi chăm chú hởi lại. Đúng vậy. A Minh, cậu chớ làm loạn. Không cần phải cùng loại người chỉ biết lợi dụng sơ hở này so đo đâu. Ngô Chính Phi lập tức kéo tay của Tử Minh. Tử Minh lại không chút phật lòng nào nhìn thẳng về phía Lạc Thần mở miệng nói, Lạc Thần, tiền bối có dám cùng tôi đánh cược không? Lạc Thần hơi giận bốc lên nắm chặt bàn tay nói, cậu muốn đánh cược gì vậy? Tử Minh thần sắc ngạo nghễ nói, nếu tôi thắng mong anh ghi âm lại một đoạn video, nói cho tất cả bạn trên mạng cùng tất cả fan của Kinh Long nguyên bản là anh, Lạc Thần, không xứng đáng đóng vai Lâm Lạc Trần. Ngô Chính Phi vốn còn muốn ngăn cản Tử Minh lại, nhưng nghe được Tử Minh nói như vậy, lại có chút do dự. Trong tình huống quay phần tiếp theo như thế này,
điều sợ nhất chính là fan của bộ phim đó sẽ đem nguyên bản ban đầu so sánh với phần tiếp theo. Nếu có thể từ trong buổi thử vai ngày hôm nay trực tiếp đánh vỡ hình tượng của Lạc Thần trong lòng fan nguyên bản, như thế đối với Từ Minh mà nói sẽ phi thường có lợi. Hắn đã sớm hỏi thăm qua lý lịch của Lạc Thần, 3 năm này không có nhận được bất kỳ tác phẩm nào, theo nhân viên nội bộ của Quang Diệu tiết lộ, ngay cả cái video bùng nổ của hắn khi đó cũng là ân cả ngày mới ra được hình ảnh như thế. Mà bên Từ Minh, hiện giờ không phải như người khác cực kỳ nổi tiếng, nhưng hắn đã mời lão sư đặc huấn cho Từ Minh hơn nửa năm. Kỹ thuật diễn xuất không phải mấy tiểu thịt tươi nghệ sĩ mới bình thường có thể so sánh được, bộ phim này là hắn đặc biệt vì Từ Minh mà lựa chọn, hắn muốn Từ Minh phát triển hình ảnh theo trường phái thực lực. Đối mặt với sự khiêu khích của Từ Minh, Lạc Thần trầm mặc rất lâu, sau đó nói, nếu tôi thắng thì sao? Từ Minh tựa hồ là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới khả năng này, suy cười một tiếng, mở miệng, nếu anh thắng, muốn thế nào tùy anh, như thế nào có được không? Lần này... Trong mắt của Lạc Thần không có chút nào lùi bước, hướng về phía người đại diện bên cạnh của mình nhìn một cái, ngay sau đó, từng chữ mà mở miệng đáp, nếu tôi thắng, mời người đại diện của cậu là Ngô Tiên Sinh, vì những lời mà mình mới nói với người đại diện của tôi nói lời xin lỗi, có được không? Diệp Oản Oản đứng ở một bên cố ý không nói gì, cô muốn nhìn xem Lạc Thần chính mình xử lý tình huống này như thế nào, lại không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đưa ra loại yêu cầu như thế. Ngô Chính Phi nghe được lời nói của Lạc Thần, sắc mặt nhất thời chìm xuống một chút. Hắn ở trong giới cũng đã lăn lộn 7-8 năm, bây giờ lại muốn để cho hắn hướng một người đại diện mới xuất hiện trong giới nói lời xin lỗi sao? Từ Minh chính là nhún nhún vai, vô tình không suy nghĩ gì thêm mà mở miệng nói, có thể. Lúc này, Tống Kim Lân đã cùng nhà sản xuất phim và phó đạo diễn ở bên kia thương lượng. Đối với đoàn làm phim mà nói, loại thử vai công khai như thế này có thể làm cho mọi việc trở nên hot hơn, bọn họ dĩ nhiên là cầu còn không được. Nếu có thể mượn việc công khai thử vai đem nhân khí của Từ Minh đẩy lên cao hơn một bậc, đạt được sự ủng hộ của fan nguyên bản, đó là điều không thể tốt hơn được nữa. Vì vậy, đoàn phim cũng không hỏi ý kiến của Lạc Thần, trực tiếp đồng ý yêu cầu của Từ Minh. Rất nhanh, đoàn phim liền công bố lên Weibo của mình, thông báo cho mọi người biết. Sau nửa giờ sẽ phát sóng toàn bộ quá trình thử vai cho nhân vật Lâm Lạc Trần. Mặc dù chỉ là quyết định mới được đưa ra nhưng trên Weibo lúc này chỉ trong nháy mắt đã hấp dẫn vô số sự chú ý của fan cũng như dân mạng. Phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu liền đã có ngay một số lượng người xem rất lớn. Chương 459, chẳng phải là đúng ý rồi sao? Diệp Oản Oản đứng ở một bên, lạnh mắt nhìn đoàn phim đang sốt sắng chuẩn bị cho cơ hội như cầu còn không được này. Hơn nữa hiệu suất làm việc cũng vô cùng cao mới đó đã chuẩn bị xong hết thảy công việc để cho việc phát sóng trực tiếp rồi. Đây là muốn đưa ra kết luận tài nghệ của Lạc Thần không bằng người sao, bọn họ chỉ mong muốn dùng thân phận diễn viên nguyên bản vai Lâm Lạc Trần của Lạc Thần làm đá lót đường cho Từ Minh, rồi từ đó trở thành công cụ sử dụng tốt nhất cho công việc PR của bộ phim. Mà trong lòng cô cũng chính là muốn lợi dụng đối phương cùng với sự tự phụ của Từ Minh, thúc đẩy để buổi livestream này tiến hành thuận lợi hơn. Lạc Thần nhìn về phía Diệp Oản Oản, nghĩ đến chính mình tự tiện đáp ứng trận cược này với Từ Minh, thần sắc hơi có chút tự trách nói, anh Diệp, tôi mới vừa rồi có phải là quá xúc động rồi hay không? Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, xúc động chẳng phải là vừa đúng ý của chúng ta sao? Ban đầu muốn buổi thử vai công khai phát sóng trực tiếp chính là do cô đề xuất ra, bọn họ làm thế này quá hợp với ý của cô luôn rồi, vì thế cô đâu còn gì phải phàn nàn nữa chứ? Lấy được câu trả lời khẳng định của Diệp Oản Oản, Lạc Thần nhất thời tựa như thuyền nhỏ đang lay động thu được cánh buồm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định hơn. Trong khoảng thời gian này việc tuyển vai diễn cho Kinh Long 2 luôn là một đề tài hấp dẫn, quá trình thử vai luôn bị người khác nhìn vào một cách chăm chú, đoàn làm phim mới tạm thời đổi phương thức tuyển chọn thành phát sóng trực tiếp công khai toàn bộ quá trình thử vai, tin tức mới vừa được truyền ra cơ hồ tất cả các dân mạng đều xôn xao. Từ khi phát sóng trực tiếp thông dụng tới nay, livestream như hiện giờ đó thì đây vẫn là lần đầu tiên có đoàn làm phim phát sóng trực tiếp quá trình thử vai này, chuyện lạ hấp dẫn như vậy là cho bất kỳ người đi đường nào cũng muốn vào trong quan sát. Rất nhanh, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, tất cả mọi người ở phía sau hiện trường rút thăm thứ tự sắp xếp, sau đó từng người dựa theo thứ tự đi lên thử vai. Để tiện cho việc phát sóng trực tiếp, hiện trường thử vai đổi sang căn phòng khác nơi có thể chứa được 100 người. Thời điểm các nghệ sĩ thử vai những người khác chờ đợi cũng đều có thể ở một bên quan sát, có thể nói đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đoàn phim an bài người làm chủ trì cho buổi live lần này,
người chủ trì thêm dầu thêm mỡ đem lý do tại sao lại có buổi lựa chọn trực tiếp như thế này nói qua một lần. Đại ý là bên phía Lạc Thần là người khiêu khích trước, cho nên Từ Minh ứng chiến, vì muốn chứng minh thực lực của mình nên lựa chọn phương thức công khai phát sóng. Vì được người chủ trì đồn thổi lên nên chuyện Từ Minh cùng Lạc Thần đặt cược lúc không có ai cũng được nói thẳng ra. Màn giới thiệu vừa mới xong, phòng chat rất nhanh liền bị fan Từ Minh chiếm lĩnh. Trời a, cái quỷ gì vậy, ngoại trừ Lạc Thần, không có bất kỳ người nào có thể đóng vai Lâm Lạc Trần nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, lời nói này cũng có phần quá kiêu ngạo đi. Tôi thừa nhận Lâm Lạc Trần nguyên bản quả thật rất kinh điển á, nhưng Lạc Thần đã 3 năm không có đóng phim, ai biết được hắn có thể lại tạo ra sự kinh điển hay không a? Nhìn Từ Minh của chúng ta đi. Từ lúc vào nghề cho tới nay kỹ thuật diễn xuất cùng sự cố gắng tất cả mọi người đều thấy được, đoạn thời gian trước vì muốn nâng cao thực lực còn cố ý bỏ ra mấy tháng lịch trình, đi ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Đây mới là thái độ nên có đối với nhân vật mà mình sắp đảm nhận a, chứ không phải là người không có chuyện gì để làm, nhiều năm không có tác phẩm, thế mà muốn vận may có thể lặp đi lặp lại sao? Đúng vậy, Từ Minh của chúng ta có 1987, có 3 người lữ hành, còn có đoàn tụ sum vầy. Mười mấy tác phẩm kinh điển, Lạc Thần chỉ có mỗi một bộ Kinh Long, chuẩn bị cả đời cũng chỉ có Kinh Long, muốn ăn đến chết hay sao, thậm chí ngay cả thử vai cũng không quên muốn lây chút nổi tiếng. Minh Minh cố gắng lên, cho anh ta thua đến mẹ ruột cũng không nhận ra đi. Ngoại trừ fan của Từ Minh, fan nguyên bản cùng một ít người qua đường cũng bày tỏ lo âu. Thật ra thì so với người khác thử vai, tôi càng sợ nhân vật Lâm Lạc Trần này sẽ bị hủy ở trên người diễn viên nguyên bản A. Như vậy thì kinh điển trong lòng tôi mới thật sự coi như là bị phá hủy. Đúng vậy, nếu như bây giờ Lạc Thần không đảm đương được nhân vật này, thì không bằng cứ để cho trí nhớ của chúng ta dừng lại ở thời điểm tốt đẹp nhất đi. Vì để thu hút, đoàn phim cố ý đem thứ tự thử vai của Từ Minh cùng Lạc Thần xếp xuống cuối cùng. Fan nguyên bản rất hà khắc, ở trước mặt tất cả mọi người cơ hồ đều đem những người thử vai phê bình đến không đáng giá một đồng. Tống Kim Lân đối với biểu hiện của phần đông người thử vai hiển nhiên cũng không hài lòng. Từ đầu tới cuối chân mày cũng không giãn ra. Chương 460, thua thiệt. Hiện tại, chỉ còn lại hai người cuối cùng. Một là Từ Minh, nam diễn viên với kỹ thuật diễn và nhan sắc đang ăn khách, người còn lại là diễn viên đóng vai Lâm Lạc Trần phiên bản gốc, Lạc Thần. Ngô Chính Phi mới vừa lúc nãy được người khác thông báo và xác định rằng trong khoảng thời gian này Lạc Thần ngoại trừ việc luyện tập võ thuật như bình thường thì cũng chưa từng nhận được đặc huấn đặc biệt gì cả. Cũng không có mời qua bất kỳ vị danh sư nào để hướng dẫn diễn xuất cho mình. Năm đó thời điểm Lạc Thần đóng vai Lâm Lạc Trần thì thắng ở điểm tươi non, là mầm non mới xuất hiện trong giới giải trí thêm vào đó là lối diễn xuất tốt, nhưng xem kỹ lại thì thật ra kỹ thuật diễn xuất năm đó của Lạc Thần vẫn còn có chút ngây ngô, coi như năm đó có thể đáp ứng được tiêu chuẩn thì bây giờ cũng không có cách nào có thể cùng với Từ Minh so sánh được. Dù sao trong Kinh Long 2, nhân vật Lâm Lạc Trần này độ khó so với bộ thứ nhất còn cao hơn đến mấy bậc. Huống chi, người đại diện của Lạc Thần lại là người không có đầu óc, vậy thì có thể dẫn dắt được loại nghệ sĩ gì chứ, nếu có thì cũng chỉ có thể là sử dụng loại thủ đoạn cấp thấp để đi lên mà thôi. À, hắn ta nghĩ muốn cùng với Từ Minh tranh giành vị trí này hay sao? Vậy hãy để cho bọn họ xem đủ đi, dù sao ở trong giới giải trí, bị chửi cũng là hot, không phải sao? Chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ chịu được. Nhà sản xuất phim nhìn Từ Minh cùng Lạc Thần. Trong con người thoáng qua một tia sáng. Hiện tại chỉ còn lại hai người Từ Minh cùng Lạc Thần, hai người này cũng là thí sinh được chú ý nhất đối với vai diễn Lâm Lạc Trần này, vì để có thể so sánh cùng phân biệt thực lực của hai người một cách rõ ràng, tôi thấy không bằng như vậy đi. Nhà sản xuất phim suy nghĩ một chút, ngay sau đó đề nghị Từ Minh cùng Lạc Thần có thể đồng thời thử vai, tôi cùng hai vị đạo diễn sẽ ra đề, sau đó hai người sẽ dùng phương thức của mình diễn qua một lần. Mọi người thấy thế nào? Nhà sản xuất phim đều đã lên tiếng, phó đạo diễn bên cạnh dĩ nhiên là phụ họa, chủ ý này không tệ. Bất quá, ai trước, ai sau? Diễn trước dường như tương đối thua thiệt a. Vậy thì để tôi trước đi, Lạc Thần tiền bối dù sao đã nhiều năm không có diễn xuất, tôi không muốn thắng theo kiểu không phải là anh hùng. Từ Minh hướng về Lạc Thần bên cạnh nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Đối với sự khiêm nhường của Từ Minh, nhà sản xuất phim hài lòng gật đầu đáp lại, nếu đã như vậy thì Từ Minh cậu diễn trước đi. Phó đạo diễn cũng bày tỏ đồng ý, chân mày của Tống Kim Lân một bên hơi hơi cao lại, bất quá cũng không mở miệng phản đối. Diệp Oản Oản hai tay ôm ngực đứng ở một bên, khóe miệng âm thầm câu lên một tia cười lạnh. Bởi vì là ra đề tại chỗ,
diễn trước thì thời gian chuẩn bị khó tránh khỏi ít hơn người diễn sau, nhìn bề ngoài là tương đối thua thiệt. Nhưng trên tình huống thực tế, người diễn thứ nhất có thể tùy tâm sở dục, mà người thứ hai, bởi vì là thử vai tại chỗ, lại diễn cùng một cảnh, nếu như Lạc Thần trùng hợp diễn giống Tử Minh, cho dù là chính hắn dùng phương thức diễn của mình, cũng nhất định sẽ bị nói thành sao chép, dập khuôn theo Tử Minh. Cộng thêm nếu diễn trước thì sẽ nắm phần chủ động, còn Lạc Thần diễn sau sẽ phi thường bị động. Tống Kim Lân quyết định chọn cảnh đầu của vai diễn, là cảnh Lâm Lạc Trần gặp lại nam chính sau nhiều năm lạc vào ma giáo, đối mặt với một phen chất vấn của nam chính và câu trả lời của Lâm Lạc Trần. Tử Minh đứng ở giữa đại sảnh, nhắm mắt lại, bất quá ngắn ngủi 5 giây sau, đã tiến vào trạng thái của nhân vật. Hắn một tay chắp sau lưng, như đón lấy kịch liệt cuồng phong. A, à, chính đạo tà đạo, như thế nào là chính, như thế nào là tà, Vân Hải, người vẫn như xưa ngây thơ như thế. Tử Minh nhìn vào khoảng không, giống như nhân vật nam chính Vân Hải đang đứng ở nơi đó, hướng về phía hắn lộ ra ánh mắt khinh miệt mà giễu cợt. Tiếp đó, thần sắc của Tử Minh trong nháy mắt biến thành 3 phần điên 7 phần cuồng quát lên. Để ta nói cho ngươi biết, lịch sử từ trước đến giờ đều do người thắng viết. Từ nay về sau, giang hồ này, ta nói nó chính là chính, ta nói là tà, nó chính là tà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 461, vượt qua chính mình. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Tử Minh đều phi thường đúng chỗ, đến tốc độ nói chuyện cùng dừng lại đều vô cùng phù hợp với tâm tình của nhân vật. So với lúc những tiểu thịt tươi kia diễn xuất một cách cường điệu, căn bản là không cùng một cấp độ. Gào, Minh Bảo, bảo bối của chúng ta thật giỏi, thật cuồng phách, thật khốc, hoàn toàn chính là Lâm Lạc Trần trong lòng ta a. Rốt cuộc là ai nói người đóng vai Lâm Lạc Trần không ai vượt qua được Lạc Thần a? Fan nguyên bản nhận xét. Quả thật không tệ, so với những người trước đều tốt hơn nhiều. Rất có chất hắc ám của Lâm Lạc Trần, có loại cảm giác không bị trói buộc, là cảm giác thoát khỏi thế tục. Tôi vẫn luôn cảm thấy Lạc Thần chiếm tiện nghi a, không chỉ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, còn có thể mô phỏng theo cách diễn của Minh Bảo để qua mặt chúng ta, vượt qua kiểm tra. Quá không công bằng đi. Tôi ngược lại muốn nhìn Lạc Thần một chút xem hắn ta diễn như thế nào. Nếu dám bắt chước lại lối diễn xuất của Minh Bảo, chúng ta liền dìm chết anh ta. Đối với diễn xuất của Tử Minh, phó đạo diễn cùng với nhà sản xuất phim tất cả đều gật đầu liên tục, ngay cả Tống Kim Lân nguyên một buổi tối không có sắc mặt tốt cũng hỏa hoãn mấy phần. Thời điểm đến lượt Lạc Thần, thần sắc của phó đạo diễn rõ ràng có phần qua loa lấy lệ, chỉ thuận miệng nhắc nhở một câu, Lạc Thần, cậu có thể bắt đầu rồi. So với Tử Minh chỉ cần 5 giây liền nhanh chóng thay đổi trạng thái, tiến vào nội dung cốt truyện. Lạc Thần sau khi phó đạo diễn nói bắt đầu, vẫn y như cũng ngồi tại vị trí của mình. Trong phòng chat live rất nhanh liền có người bắt đầu nói xỏ xiên đây đó. Làm cái gì vậy a? Nhập vai diễn mà chậm như vậy sao? Mới vừa rồi Tử Minh chỉ cần 5 giây liền nhập vai diễn rồi đó. Đối với một diễn viên chuyên nghiệp mà nói, có thể nhanh chóng nhập vai diễn là thứ căn bản nhất, đến cả cái này đều làm không được sao? Đây là nguyên nhân tại sao Tử Minh để cho anh ta diễn sau đi. Hai người này chênh lệch quá xa a. Người đi đường mong đợi Tử Minh. Mong đợi Tử Minh mang đến cho chúng ta một Lâm Lạc Trần hoàn toàn mới. Fan bản gốc bày tỏ. Xem qua biểu hiện của Tử Minh, dường như quả thật có thể mong chờ nha. Tình cảnh Lạc Thần thật ra là phi thường bất lợi, bởi vì hắn là diễn viên nguyên bản, khởi điểm quá cao, những người ái mộ đối với hắn yêu cầu cũng càng hà khắc hơn. Không chỉ phải vượt qua tất cả những người thử vai mà còn là vượt qua chính bản thân mình nữa. Ước chừng qua 15 giây, cuối cùng Lạc Thần mới có hành động. Lạc Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tử Minh, trong ánh mắt không có tà tứ, cũng không có lạnh lùng, ngược lại có vài phần thân cận cùng hoài niệm. Vân Hải và hắn đã từng là huynh đệ đồng môn tốt nhất, nhưng hôm nay, hoàn cảnh hai người đã khác nhau một trời một vực. Vân Hải là hậu bối xuất sắc nhất trong chính đạo. Mà hắn lại đại ma đầu mà người người phỉ nhổ. Nhưng mà, cho dù ở dưới tình huống cảnh mất người còn như vậy, Lâm Lạc Trần đã sớm từ bỏ hết thảy quá khứ, hắn đang đối mặt với Vân Hải người huynh đệ ngày xưa sống chết có nhau, là bạn cũ của hắn. Lạc Thần trong nháy mắt nhìn về phía Tử Minh, rõ ràng Tử Minh cũng không có làm gì, nhưng mới vừa rồi vẫn còn đang đóng vai Lâm Lạc Trần, giờ phút này trong nháy mắt lại trở thành nhân vật nam chính Vân Hải. Màn diễn này là một người diễn. Đạo diễn không có an bài người đóng vai nhân vật nam chính cùng bọn họ diễn cùng, mới vừa rồi là chính Tử Minh tùy tiện hư cấu một người,
mà Lạc Thần lại đem Từ Minh coi thành Vân Hải. Lạc Thần hướng về Từ Minh nhìn một cái, ngay sau đó liền rũ con ngươi, thật thấp mà cười một tiếng. À, Lạc Thần trẻ tuổi khuôn mặt đẹp trai nhưng lại giống như đã trải qua tang thương chết chóc, phong vân biến ảo nói chính đạo, tà đạo. Như thế nào là chính, như thế nào là tà? Lạc Thần nhẹ thở dài, nhìn về phía Từ Minh, con ngươi trong suốt phảng phất phản chiếu hình ảnh thiếu niên ngày xưa cùng mình nói chuyện trên trời dưới đất phóng ngựa dơ roi, Vân Hải, ngươi vẫn cứ như xưa, vẫn ngây thơ như thế. Lúc Lạc Thần diễn đến đoạn này, bất quá mới nói ngắn ngủn hai câu mà thôi, hơn nữa lời thoại cùng với Từ Minh giống nhau như đúc, thậm chí nội dung cốt truyện tiếp theo cùng lời thoại là gì, mọi người cũng biết cả rồi, nhưng là... Tất cả mọi người tại hiện trường, bao gồm những người đang xem live lúc trước đều cho rằng Lạc Thần sẽ làm hỏng hình tượng trong nguyên bản, giờ phút này tất cả lại đều theo bản năng nín thở mà xem, chờ đợi phần diễn tiếp theo của Lạc Thần. Chương 462, Bản Tôn Đích Thân Tới. Chỉ thấy, Lạc Thần nói câu nói này xong, sau đó, rốt cuộc cũng chậm rãi đứng lên. Hắn từng bước, đi tới trước mặt của Từ Minh, xoay người như đứng bên cạnh người bạn tốt ngày xưa, cùng hắn đứng sóng vai, dương mắt nhìn về phía ngôi sao trên bầu trời mênh mông. Để ta nói cho người biết, lịch sử, từ trước đến giờ đều do người thắng viết. Từ nay về sau, giang hồ này, ta nói chính, đó chính là chính, ta nói tà, đó chính là tà. Thời điểm Lạc Thần nói câu nói này, không giống như lúc Từ Minh diễn, ngông cuồng bá đạo, mà ngữ khí của Lạc Thần thậm chí là phong đạm vân khinh, giống như chỉ đang nói đến một sự tình vô cùng tầm thường, giọng nói bình tĩnh hệt như một đầm nước lạnh giá tĩnh mịch. Nói xong câu này, hắn liền chậm rãi cất bước, bước qua Từ Minh đang đứng sát vai mình. Điều đó có nghĩa là huynh đệ ngày xưa cùng luận đạo múa kiếm, từ đây hoàn toàn chia ly, đường ai nấy đi. Qua một lúc lâu sau, hiện trường vẫn im lặng như cũ đến cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Ngay lập tức những lời bình luận trên sóng trực tiếp đều ngừng lại. Tôi xin kết thúc. Mãi đến lúc Lạc Thần xoay người, cúi chào đạo diễn, tất cả mọi người mới từ bên trong nội dung cốt truyện bừng tỉnh. Tống Kim Lân ngồi tại chỗ, bất động như núi, trên mặt lại lộ rõ thần sắc kích động, chăm chú nhìn Lạc Thần, tựa hồ là không dám tin vào mắt mình nữa. Đến cả bản thân Từ Minh đều hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Từ Minh vừa rồi tựa hồ như trực tiếp tham gia diễn cùng Lạc Thần, cho nên cảm thụ so với bất kỳ người nào khác đều càng thêm trực quan hơn. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị Lạc Thần dẫn vào vai diễn, cho rằng chính mình là Vân Hải. Màn diễn lúc nãy mới vừa kết thúc, vào lúc này âm thanh bình luận lại điên cuồng bắt đầu nổ lên. Ta quỳ a, miệng nó, thật trâu bò mà, đây quả thực là cha của Lâm Lạc Trần nha. Cái gì mà là cha của Lâm Lạc Trần? Cái này rõ ràng chính là bản thân Lâm Lạc Trần, tôi cho là mới vừa rồi Từ Minh diễn đã tính là hoàn mỹ. Nhìn Lạc Thần mới biết, cái gì mới là bản tôn đích thân tới. Cách diễn của Từ Minh quả thật rất hoàn mỹ, tôi biết kỹ thuật diễn xuất của anh ta rất tốt, nhưng mà Lạc Thần, anh ấy hoàn toàn không phải là diễn, mà là hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện, đắm chìm trong nhân vật .ans ấy chính là Lâm Lạc Trần đó. Cái này chính là sự khác biệt giữa việc sống với nhân vật và diễn A. Rõ ràng mới vừa rồi Từ Minh vẫn là Lâm Lạc Trần, nhưng một giây sau lại bị Lạc Thần dẫn vào vai diễn, trở thành Vân Hải. Thật ra thì mới vừa rồi thời điểm mọi người đều đang chú ý Từ Minh, tôi vẫn một mực chú ý nhìn Lạc Thần, phát hiện hắn ta căn bản cũng không phải là nhập vai diễn chậm, mà là vừa mới bắt đầu cũng đã ở trong trạng thái của Lâm Lạc Trần rồi, cho nên căn bản cũng không cần nhập vai diễn. Quá kích động, quả nhiên nguyên bản chính là nguyên bản. Căn bản không phải những người khác có thể tùy tiện thay thế được. Tại chỗ ngồi, Tống Kim Lân đã hoàn toàn rơi vào trầm tư. Ông hôm nay chọn đoạn này không phải tùy tiện chọn, mà là có thâm ý của ông. Đoạn chuyện này nhìn như rất đơn giản nhưng thật ra là phần chuyển biến tình cảm vô cùng quan trọng trong toàn bộ phim, đây là lúc mà Lâm Lạc Trần cùng Vân Hải vạch ra khoảng cách. Phải biết rằng bên trong phần thứ hai này, nam hai cùng nhân vật nam chính trong lúc diễn vai đối thủ thì việc xử lý tình cảm khá là quan trọng. Bọn họ vừa là kẻ thù vừa là bạn, tuy quan niệm không hợp nhau nhưng lại đều thông minh như nhau. Loại cảm giác mâu thuẫn này rất khó biểu hiện. Ví như mới vừa rồi Từ Minh diễn thử, mặc dù rất không tồi, nhưng lại đơn bạc, chẳng qua chỉ diễn đoạn nội dung đó mà quên liên hệ với nhân vật chính cùng toàn bộ nội dung cốt truyện lại với nhau. Mà kỹ thuật diễn xuất của Lạc Thần quá sức co giãn, chỉ ngắn ngủi trong mấy câu lời thoại, một đoạn nội dung cốt truyện đơn giản,
thế nhưng lại dung hợp được toàn bộ sự việc cũ lại với nhau, đồng thời cũng biểu hiện hoàn mỹ sự mâu thuẫn cùng dãy dụa trong nhân vật ra bên ngoài. Nếu không phải là khổ công luyện tập, hoàn toàn hiểu rõ nhân vật thì tuyệt đối không có khả năng làm được loại trình độ này. Chương 463, thuận lợi có được. Dù Lạc Thần đã được ông nhìn nhận nhưng ông vẫn yêu cầu muốn xác định lại một lần nữa xem lúc nãy Lạc Thần rốt cuộc là nhờ vào may mắn hay là thật sự có thực lực như vậy. Nghĩ tới đây, Tống Kim Lân quyết định nhanh chóng mở miệng nói, cảnh 13, chương thứ 7, tự các cậu diễn thử theo cách lý giải của mình. Tống Kim Lân vừa nói xong, mọi người căn bản đang phấn khởi nhất thời lại nín thở, khẩn trương nhìn về hướng hai người. Trên màn hình fan Từ Minh không cam lòng bắt đầu phản bác. Còn chưa có kết thúc đâu, các người gấp cái gì chứ? Mới vừa rồi làm không tốt chính là do kém may mắn thôi. Đúng vậy, Lạc Thần mới vừa rồi rõ ràng là chút thông minh vặt, còn Từ Minh là chọn cách không diễn, hiệu quả tự nhiên là thấp hơn một chút, Lạc Thần lại lợi dụng Từ Minh giúp anh ta đối diễn. Quá âm mưu rồi. Lạc Thần không có chú ý đến phản ứng của người chung quanh, chẳng qua là thời điểm nghe được lời Tống Kim Lân nói đến cảnh 13, chương thứ 7, thần sắc trong chớp mắt trở nên hoảng hốt. Cảnh này, Diệp Ca đã tự mình dạy qua hắn, hơn nữa cũng đã nói với hắn trọng điểm của vai diễn nằm ở đâu, không nghĩ tới đạo diễn Tống thực sự chọn trúng đoạn này. Trong lúc Lạc Thần còn đang hoảng hốt, Từ Minh đã lần nữa điều chỉnh trạng thái bắt đầu diễn thử. Không hổ là người được huấn luyện chuyên nghiệp. Từ Minh rất nhanh liền điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lần nữa lại nhập vào câu chuyện. Bá! Từ Minh làm bộ rút kiếm ra, trong nháy mắt hướng về phía đối diện công kích, lệ khí cùng sát ý hiện rõ trên mặt, cách cả màn hình nhưng đều truyền đến trong mắt của tất cả người xem. Thật, thật là lợi hại a! Đây mới là thực lực chân chính của Từ Minh đi, chẳng qua chỉ là một cái ánh mắt thôi, cũng đủ làm người ta rợn cả tóc gáy. Đem vai đại ma đầu khát máu diễn đến thật tinh tế. Ngay lúc tất cả mọi người đều đang than thở, Từ Minh đột nhiên bộc phát ra kỹ thuật diễn so với vừa nãy còn kinh diễm hơn, Lạc Thần vẫn còn đang trong trạng thái tiếp tục suy nghĩ. Phương thức diễn mới vừa rồi của Từ Minh, cùng phương thức mà Diệp Ca hướng dẫn cho hắn lúc trước giống nhau như đúc. Nếu như không phải Diệp Ca đã nói với hắn điều này thì cách diễn của hắn nhất định sẽ giống như Từ Minh. Nhưng bây giờ, Từ Minh diễn thử thu nhận được sự ủng hộ của cả sảnh đường, người đại diện của anh ta là Ngô Chính Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Phó đạo diễn cùng nhà sản xuất phim đều là liên tục đầu. Nhưng mà, Tống Kim Lân ngồi ở giữa thần sắc lại không chút nào thay đổi, trực tiếp nhìn thẳng về hướng Lạc Thần nói, Lạc Thần, cậu bắt đầu đi. Từ Minh tự nhiên nhìn thấy được Tống Kim Lân đối với Lạc Thần có sự chú ý đặc biệt, hít sâu một hơi, cố đè xuống sự không vui trong lòng, mắt lạnh hướng về Lạc Thần nhìn lại. Cái màn diễn này ban đầu lão sư cố ý hướng dẫn qua cho Từ Minh, anh ta dám nói phương thức diễn này đã là cực hạn rồi. Nếu như Lạc Thần cùng mình diễn tương tự, thì sẽ nằm ở thế yếu. Lạc Thần gật đầu, rất nhanh liền bắt đầu. Hắn nghiêm khắc dựa theo những gì Diệp Oản Oản dạy qua, diễn xong màn diễn này. Phương thức diễn này của Lạc Thần không có được tính xâm lược như Từ Minh, tâm tình chợt biến hóa, thời điểm rút kiếm giết người ánh mắt lạnh lùng, hoang vu, không để vật gì vào mắt. Trên mặt không có có bất kỳ biểu lộ gì, lại làm cho đáy lòng người khác phát rét, lúc xem xong màn diễn của Lạc Thần. Sắc mặt của Tống Kim Lân rốt cuộc đã mất đi sự bình tĩnh lãnh đạm, giọng nói hơi có vài phần nhấp nhô mà mở miệng hỏi, tại sao cậu lại dùng cách diễn loại này, cậu hãy lý giải một chút cho tôi nghe đi. Lạc Thần nhìn Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó cân nhắc một chút, vẻ mặt chấn định mà mở miệng nói, tôi cho là, những bất công và trắc trở mà Lâm Lạc Trần trải qua trong cuộc đời, đã khiến cho tính tình của hắn đại biến, nhưng tính tình của hắn trước sau đều không thay đổi, mà là cảm giác kính sợ đối với sinh mạng. Cảm giác nắm giữ sinh mạng, đem mạng người để ở trong mắt, thì mới có sát khí, nhưng nếu như ở trong mắt hắn, mạng người đã giống như cát bụi trần gian, như thế thời điểm hắn giết người, thì chỉ có sự hờ hững mà thôi. Lạc Thần vừa nói xong, Tống Kim Lân lập tức vỗ bàn một cái, nói thật hay. Tống Kim Lân hốc mắt có hơi chút phiếm hồng, Lâm Tông lão sư trước khi lâm chung, từng kéo tôi cố ý nói với tôi đoạn diễn này, khi đó ông nói đến nhân vật Lâm Lạc Trần này từ đầu đến cuối chỗ thay đổi lớn nhất. Chính là những lời cậu vừa nói kia. Lạc Thần, cậu rất không tồi. Tôi nhìn thấy được cậu đúng là để tâm nghiên cứu nhân vật này rồi. Thời điểm Tống Kim Lân nói ra câu này, Diệp Oản Oản nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Cô biết, nhân vật này, Lạc Thần đã có được. Chương 464, đổi người rồi. Đối với tất cả bao gồm fan nguyên bản cùng như những người qua đường mà nói tên của Lâm Tông có nghĩa là quyền uy.
nên khi Tống Kim Lân vừa mới nói ra câu nói này, tất cả ánh mắt của mọi người nhìn vào Lạc Thần càng thêm không tầm thường. Quá lợi hại rồi, không hổ là nguyên bản A, lý giải hết sức thấu đáo triệt để, thậm chí ngay cả điều mà Lâm Tông lão sư để tâm cũng đều có thể suy đoán đến không sai biệt A. Cảm ơn đoàn phim công khai quá trình casting, để cho chúng tôi có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Lạc Trần lần nữa trở về. Lâm Lạc Trần trừ Lạc Thần ra thì không còn ai khác có thể đảm nhiệm được A. Nhìn thấy mọi người điên cuồng comment, sắc mặt của Ngô Chính Phi xanh mét. Nguyên bản hắn chuẩn bị tạo uy thế cho Từ Minh, thậm chí ngay cả kế hoạch cùng lịch trình sau này cũng đã soạn xong, ai biết được vừa quay đầu lại là làm nền cho người khác, cố gắng công sức của mình lại giống như để cho tên tiểu tử kia lợi dụng đạp lên đầu mình. Hết lần này tới lần khác bọn họ lựa chọn cách phát live thử vai cho nhân vật này, toàn bộ quá trình đều được trực tiếp phát ra ngoài, nghĩ đến lúc đó nếu muốn thay đổi dư luận thì bọn hắn chỉ cần âm thầm đút lót cho Vương Tổng hỗ trợ sửa đổi kết quả, nhưng hắn cũng không nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra. Lần này là hắn quá khinh địch rồi. Tống Kim Lân nói xong lời kia, lúc này liền đứng lên, tự mình đi tới trước mặt của Lạc Thần, hoan nghênh gia nhập Kinh Long 2, thật vui khi có thể lần nữa cùng cậu hợp tác. Nghe lời nói của Tống Kim Lân, Lạc Thần trái tim khẽ run, chậm rãi đưa tay ra, cảm ơn Tống đạo diễn đã cho tôi cơ hội này. Nhìn thấy một màn có thể nói mang tính chất lịch sử này, nam 1 nam 2 toàn bộ đều do đội ngũ ban đầu diễn xuất, trên màn ảnh của buổi phát sóng trực tiếp một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Từ Minh luôn luôn tự cao tự đại, hoàn toàn không ngờ tới chính mình lần này lại có thể ở dưới con mắt mọi người thua bởi một người nghệ sĩ hết thời, lúc này giận đến mức xoay người muốn rời đi. Lưu lại đã không còn ý nghĩa nữa, Ngô Chính Phi sa sầm mặt, cũng vội vã ly khai, thời điểm đi ngang qua bên cạnh Lạc Thần lại đột nhiên lạnh giọng mở miệng, Ngô tiên sinh dường như quên cái gì đó à. Một bên Diệp Oản Oản thấy vậy hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới con cừu nhỏ của cô lại có thể hiếm thấy tấn công một lần như vậy. Ngô Chính Phi cắn cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng nói xin lỗi, thật là xin lỗi, đại diện Diệp quả thật thủ đoạn, mới vừa rồi, là tôi nhìn lầm. Ha ha, bất quá, núi cao sông dài, ngày tháng sau này còn dài, giới giải trí, loại địa phương này, cũng không phải là chỉ bằng một chút khôn vặt của cậu liền có thể lẫn vào được nha. Nói xong hừ lạnh một tiếng, cất bước rời đi. Diệp Oản Oản cùng tổ đạo diễn trò chuyện một chút chi tiết hợp tác sau này, sau đó cũng mang theo Lạc Thần rời đi. Chuẩn bị cho phần thử vai lâu như vậy rốt cuộc cũng kết thúc thuận lợi, Diệp Oản Oản cũng coi như là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Truyền thông Quang Diệu. Sau khi trở lại phòng làm việc, Diệp Oản Oản bắt đầu dành thời gian thay Lạc Thần chuẩn bị ký hợp đồng và những công việc liên quan. Mặt khác trợ lý cho Lạc Thần cũng phải bắt đầu chuẩn bị đi tìm thôi. Lần trước sau khi thông báo tuyển dụng, bởi vì cô tạm thời đi nước B nên chỉ kịp tuyển một trợ lý mà thôi. Kinh Long 2 là bộ phim thứ nhất sau khi cậu trở lại với tư cách là một diễn viên, tầm quan trọng tin tưởng không cần tôi nói nhiều cậu cũng đủ hiểu à, khoảng thời gian này chuyện cậu cần làm chỉ có một thứ, chuyên tâm tập luyện kịch bản, những chuyện khác để tôi lo. Diệp Oản Oản ngồi trước bàn làm việc, đang nói chuyện với Lạc Thần, lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Mời vào. Trợ lý Tiểu Tình thần sắc hốt hoảng đẩy cửa đi vào, lo lắng nhìn về phía Diệp Oản Oản cùng Lạc Thần mở miệng nói, Diệp ca không xong rồi. Mới vừa đoàn phim gọi điện thoại tới, nói cho chúng ta biết. Nói cái gì? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày hỏi lại. Nói Nam Hai đã đổi thành người khác, không thể dùng Lạc Thần nữa rồi. Cái gì cơ? Diệp Oản Oản nghe vậy, hơi sững sờ, Lạc Thần ở một bên trong nháy mắt sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Chương 465, làm sao đã cướp mà phun ra được. Vì lần này là công khai thử vai, Ngô Chính Phi có đi tìm nhà đầu tư cũng vô dụng, đoàn phim không có khả năng ở trước dư luận mà mạo hiểm nửa đường đổi người như thế được. Cô nói đổi người rồi, đổi thành ai? Diệp Oản Oản đè xuống hoài nghi trong lòng, thản nhiên hỏi lại. Tiểu trợ lý ánh mắt lóe lên, không dám mở miệng, yếu ớt đưa qua một tờ giấy, chuyện này, đây là đoàn phim bên kia mới vừa gửi qua, Diệp ca chính anh xem đi. Danh sách vai diễn chính thức, chiều nay liền sẽ công bố ra ngoài. Diệp Oản Oản nhận lấy, quét mắt nhìn, một giây kế tiếp, liền nhìn thấy người đóng vai Nam Hai Lâm Lạc Trần bất ngờ viết hai chữ Cung Húc. Cung Húc sao? Nhìn thấy cái tên này, Diệp Oản Oản chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Cô liền hiểu, rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, cô đều đã làm được tới lúc này, lại còn có thể để cho đoàn phim quay đầu liền muốn đổi người. Cung Húc mặc dù trong giới danh tiếng cực kém, nhưng bối cảnh của anh ta cực kỳ hùng hậu,
cô ruột của anh ta một trong những người sáng lập ra công ty giải trí xa hàng đầu nước Mỹ, hoàn toàn không phải con nhà giàu bình thường có thể so sánh được, nếu không cũng không có khả năng thay đổi chuyện này à. Cô lên kế hoạch lâu như vậy, hao tốn tinh lực như vậy, cuối cùng lại bị đổi người. Diệp Oản Oản mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt thật giống như lóe lên, cô nhéo nhéo mi tâm, đang định mở miệng, lúc này, cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Chu Văn Bân người mặc bộ Âu phục cao cấp màu xám bạc được chế tác riêng, thân sắc thản nhiên đứng ở cửa, giọng nói một bộ tiếc nuối, lắc đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói ai, người trẻ tuổi a, chung quy vẫn là rèn luyện quá ít, coi như là người từng trải, lại là đồng nghiệp cùng công ty, tôi thật sự là không thể không nhắc nhở đại diện Diệp một câu, Kinh Long 2 là dự án lớn, cũng không phải chỉ cần dựa vào chút kỹ thuật diễn xuất liền có tư cách hợp tác với họ a. Diệp Oản Oản lạnh mắt nhìn Chu Văn Bân lúc này đang hất mặt diễu võ dương oai, không nói một lời. Chu Văn Bân đắc ý thưởng thức dáng vẻ thua cuộc của Diệp Oản Oản, rồi nhìn về phía Lạc Thần nói, tiểu thần a, Bân ca sớm đã dạy cậu, ở trong giới giải trí này, mặc dù nghề nghiệp của cậu là diễn viên, nhưng chỉ với kỹ thuật diễn xuất, thật ra là vô dụng nhất a. Chu Văn Bân vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đi đến trước mặt Lạc Thần, đưa tay hướng vai cậu đặt lên, tiểu thần, cậu bây giờ hối hận thì. Trước khi ngón tay của Chu Văn Bân đụng vào Lạc Thần, một bàn tay trắng nõn đã vươn ra vững vàng cản lại. Chu Văn Bân cười một tiếng, thu hồi bàn tay đang có ý đồ đụng chạm Lạc Thần lại, con người đục ngầu tùy ý đánh giá lấy thân thể Lạc Thần, sâu xa nói, cậu bây giờ hối hận còn kịp đó, chẳng qua là, Chu Văn Bân tôi chưa bao giờ muốn dùng hàng người khác đã xài rồi, cậu nếu muốn trở lại, để cho tôi xem thật kỹ một chút thành ý của cậu, ha ha ha. Nói xong liền giễu cợt dương dương đắc ý đi rời đi. Sau khi Chu Văn Bân rời đi, không khí phi thường tĩnh mịch. Qua một lúc lâu, Lạc Thần cố gắng mỉm cười một cái, mở miệng nói, Diệp ca, tôi không sao, anh đã giúp tôi quá nhiều, là tôi, là chính tôi vô dụng. Nếu như ban đầu Diệp ca chọn người khác, cần gì phí nhiều tâm tư như vậy, cũng không bị Chu Văn Bân nhằm vào. Diệp ca, anh chính là, chọn khác người đi. Lạc Thần đang muốn mở miệng nói ra câu này, khóe miệng của Diệp Oản Oản lại chợt gợi lên một nụ cười lạnh. Đè bả vai Lạc Thần xuống, để cho cậu ngồi trên ghế salon, từng chữ mà mở miệng nói, ngoan ngoãn ngồi im cho tôi. Diệp ca, Lạc Thần vẻ mặt mờ mịt hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản đứng thẳng người, khẽ mỉm cười nói, a, nếu bọn họ không dựa theo quy tắc, vậy cũng chớ trách tôi dùng thủ đoạn của mình. Chu Văn Bân, hắn làm sao cướp nhân vật này, cô sẽ để cho hắn phun ra như thế. Dứt lời Diệp Oản Oản nhìn về phía tiểu trợ lý mở miệng hỏi, Cung Húc kia bây giờ đang ở đâu? Tiểu trợ lý nghiêm túc mở miệng trả lời, đang ở công ty, mới vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta ở phòng hóa trang trên lầu. Lấy được câu trả lời, Diệp Oản Oản sửa sang lại vạt áo, sải bước ra phòng làm việc. Diệp ca, Lạc Thần nhìn bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, lẩm bẩm, không biết phải làm cái gì, đáy mắt tràn đầy vẻ lo âu. Chương 466, đây không phải là tiểu mứt quả của hắn sao? Phòng hóa trang trên lầu. Cung Húc đang thư thái tựa vào trên ghế, chân vắt ngang, trong tay cầm điện thoại di động, đang chơi game ầm ĩ, bên cạnh là thợ làm tóc, thợ hóa trang, thợ trang điểm một đám người vây xung quanh anh ta. Bên cạnh là hai tiểu trợ lý, một người trong tay bưng một trái dừa, ân cần cẩn thận đứng ở một bên, chờ Cung Húc đánh xong một trận, liền cẩn thận đem trái dừa đưa tới cho anh ta uống một hớp. Người kia đứng cách mấy bước, soạt 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 không ngừng cho hắn xem ảnh, Húc ca, chụp xong rồi, anh xem những tấm này có được không? Trợ lý khẩn trương cầm lấy máy ảnh đưa tới trước mặt Cung Húc. Cung Húc nhìn lướt qua, một mặt ghét bỏ, hừ, không có chụp ra một phần vạn đẹp trai của tiểu gia tôi a. Tiểu trợ lý vội vàng nịnh hót nói, làm sao được a, Húc ca anh 360 độ không góc chết, chụp đều đẹp trai a. Cung Húc đối với loại tán dương này đã không còn cảm giác. Tiện tay chỉ mấy tấm nói, tấm này, còn có tấm này, gửi qua điện thoại di động cho tôi muốn đăng lên Weibo. Được, tôi lập tức gửi ngay đây. Đừng quên xóa tàn nhan trên trán. Dạ dạ dạ. Hình ảnh sau khi chuẩn bị xong, Cung Húc ôm điện thoại di động, một mặt sầu bi mà phát một cái Weibo. Đầu tiên là đăng hình của mình, bên trên có kèm theo caption, ngày thứ ba, vẫn không chút tin tức nào của em, tiểu mứt quả nha. Biển người mênh mông, anh nơi nào tìm em tương đương. Tiểu trợ lý bên cạnh trơ mắt nhìn Cung Húc đăng cái kia lên Weibo, nhất thời cả mặt đều đen. Người này lại bắt đầu rồi, thật mệt mỏi a. Nha,
Nhẹ một chút, tôi rất yêu mái tóc này đấy có biết không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thợ làm tóc liên tục nói xin lỗi. Gần đây tâm tình của Cung Húc đặc biệt nóng nảy, càng ngày càng khó hầu hạ, bọn họ mấy ngày này cũng chỉ có thể chịu đựng sự xui xẻo này mà thôi. Mọi người trong phòng đang nơm nớp lo sợ dụ dỗ vị tiểu tổ tông này, đột nhiên nơi cửa truyền tới một tiếng vang, phanh, thật lớn, cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi thần sắc thản nhiên đứng ở cửa, lười biếng quét mắt mọi người trong phòng, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu rơi vào trên người Cung Húc. Cung Húc nhìn chằm chằm người có can đảm dám đạp cửa phòng hóa trang của mình, mắt hơi nhăn nheo lại nói, anh ta là ai? Tiểu trợ lý bên cạnh Cung Húc nhìn người mới tới một cái, vội vàng ở bên tai Cung Húc nhỏ giọng nói, Húc ca, anh ta là Diệp Bạch, người trước kia em đã nói với anh, tiểu tử này sợ là biết anh đoạt vai diễn của Lạc Thần, nên tới gây phiền toái rồi. Anh ta chính là Diệp Bạch sao? Cung Húc nhíu mày hỏi lại. Mục tiêu được xác định, Diệp Oản Oản không nói hai lời, ôm lấy hai tay từng bước hướng về hướng của Cung Húc đi tới, sau đó, một chân dậm ở trên ghế Cung Húc. Một cỗ cảm giác áp bức mạnh mẽ đột nhiên đập vào mặt, Cung Húc nhất thời theo bản năng rụt về sau, la lớn, ai ai ai, anh muốn làm gì tạo phản a? Diệp Bạch, anh muốn làm gì? Hai tiểu trợ lý cũng gấp gáp cả lên, một bên nghiêm nghị trách mắng một bên hướng bên ngoài hô, bảo an. Bảo an đâu? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở một tấm hình trong điện thoại, đưa tới trước mặt Cung Húc cho anh ta xem. Đang ầm ĩ, Cung Húc trong nháy mắt nhìn đến tấm hình kia, nhất thời trợn cả mắt lên. Mẹ nó, chuyện này, đây không phải là tiểu mứt quả của hắn sao? Tại sao tên này lại có hình của cô ấy? Chương 467, tôi xem ai dám động đến anh ta. Chờ Cung Húc thấy rõ tấm hình, Diệp Oản Oản đã nhanh chóng đưa tay thu hồi di động, ngay sau đó mở miệng nói, nhìn tôi. Cung Húc theo bản năng liền hướng Diệp Oản Oản nhìn lại, kết quả càng nhìn ngây ngẩn. Anh, giống không? Diệp Oản Oản ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi. Cung Húc nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, gật đầu liên tục, mới vừa rồi còn không cảm thấy điều đó bởi vì khí chất chênh lệch nhau quá nhiều, nhưng nhìn kỹ một chút hắn liền phát hiện ra nam nhân này dáng dấp cùng mứt quả nhỏ quả thật rất giống nhau. Người trong hình, là em gái tôi. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Cô nói xong, trong nháy mắt, Cung Húc nhất thời trợn to hai mắt, đáy mắt hiện đầy vẻ khó tin. Cái gì, hai ngày nay hắn đi tìm mứt quả nhỏ của hắn đến phát điên, không ngờ người đó lại là em gái của người này. Trong lúc nhất thời Cung Húc nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Oản Oản, quả thật là giống như đang nhìn thấy thần mặt trời Apollo, chiếu lấp lánh, hận không thể quỳ bái một phen. Cuộc đối thoại của Diệp Oản Oản cùng Cung Húc chỉ phát sinh trong vòng mấy giây, mới vừa rồi khi cầm ảnh cũng chỉ có một mình Cung Húc nhìn thấy. Lúc này, sau cánh cửa truyền tới một trận tiếng bước chân nhốn nháo, nhân viên trong phòng mang theo mấy người bảo an vội vã chạy tới. Mấy người bảo an cao to lực lưỡng, khí thế nói, là ai ở chỗ này gây chuyện? Một bên tiểu trợ lý lập tức chỉ vào Diệp Oản Oản nói, chính là người đàn ông này, đến đây gây chuyện, còn có ý đồ đánh người. Các anh lập tức bắt anh ta đuổi ra ngoài cho tôi. Nếu thương tổn tới một sợi tóc của Cung Húc, bọn họ thật sự không kham nổi. Mấy người bảo an nghe vậy, nhất thời hướng về Diệp Oản Oản nhào tới. Nhưng mà, khi mấy người này đến gần, Cung Húc trong nháy mắt lạnh mặt, dùng sức vỗ bàn, giận dữ quát, cút ngay. Tôi xem ai dám động đến anh ta. Nhìn thấy phản ứng của Cung Húc, hai tiểu trợ lý, mấy nhân viên toàn bộ đều ngẩn ra. Các nhân viên an ninh cũng trố mắt nhìn nhau, nhất thời không dám lộn xộn. Tiểu trợ lý lại gần Cung Húc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, Húc, Húc ca, sao, mới vừa rồi người này to gan lớn mật mạo phạm anh a? Cung Húc nhất thời đem cậu ta mắng té tát, mạo phạm đại gia cậu a? Ai cho cậu đối với Diệp ca của tôi hô to gọi nhỏ như thế? Tiểu trợ lý bị mắng một hồi, nhất thời trở nên mơ hồ. Hắc, Cung Húc không để ý tới trợ lý nữa. Nói xong liền đứng lên, kéo cái ghế mình mới vừa ngồi, nhìn về phía Diệp Oản Oản, vẻ mặt khỏi phải nói có bao nhiêu nịnh hót, Diệp ca anh ngồi xuống đi. Nhìn thấy Cung Húc thay đổi thái độ 360 độ, mọi người trong phòng đều trố mắt nhìn nhau, ngốc luôn tại chỗ, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Cái tiểu trợ lý kia ngơ ngác mở miệng, Húc ca, anh đây là... Cung Húc nghiêng đầu liền mắng, là cái đầu cậu a. Còn không mau châm trà mời Diệp ca đi. Có còn mắt nhìn người nữa cô, lập tức đi lấy cho Diệp ca một trái dừa. Hai cái tiểu trợ lý. Hắc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại thiếu gia nhà bọn họ, còn ông cháu cha,
làm sao đột nhiên lại đối với Diệp Bạch Ân cần cung kính như vậy, mặc dù hoàn toàn không biết rõ chuyện gì, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Cung Húc, hai người vội vàng một người đi châm trà, một người đi lấy dừa. Cung Húc tự mình nhận lấy, cắm ống hút vào trong, ôm lấy trái dừa to đứng ở trước mặt của Diệp Oản Oản nói, Diệp ca, anh uống đi. Diệp Oản Oản cười như không cười nhìn gương mặt tuấn tú lấp lánh của Cung Húc liếc một cái, nghiêng người tay chống trán, mở miệng nhẹ nhàng nói, nghe nói, cung thiếu gia chuẩn bị đóng. Chương 468, cái này chắc chắn là hiểu lầm. Cung Húc nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nhất thời nhớ tới chuyện mình vừa mới đoạt vai diễn Lâm Lạc Trần trong tay Diệp Bạch. Nghĩ tới chính mình còn chưa tìm được tiểu mứt quả, mà đã đắc tội với anh vợ tương lai, trên trán Cung Húc xuất ra mồ hôi lạnh. Sau khi suy nghĩ một chút, Cung Húc không chút do dự mở miệng nói, Kinh Long 2. Người nào nói tôi muốn đóng Kinh Long 2? Tôi không hề biết nha. Đây căn bản chuyện không hề có. Ồ có phải vậy không? Diệp Oản Oản cười một tiếng, ngón tay giương lên, đem tờ fax mới vừa rồi trợ lý đưa cho cô lấy ra. Cung Húc mắt liếc nhìn danh sách diễn viên, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Chu Văn Bân ra ngoài đánh cho một trận. Nếu không phải là ông ta một mực ở bên tai mình lẩm bẩm, hắn như thế nào lại muốn chết, đi cướp vai diễn này, làm sao lại đắc tội với anh trai của Tiểu Mứt Quả được chứ? Sợ mình sẽ bởi vì chuyện này mà cùng Tiểu Mứt Quả mỗi người một nơi. Cung Húc liều chết mở miệng nói, Diệp ca, hiểu lầm, cái này chắc chắn là hiểu lầm. Đang êm đẹp làm sao tôi có thể lại đột nhiên đi diễn Nam 2 được chứ? Nói xong lập tức nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý bên cạnh nói, hai người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai cho phép các người tự tiện nhận nhân vật này cho tôi? Hai người phụ tá vào lúc này đã hoàn toàn ngốc rồi, nhìn nhau một cái sau đó, một người trong đó mở miệng nói, hắc, Húc ca, nhân vật này không phải là chính anh. Không phải chính anh nói nhất định phải nhận sao, còn nói muốn đè Diệp Bạch tới chết. Vào lúc này làm sao lại giống như mất trí vậy. Trợ lý còn chưa dứt lời liền lập tức bị Cung Húc khẩn trương cắt đứt im miệng. Cậu còn dám ngụy biện sao? Gan lớn rồi đó, lại còn dám ở sau lưng tôi tự tiện chủ trương. Lập tức đem Chu Văn Bân kêu đến đây cho tôi. Trợ lý không còn cách nào khác, tình huống này hắn thật sự là xử lý không được, vì vậy chỉ có thể mau chóng chạy ra ngoài tìm Chu Văn Bân mà thôi. Những người khác bên trong phòng hóa trang cũng hoàn toàn không hiểu nổi tình hình tại sao lại tiến triển như thế này, đành im lặng ngơ ngác đứng tại chỗ. Sau khi tiểu trợ lý đi tìm người, cặp mắt đào hoa của Cung Húc chớp chớp, đáng thương mà hướng Diệp Oản Oản nhìn nói, Diệp ca, thật sự là hiểu lầm a, tôi làm sao lại có thể cướp nhân vật của nghệ sĩ Diệp ca được chứ? Ngoặc kép, Diệp Oản Oản nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt cười, cũng không vạch trần. Bên trong phòng làm việc lầu 2. Chu Văn Bân đang vui vẻ lau chùi đồ cổ bảo bối của ông ta, vừa nói chuyện điện thoại, a, ai nói cho anh biết Diệp Bạch đã lấy được nhân vật Lâm Lạc Trần rồi. Bất quá là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, cậu cũng quá đề cao cậu ta rồi. Nhân vật này, bây giờ đang ở trong tay của tôi. Thế nào, không tin sao, công khai thử vai thì thế nào, anh cho rằng công khai thử vai thì nhất định là cậu ta à? Chu Văn Bân đang gọi điện thoại cho bằng hữu. Trợ lý Cung Húc đột nhiên thần sắc vội vã đẩy cửa đi vào, Chu Tổng. Nhìn lấy tiểu trợ lý bộ dáng hốt hoảng, Chu Văn Bân bởi vì tâm tình không tệ, liền không có so đo với anh ta, liếc mắt nhìn sang hỏi, hốt hoảng cái gì vậy? Tiểu trợ lý cũng không biết rõ tình trạng, không dám nói bậy bạ, chỉ có thể một mặt đau khổ, khó xử mở miệng nói, Húc ca muốn ngài đi tìm cậu ấy một chuyến. Đại thiếu gia làm sao, lại cáu kỉnh à? Chu Văn Bân đối với loại tình huống này đã sớm thành thói quen, vô tình đứng lên mở miệng nói, đi thôi, đi xem một chút. Chỉ chốc lát sau, Chu Văn Bân liền đi theo phụ tá tới phòng hóa trang của Cung Húc, Cung Húc a, thế nào, lại có ai chọc cho cậu mất hứng thế? Chu Văn Bân đang tâm tình tốt mà mở miệng hỏi, chân vừa bước vào cửa, kết quả, vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy trong phòng hóa trang ngoại trừ Cung Húc, Diệp Bạch cũng ở bên trong, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lộ ra thần sắc giễu cợt. A, à, tiểu tử Diệp Bạch này, thật là tự tìm đường chết, lại dám trực tiếp chạy tới chất vấn Cung Húc. Chương 469, ông là muốn bôi đen tôi sao? Diệp Bạch tiểu tử này sợ là chó cùng bước dậu đi. Bất quá cũng khó trách, Lạc Thần nếu không lấy được vai diễn này, thì chẳng khác gì phế nhân. Ông ta đã sớm nói, chỉ cần ông vẫn còn ở Quang Diệu một ngày, Lạc Thần sớm hay muộn sẽ chính mình ngoan ngoãn quay về với ông ta mà thôi. Nghĩ tới đây, Chu Văn Bân tâm tình càng thêm vui vẻ, ung dung đi vào trong, Diệp Bạch,
cậu tới đây làm gì? Vai diễn Lâm Lạc Trần đã được định cho Cung Húc, cậu chạy tới nơi này náo loạn, có phần cũng quá khó coi đi. Chu Văn Bân vừa lên tiếng, sắc mặt Cung Húc ở một bên nhất thời lạnh xuống. Diệp Oản Oản ngồi chéo chân, một tay chống trán, tự tiếu phi tiếu nhìn về Chu Văn Bân đáp, ồ, Lâm Lạc Trần đã được định cho Cung Húc, tôi làm sao lại không biết vậy? Chu Văn Bân đang đắc ý, không hề phát hiện ra sự khác thường của Cung Húc, thấy dáng vẻ Diệp Bạch không tin, lúc này liên tục cười lạnh, Cung Húc của chúng tôi bận bịu chuẩn bị cho Kinh Long 2, không có thời gian đối phó với cậu, vì vậy đừng cố tình gây sự nữa. Không có Lạc Thần, Diệp Bạch không cách nào cùng hắn đối đầu nữa, đối với Chu Hồng Quang mà nói liền không có giá trị lợi dụng rồi, mà ông ta lại có Cung Húc, người này đơn giản, nhiều tiền còn có gia thế lớn, giờ phút này ông ta sẽ không cần tiếp tục phải kiêng kỵ cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này nữa, nghĩ tới thật là vui đó. Chu Văn Bân nói xong, lúc này đối với mấy người bảo an đang đợi ở cửa mở miệng nói, bảo an đâu, còn không qua đây đem người không có phận sự đuổi ra ngoài, công ty nuôi các anh là để cho các anh ăn không ngồi rồi sao, làm trễ nãi việc Cung Húc chuẩn bị cho vai diễn, các anh chịu trách nhiệm được sao? Nhanh chóng mang hắn ta ra ngoài cho tôi đi. Đúng lúc này, các nhân viên an ninh còn chưa kịp hành động, một bên Cung Húc chợt đứng dậy, phanh, một tiếng, dùng sức vỗ vào trên bàn trang điểm, không thể nhịn được nữa lên tiếng phàn nàn, Chu Văn Bân, ông câm miệng cho tôi. Ai nói tôi muốn tham gia Kinh Long 2, ai nói tôi muốn diễn vai Lâm Lạc Trần. Chu Văn Bân đang dương dương đắc ý thị uy, nghe nói như vậy, nhất thời sững sờ, tựa hồ là không có phản ứng kịp với ý tứ của Cung Húc, ây, Cung Húc, cậu cái này là có ý gì, không phải là cậu để cho tôi. Cung Húc đỉnh lông mày nhướng lên, trên trán một cổ phách lối chỉ mình hắn có, làm gương mặt vốn đã sặc sỡ càng thêm lóa mắt, tôi để cho ông làm cái gì. Ai cho phép ông tự tiện giúp tôi nhận vai diễn của nhân vật Lâm Lạc Trần này? Lạc Thần vốn chính là diễn viên diễn vai Lâm Lạc Trần ở nguyên bản, kỹ thuật diễn xuất lại tốt như vậy, cùng một công ty mà ông lại nửa đường đi cướp vai diễn của nghệ sĩ bên mình, ông rốt cuộc âm mưu cái gì, có còn phân nửa tinh thần đoàn đội hay không? Hiện tại ông lại còn muốn đem cái bộ ỉa này hướng trên đầu tiểu gia ra tôi, ông đây là muốn bôi đen tôi sao hả? Ngoặc kép ngoặc kép. Chu Văn Bân thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt tràn đầy kinh ngạc, chậm chạp mãi vẫn chưa tỉnh hồn lại, trực tiếp bối rối, bị Cung Húc mắng cho xối xả. Một bên hai người trợ lý nhìn chằm chằm Cung Húc bộ dáng chính nghĩa, cũng là trợn mắt há mồm. Cung Húc hôm nay đây là, chúng ta sao? Còn nữa, bôi đen cậu ta là cái quỷ gì? Vị đại thiếu gia này tự đen đã đủ rồi, ai có thể bôi đen được hắn nữa chứ? Đừng nói những người khác, ngay cả Diệp Oản Oản ở một bên khóe miệng cũng hơi co quắp mấy phần. Rốt cuộc là ai nói Cung Húc kỹ thuật diễn xuất cặn bã? Người này kỹ thuật diễn xuất, rõ ràng không phải rất tốt sao? Người không biết sợ rằng còn thật sự cho rằng anh ta là một, ngũ giảng tứ Mỹ, một chính nghĩa thanh niên đây. Một ngũ giảng tứ Mỹ, nguyên văn là ngũ giảng tứ Mỹ tam nhiệt ái, là ba khía cạnh về tình yêu của Trung Quốc, được ban hành vào đầu những năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung về tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó ngũ giảng gồm, văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức, tứ Mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh, tam nhiệt ái gồm có yêu tổ quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Đảng Cộng sản ISH ta. Ở đây nói Cung Húc là một người có đạo đức và có vẻ đẹp tâm hồn bằng sao mũ mũ sao bằng. Chu Văn Bân thật lâu mới hồi phục lại tinh thần của mình, rốt cuộc cũng đã phát hiện có cái gì không đúng, hơi hơi đổi sắc mặt hướng về Cung Húc nhìn lại, Cung Húc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trước đó không phải là cậu còn nói cậu nhất định phải có được vai diễn Lâm Lạc Trần này sao, vậy nên tôi mới... Chương 470, biến thành người khác. Chu Văn Bân lời còn chưa dứt, đã bị Cung Húc chửi đầy đầu đầy mặt, cút đi. Ai còn miệng nó cùng ông nói như vậy? Có ý gì là ông a? Ông đang nói tôi là loại ỷ thế hiếp người, lấy quyền mưu tư, tiểu nhân cướp vai diễn của nghệ sĩ cùng công ty sao? Cung Húc một bộ ai dám ở trước mặt của anh vợ tương lai bôi đen hắn, hắn liền hung hăng cắn chết người đó. Thấy Cung Húc ở đó trợn mắt nói bừa. Sắc mặt của Chu Văn Bân đen như đáy nồi, ngoài miệng lại chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng, sao, làm sao có thể, đương nhiên không phải rồi. Cung Húc lúc này mới hài lòng, lạnh hừ một tiếng nói, cho nên, còn chưa phải là ông Dương Thịnh âm suy, ở sau lưng tôi tự tiện chủ trương đấy chứ. Chính ông gây ra sự tình, tự mình giải quyết sạch sẽ đi. Ông bây giờ, lập tức liền gọi điện thoại cho đoàn làm phim, đem sự tình nói rõ ràng, nhân vật này tôi không có khả năng nhận.
Nhân vật đã tới tay làm sao có thể liền tùy ý đẩy xuống như vậy được, còn muốn ông tự tay trả lại cho Lạc Thần. Chu Văn Bân nghe xong, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, đè áp vẻ âm trầm nơi đáy mắt, tiến tới bên cạnh Cung Húc, ôn tồn mà dụ dỗ nói, Cung Húc a, hiện tại đoàn phim đều đã quyết định tốt diễn viên rồi, ngay lập tức liền muốn công bố ra bên ngoài, cậu bây giờ nói không diễn, tôi bên này thật sự là không có cách nào cùng đoàn làm phim giải thích a. Cái này, hiện tại nhất định là đổi không được rồi. Chu Văn Bân dĩ nhiên là không chịu tùy tiện đem nhân vật này phun ra. Diệp Oản Oản làm sao có thể không biết tâm tư của Chu Văn Bân, cười một tiếng, mở miệng nói, Chu Tổng Giám thật là khiêm tốn, tôi chân trước mới vừa cùng đoàn phim bàn luận tốt công việc hợp tác hạng mục này, chân sau trở lại công ty liền được cho biết Nam Hai đổi người, hiệu suất làm việc của Chu Tổng Giám, đúng là làm tôi mở mang tầm mắt ha. Chu Văn Bân vào lúc này đang phiền não, lúc này hướng về phía Diệp Bạch nổi giận lên tiếng, tôi đang nói chuyện với Cung Húc, nơi nào có phần cậu chen miệng vào. Tưởng tính toán dễ dàng vậy sao? Chu Văn Bân vừa nói xong, Cung Húc liền vỗ bàn tức giận lên tiếng mắng, Chu Văn Bân. Ông con mẹ nó làm sao lại cùng Diệp ca nói chuyện như vậy? Diệp ca. Chu Văn Bân nghe cách Cung Húc xưng hô với Diệp Bạch, nhất thời trợn to hai mắt, khuôn mặt không cách nào tin tưởng được. Cung Húc lại có thể kêu tiểu tử Diệp Bạch kia là, Diệp ca, sao? Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cung Húc vuốt giọt nước nhỏ trên trán, khí tức tự phụ ngạo mạn đột nhiên dồn xuống, a, đổi không được cũng phải được a. Ông nếu như không làm được, vậy không bằng tôi đổi thành người khác làm thì thế nào? Chu Văn Bân vừa nghe nói như vậy, nhất thời giống như bị bóp trúng tử huyệt, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Cung Húc là loại thiếu gia không có đầu óc, thời điểm tâm tình tốt rất dễ nói chuyện, nhưng nếu lúc nổi nóng, chuyện gì cũng đều có thể làm được, vạn nhất làm cậu ta phát bực muốn đổi người đại diện, vậy thì toàn bộ xong rồi. Chu Văn Bân nhất thời bất chấp Diệp Bạch bên kia, quyết định thật nhanh mở miệng nói, Cung Húc, chuyện lần này đúng là tôi xem xét không khu toàn, là lỗi của tôi không nên tự tiện quyết định mà không thương lượng với cậu, tôi bây giờ liền đi cùng đoàn phim nói rõ ràng, nhất định sẽ đem sự việc này giải quyết tốt. Chu Văn Bân nói xong liền đi tới một bên, sức đầu mẻ chán mà gọi điện thoại cho đoàn phim, thu thập cục diện rối rắm này. Đoàn phim bên kia đều đã chuẩn bị công bố diễn viên, bên này Chu Văn Bân lại đột nhiên gọi điện thoại tới, còn nói Cung Húc không diễn, thái độ bọn họ đương nhiên sẽ không được tốt, Chu Văn Bân chỉ có thể cố nén tức giận giải thích, đem vai diễn đã tới tay giao lại cho người khác. Bên phòng hóa trang động tĩnh quá lớn, nên lúc này bên ngoài đã có không ít nghệ sĩ cùng nhân viên của công ty vây quanh, thấy Chu Văn Bân bị Cung Húc mắng như tát nước vào mặt, vì vậy mọi người đều đang bát quái, xì xào bàn tán. Sau khi gọi điện thoại xong, Chu Văn Bân lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi, đi tới trước mặt Cung Húc nói, Cung Húc, tôi đã làm theo ý của cậu, cùng đoàn phim nói rõ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 471, anh thu nhận tôi đi. Cung Húc không nhịn được phất tay một cái, ra hiệu cho Chu Văn Bân tránh sang một bên, sau đó cặp mắt đào hoa nháy mấy cái, bộ dạng khôn khéo. Không kịp đợi mà tiến tới trước mặt của Diệp Oản Oản giành công nói, Diệp ca, sự tình đã được giải quyết, anh xem, tôi đã nói không liên quan gì tới tôi rồi mà. Bất quá, nói cho cùng vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ tôi, thật sự rất áy náy, để tỏ lòng thành, không bằng, buổi tối tôi mời anh ăn cơm, thế có được không? Diệp Oản Oản bình thản đối mặt với cặp mắt sáng chói của Cung Húc nói, Cung thiếu khách khí rồi, tôi đây không cần đâu. Cung Húc nghe xong, nhất thời nóng nảy. Cảm thấy nhất định là bởi vì việc cướp vai diễn đã để lại cho Diệp Bạch ấn tượng không tốt về mình, nên người ta mới không nguyện ý để cho hắn tiếp cận em gái. Như vậy sao được, hắn thật vất vả mới tìm được tiểu mứt quả của hắn a. Hắn phải mau chóng giành được nhiều hảo cảm hơn nữa mới được. Nhưng là, cái này phải làm sao mới giành được, trong lòng Cung Húc đang gấp gáp, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, nhất thời cặp mắt sáng lên. Cung Húc đổi một bộ đáng thương, biểu tình đành chịu. Than thở nói, ai, Diệp ca, mấy năm nay tôi ở trong giới danh tiếng kém như vậy, tất cả đều là bởi vì gặp người không quen, bị người đại diện không chịu trách nhiệm kia lợi dụng để tôi phải khổ sở. Cho nên, tôi thật sự là đặc biệt hâm mộ Lạc Thần, có người chuyên nghiệp, tinh mắt như anh phụ trách, dáng dấp còn đẹp trai như vậy nữa chứ. Diệp ca, không gạt anh, ngày đầu tiên anh mới vừa vào công ty, tôi đã biết Diệp ca không phải là người bình thường, bằng không toàn bộ công ty nhiều nghệ sĩ như vậy. Anh làm sao liếc mắt một cái liền nhìn chúng Lạc Thần, khi đó anh nói, trừ phi Chu Văn Bân bắt tôi để đổi, anh mới chịu đổi Lạc Thần,
thật là làm cho tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Diệp Oản Oản nhìn đại thiếu cung Húc kiêu căng tự phụ, tâng bốc Diệp Bạch lên tận trời, một dạng miệng lưỡi lưu loát, ba hoa, Chu Văn Bân biểu tình giống như đang gặp quỷ. Đáng chết, cung Húc hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta sao? Cung Húc tình cảm giạt rào nịnh bợ, sau đó xoa xoa tay mở miệng nói tiếp, Diệp ca, tôi biết tôi tư chất kém, nhưng tôi có chí hướng, có cố gắng, chỉ thiếu một Diệp ca như anh dạy dỗ mà thôi. Cho nên, Diệp ca, anh có thể hay không, thu nhận tôi. Chu Văn Bân thấy cung Húc đang nịnh hót Diệp Oản Oản, vốn chẳng qua là sắc mặt khó coi một chút, nhưng nghe đến đó, con ngươi chợt co rúm lại. Khóe miệng Diệp Oản Oản co quắp, thu nhận cậu sao? Cung Húc đầu gật giống như gà con mổ thóc, phải pa bài, Diệp ca, tôi thực sự rất muốn ở cùng anh. Diệp ca anh làm người đại diện của tôi có được hay không? Diệp Oản Oản. Đối với nghệ sĩ mà nói, đổi người đại diện là chuyện vô cùng trọng yếu, nhưng lời nói này phát ra từ miệng của Cung Húc lại giống như đổi một cái đồng hồ đeo tay cùng điện thoại di động vậy. Cung Húc nói muốn đổi người đại diện, trong nháy mắt, trợ lý, nhân viên làm việc bên trong phòng hóa trang, cùng với tất cả mọi người đang vây xem ở cửa đều há miệng kinh ngạc. Mẹ nó, bọn họ đã nghe được cái gì thế này? Cung Húc lại muốn đổi người đại diện, còn chủ động xin xỏ Diệp Bạch cho gia nhập sao? Sắc mặt Chu Văn Bân càng trắng bệch, thần sắc chợt biến nhìn sang Cung Húc nói, Cung Húc, cậu muốn đổi người đại diện, vậy làm sao được a? Chân mày Cung Húc dương lên, đáy mắt nhất thời tràn đầy vẻ bướng bỉnh cùng phách lối, làm sao lại không được? Tiểu gia như tôi đổi một người đại diện mà thôi, còn cần phải được sự đồng ý của ông sao? Hắn không nói một câu nào liền muốn đổi người đại diện đấy thì làm sao chứ, coi như là Chu Hồng Quang ở chỗ này, cũng không quản được điều hắn muốn làm. Cung Húc nói xong liền không thèm để ý Chu Văn Bân, bộ dạng nhu thuận đáng yêu tiến tới trước mặt Diệp Oản Oản nói, Diệp ca, được không? Anh thu nhận tôi đi mà, tôi bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời, tất cả cái gì cũng sẽ nghe theo anh. Chương 472, con dao hai lưỡi. Sau khi tự mình tiếp xúc qua với Cung Húc, Diệp Oản Oản mới có thể lý giải được tại sao danh tiếng Cung Húc kém và Xì Căng Đan nhiều như vậy, nhưng lại có thể có nhiều fan trung thành như thế. Cái tên này cứ lấy khuôn mặt đẹp của mình trưng ra bộ dạng đáng thương như thế này, thật sự là quá dụ người mà, quả thật là để cho người ta không nhịn được mà tha thứ cho anh ta làm bất cứ chuyện gì, đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta. Nếu để cho fan của anh ta thấy được, sợ là hét lên muốn chọc thủng bầu trời mất. Bất quá, đối với sự bảo đảm của Cung Húc, Diệp Oản Oản một chữ cũng đều không tin. Chuyện có liên quan đến sự tích vinh quang của Cung Húc, cô cũng rõ ràng. Cung Húc sẽ ngoan ngoãn nghe lời người đại diện sao? Đây tuyệt đối có thể trúng giải lời nói dối tốt nhất trong giới giải trí nha. Ngay tại thời điểm tiếng nói của Cung Húc rơi xuống trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Diệp Oản Oản, chờ đợi câu trả lời của cô. Chu Văn Bân nhìn chòng chọc vào Diệp Oản Oản, ánh mắt kia quả thật như muốn đem cô đốt cháy. Cung Húc, có phải là tiểu tử này nói gì với cậu hay không? Tiểu tử này âm hiểm xảo trá, cậu ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa. Cung Húc rất sợ Diệp Bạch tức giận liền không cần hắn nữa, vội vàng mắng Chu Văn Bân. Ông, con mẹ nó. Nhưng mà, đang lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói trong trẻo của Diệp Bạch, được. Một tiếng, được, của Diệp Oản Oản, toàn bộ bên trong phòng hóa trang im yên lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng được. Trong nháy mắt Cung Húc á khẩu, đầu tiên là ngẩn ngơ, tựa hồ là không cách nào tin tưởng được, ngay sau đó cặp mắt đột nhiên sáng lấp lánh. Hưng phấn không thôi mà hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, Diệp ca. Anh đồng ý thu nhận tôi sao? Tại sao không? Mục tiêu của cô là Diệp gia, là giải trí hoàng thiên, lấy tiến độ hiện tại của cô, khoảng cách đến với mục tiêu kia, còn quá xa. Cho dù Lạc Thần thông qua vai diễn này nổi tiếng, cô cũng vẫn bị Chu Văn Bân đè ép như cũ, muốn thế lực vững chắc thì con đường đi còn rất dài. Nếu cô có thể thu nhận Cung Húc, đối với cô mà nói sẽ là trợ lực cực lớn. Cô biết. Cung Húc là một con dao hai lưỡi, rất khó khống chế. Bất quá, vậy thì như thế nào? Ở bên trong giới giải trí, vốn chính là ván cờ đầy mạo hiểm, không có đạo lý lại đem cơ hội tốt như vậy đẩy ra. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng nói, trước mắt trong tay tôi chỉ có một nghệ sĩ là Lạc Thần, bây giờ công việc của anh ta đã bắt đầu bước vào quỹ đạo rồi, tôi lại nhận thêm một người cũng không sao, chẳng qua là. Diệp Oản Oản nói, thâm ý mà nhìn về phía Chu Văn Bân trong góc. Cung Húc thấy vậy lập tức mở miệng nói, Diệp ca, chỉ cần anh đồng ý là được, những chuyện khác không cần bận tâm, tôi sẽ giải quyết.
Cung Húc vừa nói xong liền nhanh chóng nhìn về phía Chu Văn Bân, còn ngớ ra làm cái gì? Không thấy Diệp ca đã đồng ý sao, còn không mau đem hợp đồng của tôi tới đây. Chu Văn Bân làm sao cũng không thể ngờ tới, một khắc trước Diệp Bạch còn bị ông ta chèn ép đến không còn chút sức đánh trả nào, một khắc sau chính là long trời lỡ đất, không chỉ đồ bị buộc phải trả lại, ngay cả Cung Húc cũng chạy theo cậu ta. Càng hoang đường hơn là, cho tới bây giờ ông ta cũng không hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao thái độ của Cung Húc trước sau lại thay đổi lớn như vậy. Không được, tuyệt đối không thể. Ông thật vất vả mới ôm được cái cây dụng tiền này, làm sao có thể để cậu ta đi như vậy được. Chu Văn Bân lúc này khóc lóc thảm thiết mở miệng, Cung Húc. Tôi đã làm việc với cậu suốt 3 năm, đối với cậu móc tim móc phổi mình, không có công lao cũng có khổ lao, cậu lại có thể vì một tên tiểu tử có tâm cơ chỉ biết đùa bỡn, liền muốn một cước đem đá tôi đi như vậy được. Vào lúc này người vây xem đã càng ngày càng nhiều, mọi người ở đây đều là nhân viên nội bộ công ty, ai không biết Chu Văn Bân là người thế nào. Nhìn thấy bộ dạng Chu Văn Bân thế này, toàn bộ đều muốn nôn mửa một phen. Bình thường Chu Văn Bân ở công ty làm mưa làm gió, mọi người đã sớm oán than dậy đất, nhất là những nhân viên cấp thấp, tất cả đều đối với hành động của ông ta ghét cay ghét đắng, chẳng qua chỉ là ngại bối cảnh của Cung Húc nên mọi người mới chỉ giận mà không dám nói gì. Chương 473, tôi là người của anh. Bây giờ thấy ông ta bị Cung Húc một cước đá văng, mọi người chỉ cảm thấy đáng đời. Nhìn bộ dáng đang làm bộ làm tịch của ông ta, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt khinh bỉ, bàn luận xôn xao với nhau. Mặc dù không hiểu nổi tại sao Cung Húc lại muốn náo loạn chuyện này, nhưng Chu Văn Bân cũng thật là tâm địa ác độc, công lao khổ lao móc tim móc phổi, hắn làm sao có thể nói ra được. Đúng vậy, từ khi ký hợp đồng với Cung Húc, hắn liền ỉ vào bắp đùi vàng này tại công ty hoành hành ngang ngược, lấn áp nhân viên, cưỡng ép thu tiền huê hồng rất nhiều, tạo ra biết bao âm mưu bao nhiêu tư lợi. Gài bẫy bao nhiêu nghệ sĩ. Quả đúng là báo ứng mà, hắn cũng có ngày bị Cung Húc một cước đá văng. Lão hổ không còn răng, tôi muốn nhìn hắn làm sao còn phách lối được nữa. Cung Húc liếc nhìn Chu Văn Bân khóc lóc kể công lao khổ lao trung thành như thế nào, khuôn mặt sáng lạn chói chang như thái dương của Cung Húc trong con ngươi xẹt qua vẻ lạnh lùng, khẽ xì một tiếng nói, Chu Văn Bân, đừng có ở nơi này giả bộ ngoan ngoãn thảm thiết, ông đã theo tôi thu được bao nhiêu lợi. Trong lòng vẫn là rõ nhất, ông thật sự xem tôi là một thằng ngốc sao. Nghe nói như vậy, mồ hôi lạnh trên trán của Chu Văn Bân trong nháy mắt rơi xuống, lần đầu tiên nhận ra, vị tiểu thiếu gia này mặc dù ngang ngược càn rỡ, không học vấn không nghề nghiệp, thì ra cũng không phải là loại ngu si có thể tù li tiện lừa gạt được. Vào lúc này Chu Văn Bân rốt cục mới bắt đầu luống cuống, Cung Húc cậu không thể đối với tôi như vậy, không thể. Mấy năm này bởi vì thời gian trải qua quá chót lọt, ông ta càng ngày càng không thu liếm, đắc tội với không ít người. Chu Hồng Quang cũng đang nhìn chằm chằm mong muốn đuổi ông ta ra khỏi công ty, một khi đã mất đi núi dựa Cung Húc, ông ta không khó có thể tưởng tượng ra kết cục của mình. Cung Húc vốn cũng không phải là người có tính nhẫn nại, lãng phí nhiều thời gian như vậy đã đến cực hạn, vì vậy, trực tiếp gọi một cú điện thoại tới bộ phận nhân sự. Chuyện bên này huyên náo lớn như vậy, bộ nhân sự tự nhiên đã sớm đã nghe nói, biết được tin tức Chu Văn Bân thất sủng. Cũng ngay lập tức xin chỉ thị của Chu Hồng Quang. Thái độ của Chu Hồng Quang bên kia cũng không quá khó có thể hình dung được. Vì vậy, điện thoại của Cung Húc mới vừa gọi tới, bộ phận nhân sự vô cùng thuận tiện dùng hiệu suất siêu cao làm xong hết thảy thủ tục thay đổi người đại diện cho Cung Húc. Trưởng bộ phận nhân sự tự mình cầm lấy hợp đồng với người đại diện mới, nhanh chóng chạy tới. Thấy hiệu suất làm việc của bộ phận nhân sự cao như vậy, sắc mặt của Cung đại thiếu gia cuối cùng cũng hòa hoãn mấy phần. Một tay đem hợp đồng nhân sự trong tay trưởng phòng nhân sự đưa tới, cũng không thèm nhìn mà lật tới một trang cuối cùng quét qua ký xuống tên của mình, sau đó hí ha hí hửng mà đi tới trước mặt Diệp Oản Oản nói, Diệp ca, anh mau nhìn xem, nếu là không có vấn đề gì liền ký tên đi. Cặp mắt đào hoa của Cung Húc vụt sáng, trong lòng tràn đầy ảo tưởng màu hồng, tốt đẹp vô cùng. A, tiểu mứt quả của mình, lập tức liền có cơ hội lợi dụng công việc, có thể tùy tiện lấy việc công làm việc riêng. Thừa cơ hỏi thăm một chút tin tức của tiểu mứt quả, cũng xin luôn số điện thoại a. Diệp Oản Oản bị cái ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chăm chú có chút không biết nói gì, nhận lấy hợp đồng, ký xuống tên của mình. Một bên Chu Văn Bân trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản ký tên của mình xuống, cả người giống như mất hồn, sắc mặt đờ đẫn đứng ở một chỗ. Cung Húc cầm lấy hợp đồng mới tựa như bảo bối, nhìn bộ dáng kia quả thật là hận không thể biến thành bươm bướm bay mấy vòng trong phòng nha. Diệp ca. Bắt đầu từ hôm nay, tôi liền là người của anh rồi nha.
Chương 474, đây là có hy vọng a. Bên trong phòng hóa trang, đám người vây xem đã tan ra. Cung Húc theo sát Diệp Oản Oản xoa xoa tay mở miệng nói, Diệp ca, anh xem, quan hệ chúng ta hiện tại cũng đã thân mật như vậy rồi, liệu có thể hay không? Diệp Oản Oản hướng về Cung Húc liếc một cái, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nhìn biểu hiện của anh trước đã. Cung Húc mặc dù có chút thất vọng, bất quá, rất nhanh lại lên tinh thần, anh vợ muốn khảo sát, đây là có hy vọng a. Nghĩ tới đây, Cung Húc nhất thời phục hồi sinh lực, Diệp ca yên tâm, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Nhìn vị đại thiếu gia bị bức thành bộ dạng một thanh niên tốt, Diệp Oản Oản không nhịn được mặt giãn ra, bật cười, rất chờ mong biểu hiện của anh. Khóe miệng Diệp Bạch khẽ nhếch, nụ cười rung động ở trên khóe miệng lan tràn, thật khiến cho lòng của người ta dạo dực, cái mỉm cười này ở trong mắt Cung Húc, thật giống như nụ cười của cô gái hôm đó đưa mứt quả cho anh. Cung Húc đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt không khỏi hoảng hốt, lỗ tai có chút nóng lên. Nguyên nhân bởi vì là anh em sao? Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người quả thật cực kỳ giống nhau. Chu Văn Bân không biết mình làm sao có thể trở lại phòng làm việc. Vừa về tới cái văn phòng xa hoa vừa mới trang trí không bao lâu, còn chưa có tỉnh táo lại, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Thấy điện thoại là Trử Hồng Quang gọi tới, Chu Văn Bân trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm bất ổn, alo, Trử Tổng. Điện thoại di động đầu kia, Trử Hồng Quang thở dài nói, Văn Bân a. Ông dù sao cũng là một lão nhân trong công ty rồi, làm sao ngay cả một người cũng không giữ được là sao? Chu Văn Bân vội vàng nói, Trử Tổng, tôi cùng Cung Húc căn bản không có bất kỳ hiềm khích nào, nhất định là tên tiểu tử Diệp Bạch kia nhân lúc không có ai giở thủ đoạn gì đó. Được rồi, Cung Húc đã đổi qua Diệp Bạch, chuyện này cũng đã giải quyết xong, tôi hiện tại muốn nói với ông, là chuyện khác. Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của Trử Hồng Quang đột nhiên trở nên lạnh lùng. Chuyện khác. Chu Văn Bân trần chờ hỏi. Trử Hồng Quang trầm giọng nói, tôi mới vừa gửi ít thứ qua cho ông tự mình nhìn đi. Chu Văn Bân vội vàng mở máy tính ra, mở ra tin nhắn Trử Hồng Quang mới gửi tới. Khi thấy rõ những thông tin kia, trên mặt Chu Văn Bân một tia huyết sắc sau cùng cũng hết rồi. Trử Tổng, ngài nghe tôi giải thích, tôi. Trử Hồng Quang lúc này hừ một tiếng nghiêm ngặt nói, giải thích mấy người nghệ sĩ dưới tay ông liên tiếp tố cáo ông thu tiền huê hồng cách xù bỏ riêng, xâm phạm lợi ích công ty. Chứng cớ xác thật, ông còn muốn giải thích thế nào? Không phải như vậy, Trử Tổng ngài cũng biết, nếu muốn nâng đỡ một nghệ sĩ từ đầu cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng tiền bạc, tôi thu như vậy không phải là vì. Không cần cãi chày cãi cối, tôi chỉ cần biết, ông tự thu là sự thật, nể tình ông cũng là nhân viên của công ty lâu năm, chỉ cần ông trả lại số tiền huê hồng mà ông nuốt riêng, công ty có thể không truy cứu pháp luật đối với ông. Trử Tổng. Không đợi Chu Văn Bân nói chuyện xong, Trử Hồng Quang đã cúp điện thoại. Chu Văn Bân nhìn thấy điện thoại bị cắt đứt, mặt trắng bệch, thân hình nghiêng một cái, đặt mông ngã ngồi ở trên ghế sau lưng. Xong rồi, lần này, hắn hoàn toàn xong rồi. Bên trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản. Sau khi Diệp Oản Oản đột nhiên rời đi, Lạc Thần liền một mực ngồi yên ở trên ghế salon, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, nương theo một trận tiếng bước chân vội vã, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Trợ lý Tiểu Tình đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Thần ở trong phòng, Lạc Thần, anh làm sao còn ở chỗ này? Lạc Thần cúi thấp đầu, giống như cả người đều đã mất đi tất cả ánh sáng, giọng khàn khàn nói, Tiểu Tình, tôi muốn trở về chỗ Chu Văn Bân. H.ANS nói cái gì? Tiểu Tình trợn to hai mắt. Đầu ngón tay Lạc Thần bóp trắng bệch, trong con người hơi phiếm hồng đều là dãy giụa, sau đó kiên định, tôi không muốn lại liên lụy Diệp ca. Tiểu Tình sững sờ. Sau đó vội vàng nói, Lạc Thần, anh còn chưa biết chuyện gì sao? Chuyện của Chu Văn Bân a, Chu Văn Bân đã bị công ty đuổi rồi. Lạc Thần tựa hồ là không biết gì, nghe Tiểu Tình nói chuyện, kinh ngạc mở miệng hỏi lại, anh nói cái gì cơ? Chu Văn Bân bị đuổi, cái này làm sao có thể? Tiểu Tình lúc này đem mọi chuyện vừa mới phát sinh ở bên trong phòng hóa trang trên lầu tất cả đều đầu đuôi nói với qua một lần cho Lạc Thần. Lạc Thần nghe xong. Cả người hoàn toàn đứng hình ngay tại chỗ, đáy mắt đang vô cùng ảm đạm giờ hiện lên vẻ đầy khó tin. Chương 475, anh đã có tôi rồi. Tiểu Tình vẫn còn đang một mặt hưng phấn nói tiếp, hơn nữa Diệp ca còn lên chức, hiện tại Diệp ca đã lên chức nghệ sĩ kinh tế bộ tổng thanh tra, cái này tương tự như nhà quản lý các nghệ sĩ đó nha mọi người. Thời điểm Lạc Thần đang ngẩn người, ở phía cửa lại truyền đến tiếng bước chân.
Diệp Bạch đang sải bước trở lại phòng làm việc, mà người đi theo phía sau, lại chính là Cung Húc. Cung Húc mới vừa hóa trang, tạo hình xong, cả người sáng lấp láng, mới vừa vào tới liền làm cho cả phòng làm việc đều rạng ngời rực rỡ hẳn lên. A, à, Cung Húc, Tiểu Tình kêu lên một tiếng. Cung Húc đi đến chỗ nào đều là, Phùng Nguyệt chúng tinh, vô số bảo vệ bao vây, cho dù là cùng một công ty, tiểu trợ lý cũng chưa từng được nhìn ở khoảng cách gần như vậy, vào lúc này nhìn thấy người thật, quả thật là kích động đến thiếu chút nữa té xỉu, xin chào, cục cưng bé nhỏ, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, xin chiếu cố nhiều hơn nha. Cung Húc thấy vậy, càng thêm đắc ý, thời điểm mỉm cười cái răng nanh như ẩn như hiện, đem tiểu trợ lý mê hoặc đến chết đi sống lại. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ hướng về Cung Húc nhìn một cái, ra hiệu hắn dừng lại. Cung Húc lúc này mới thu liễm mấy phần, sau đó, ánh mắt hướng về Lạc Thần đang thử người nhìn lại, chân mày hơi nhướng lên nói, Diệp ca, đây chính là nghệ sĩ dưới tay anh, Lạc Thần. Ừm. Diệp Oản Oản gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Thần, ôn nhu mở miệng nói, Lạc Thần, Cung Húc mới vừa ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới tay tôi, chào hỏi nhau chút đi. Cung Húc tùy tiện mà ngồi xuống ở trên ghế salon, thấy Diệp Oản Oản ôn nhu nói chuyện với Lạc Thần, cùng với thời điểm đối đãi với mình hoàn toàn bất đồng, không biết làm sao, trong lòng liền có chút không thoải mái, nâng cằm lên, bĩu môi một cái rồi mở miệng nói, Diệp ca, anh đã có tôi rồi, còn muốn tiểu tử này làm gì, không bằng anh sau này chỉ chuyên tâm đem theo một mình tôi thôi, thế có được không? Nghe nói như vậy, Lạc Thần đang muốn cùng Cung Húc chào hỏi, trên vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Sắc mặt của Diệp Oản Oản cũng trầm xuống. Cái tên Cung Húc này, vẫn là cô đánh giá thấp hắn. Mới vừa tới đây bản tính của hắn cũng đã bắt đầu bại lộ. Trong nháy mắt ánh mắt Diệp Oản Oản híp lại, hướng về phía Cung Húc cảnh cáo nói, nếu như cậu muốn tiếp tục đi theo tôi thì lời nói như vậy đừng để cho tôi nghe được lần thứ hai. Cung Húc thấy Diệp Oản Oản nổi giận, lập tức bày ra chiêu thức mặt mày vui vẻ đáp, Diệp ca đừng nóng giận, tôi chỉ đùa một chút mà thôi tương đương. Sắc mặt của Lạc Thần vẫn như cũ có chút khó coi, ảm đạm mấy phần. Diệp ca, chờ lát nữa cùng nhau đi ăn cơm đi. Coi như là ăn mừng sự gia nhập của tôi à. Cung Húc không có chút nào khách khí chủ động yêu cầu nói. Diệp Oản Oản sửa sang lại công việc vừa mới nhận lại từ bên Cung Húc, lên tiếng nói, ngày khác đi. Tôi hiện tại muốn nhanh chóng hoàn thành công tác tiếp nhận anh trước đã. Buổi tối cũng không được sao? Cung Húc hỏi. Diệp Oản Oản cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, buổi tối tôi có hẹn. Cái gì, hẹn ai? Cung Húc chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Hẹn bạn gái, Diệp Oản Oản mở miệng đáp. Âu, Cung Húc lúc này rốt cục mới không phản đối nữa, thân sắc ủ rũ, giống như là một đứa trẻ không ăn được kẹo. Thoáng một cái đã qua mấy tiếng, sắc trời dần dần bắt đầu tối đi. Diệp Oản Oản thấy thời gian không sai biệt lắm, vội vàng đem đồ trên bàn thu thập xong. Sau đó chạy như bay đi ra khỏi công ty. Sau khi giải quyết vấn đề của Hàn Thiên Vũ, sau đó là tiến vào Quang Diệu, kế đến thu nhận Lạc Thần, rồi đến chuyện thành công giúp Lạc Thần nhận được vai nam 2 của phần tiếp theo Kinh Long, hôm nay lại ngoài ý muốn đẩy ngã được địch thủ lớn nhất là Chu Văn Bân, còn thu nhận được Cung Húc. Sau khi sống lại, cô phí hết tâm tư cố gắng lâu như vậy, tất cả hết thảy cuối cùng đã bắt đầu bước vào quỹ đạo, vào giờ phút này, cô khẩn cấp muốn cùng ai đó chia sẻ tin tức này. Mà trong nháy mắt, người thứ nhất hiện lên trong đầu cô, lại là bóng lưng buồn tẻ trong gió đêm đó. Chương 476, Cục Cưng, nhanh khen em đi. Cẩm Viên. Trạng vạng tối gió nhẹ nhàng thổi qua, trong vườn hoa nhỏ tràn ngập cải trắng, rau cúc vàng cùng mùi hương của hoa hướng dương. Ở một bàn tròn dưới bóng cây, Tư Dạ Hàn đang bưng một ly trà sâm, mặc quần áo thoải mái đơn giản ở nhà. Đại Bạch nằm bên chân lơ đãng như đang dạo chơi nằm nghỉ ngơi thoải mái ở chỗ đó. Lúc này, bên cạnh cái bàn còn một người nữa đang ngồi, ngũ quan cùng Tư Dạ Hàn hơi có phần tương tự, trên người mặc một bộ Âu phục màu trắng, cổ áo mạ vàng, đang chán đến chết mà lấy tay chống đầu chờ đợi. Cửu Thẩm làm sao vẫn chưa trở lại? Có chuyện gì sao? Sắc mặt lạnh lùng và giọng nói trong trẻo của Tư Dạ Hàn vang lên mở miệng hỏi. Cháu đến tìm Cửu Thẩm, cũng không phải là tìm người. Tư Hạ nói xong, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó mở miệng nói. Đúng rồi, cháu nghe nói, Cửu Thẩm lại mới thu nhận một người nghệ sĩ mới, hơn nữa còn là minh tinh hàng đầu của công ty bọn họ, là tiểu thịt tươi đang ăn khách hiện nay á, thật là nhìn không ra, Cửu Thẩm của cháu lại rất có năng lực nha. Tư Dạ Hàn nghe vậy, bàn tay đang cầm lấy ly trà chỉ hơi ngừng lại,
khó có thể nhìn ra bên trong con ngươi băng lãnh ấy là tâm tình gì. Thấy Tư Dạ Hàn lại không có phản ứng gì, Tư Hạ dĩ nhiên là không cam lòng, mở miệng yếu ớt nói: "A, cháu ngược lại thật ra không nghĩ tới, cửu thúc người lại có thể thực sự yên tâm để cho cửu thẩm đi ra ngoài, còn để mặc cô ấy lần lượt thu nhận nghệ sĩ nam vào dưới trướng của mình nữa chứ, thúc không sợ mọc sừng trên đầu mình sao?" Giới giải trí nhiều tiểu thịt tươi như thế, loạn hoa mê mắt người. Tuổi tác của cửu thẩm vẫn còn nhỏ, đương nhiên càng thích những người đồng lứa tuổi với mình hơn, cửu thúc cũng không cần quá tự tin. Tư Dạ Hàn còn chưa phản ứng gì nhưng Hứa Dịch ở bên cạnh nghe đến đó, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Tư Hạ thiếu gia cũng thật là, sợ thiên hạ không loạn sao, quan hệ giữa ông chủ cùng Oản Oản tiểu thư mới vừa hòa hoãn một chút, kết quả cậu ta lại ở trước mặt ông chủ nói bậy nói bạ. Cậu rốt cuộc là tới thăm bệnh, hay là đang chọc giận người nghe đây? Lấy tình trạng cơ thể của ông chủ hiện giờ, làm sao chịu được kích thích, nhưng cực kỳ bất đắc dĩ là hắn hết lần này tới lần khác lại không thể tiết lộ bệnh tình thật sự của Tư Dạ Hàn cho người khác nghe được, nên chỉ có thể mở miệng nói: "Tư Hạ thiếu gia, ngài hiểu lầm rồi, Oản Oản tiểu thư là cải trang thành đàn ông ra ngoài gặp người khác đó." Tư Hạ nghe vậy, nhất thời khẽ xì một tiếng, cải trang thì thế nào, đừng để đến lúc đó cả nam lẫn nữ đều theo về tương đương. Giống như không nhìn thấy sắc mặt bắt đầu nguy hiểm của Tư Dạ Hàn dần dần chuyển lạnh, Tư Hạ vẫn còn tiếp tục mở miệng nói, ví dụ như, người nghệ sĩ mà cửu thẩm mới thu nhận là ai, nha, đúng rồi, Cung Gia Hoa Hoa công tử, nghe nói chính là người mà nam nữ đều không kiêng. Nghe Tư Hạ càng nói càng không thể tưởng tượng nổi, Hứa Dịch quả thực không nhịn được nữa. Đang muốn cắt lời, lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân thật nhanh, vì vậy theo bản năng nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Tiếp đó, ba người bọn họ chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ, giống như một trận gió, hướng về phía bọn họ chạy tới. Cô gái thẳng thừng bỏ quên sự tồn tại của những người bên cạnh, chạy một mạch tới nhào vào trong ngực của Tư Dạ Hàn. Trong lúc vội vàng, Tư Dạ Hàn đem cô gái đỡ lấy, đồng thời ly trà sâm chợt lắc một cái, suýt nữa hất lên trên người cô. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng nói chuyện, một giây kế tiếp, trên môi lại bỗng nhiên mềm nhũn. Diệp Oản Oản vừa mới nhào qua liền cúi đầu xuống, thật nhanh tại khóe môi của Tư Dạ Hàn hôn một cái, bởi vì chạy nhanh nên thở dốc, nơi ngực hơi có chút dồn dập phập phồng, trong con ngươi sáng như sao tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, cục cưng, em đã về rồi. Có nhớ em không? Không khí xung quanh Tư Dạ Hàn bởi vì lời mới vừa rồi của Tư Hạ mà trở nên âm trầm, nhất thời bị Diệp Oản Oản xuất hiện mà làm cho tan thành mây khói. Diệp Oản Oản xoay tròn trong mắt, vẻ mặt vội vàng cầu khen ngợi, nhanh khen em đi. Em mới được thăng chức a, hơn nữa lại còn thu thêm một người nghệ sĩ nữa nha. Có phải em rất lợi hại hay không? Tư Dạ Hàn đặt ly trà trong tay xuống, đỡ lấy cô, sau đó, cực kỳ phối hợp khen ngợi, ừ, không tệ. Hứa Dịch đang lo lắng muốn chết sợ ông chủ nhà mình tức giận. Tư Hạ thiếu gia thật vất vả mới khiêu khích được, cho là mình rốt cuộc cũng thành công, nhưng lại chưa kịp đắc ý liền bị ngược một trận làm cho máu phun đầy mặt. Chương 477, dĩ nhiên là hẹn hò a. Đã thành công lấy được sự khen ngợi của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy hài lòng. Lúc này, ánh mắt của Diệp Oản Oản chuyển một cái, thoáng cái thấy được, bên chân Tư Dạ Hàn là một mảnh trắng như nhung. Đại bạch, Diệp Oản Oản nhất thời, gào, lên một tiếng từ trên người Tư Dạ Hàn leo xuống, lại hướng về phía bạch hổ nhào tới. Thông qua khoảng thời gian này cô kiên nhẫn không bỏ, vẫn luôn quấn quýt bám chặt cho nên bây giờ cô cuối cùng cũng đã có thể đến gần đại bạch trong khoảng một bước chân, hơn nữa còn có thể vuốt trộm lông hổ một cái. Tư Hạ một giây trước trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản dỗ tốt đại ma đầu, một giây sau lại nhìn thấy Diệp Oản Oản hướng về phía sắt vươn cánh tay ra, lại còn không có bị cắn đứt. Trong lúc nhất thời, cả người đều là kinh ngạc. Đây là người hung ác cáu kỉnh không để một hạt cát trong mắt, Tư Dạ Hàn sao? Đây là bạch hổ người lạ chớ tới gần, động một chút là đem người xé nát, sắt sao? CMN, Tư Hạ không nhịn được khẽ chửi lên tiếng. Diệp Oản Oản lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía người nào đó đang đứng ở bên cạnh nhìn lại, mặt đầy kinh ngạc nói, a, Tư Hạ cậu làm sao cũng ở đây? Tư Hạ nghe xong, sự tự phụ trên gương mặt tuấn tú trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Con mẹ nó chính hắn nãy giờ đều ở chỗ này được không hả? Cậu là tới thăm bệnh sao? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái hỏi. Có vấn đề gì sao? Tư Hạ tức giận mở miệng nói. Diệp Oản Oản lập tức lại hỏi, ồ, vậy cậu thăm xong chưa?
Nghe ra lời nói của Diệp Oản Oản có ý đuổi khách, Tư Hạ tối mặt lại đáp, Diệp Oản Oản, cô là có ý gì? Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, đúng vậy, nếu như cậu đã thăm xong, liền mau chóng về nhà đi, bởi vì tôi muốn cùng cửu thúc của cậu đi ra ngoài. Tư Hạ cau mày, ra ngoài, đã trễ thế này các người đi ra ngoài làm gì? Diệp Oản Oản, dĩ nhiên là hẹn hò a. Tư Hạ quả thật là giận đến mức đau phổi, tôi từ khi trở lại Thâm Thành, liền lập tức chạy tới thăm bệnh, hiện tại ngay cả một bữa cơm cũng chưa có ăn, cô liền muốn đuổi người. Có người làm trưởng bối như cô sao? Lương tâm của Diệp Oản Oản khi nghe được câu nói đó cuối cùng cũng được đánh thức, trầm ngâm mở miệng nói, ai nói không cho cậu ăn cơm, tôi cùng cửu thúc cậu sẽ đi hẹn hò, cậu ở lại dùng cơm đi, để tôi nói phòng bếp đi làm cho cậu, cậu muốn ăn cái gì liền làm cho cậu ăn cái đó. Tư Hạ, Diệp, Oản, Oản. Diệp Oản Oản bị Tư Hạ như con gấu con giống đến màng nhĩ bị đau hỏi lại, vậy cậu muốn thế nào? Tư Hạ hít sâu một hơi, hoặc là các người nơi nào cũng không đi, hoặc là, mang tôi cùng đi. Diệp Oản Oản nghiêng đầu hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại hỏi, a, Bảo Bảo, anh có để ý có nhiều thêm một cái kỳ đà cản mũi thật lớn không? Tư Dạ Hàn, anh sao cũng được. Tư Hạ. Vì vậy, sau cùng cuộc hẹn hò giữa hai người liền biến thành ba người. Nửa giờ sau, xe dừng lại, Diệp Oản Oản mang Tư Dạ Hàn đi ăn ở một quán ăn rất đông người. Tư Hạ ra cửa liền để cho người hầu chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo khác dễ chịu hơn, vào lúc này hắn đang mặc quần jean, giày thể thao, trên người là một cái áo t-shirt màu hồng, nhìn qua rất là tươi trẻ. Nhan sắc ba người ở chung một chỗ thật sự là quá bắt mắt, bắt đầu từ lúc nãy khi mới bước vào liền rước lấy không ít ánh mắt. Đi tới cửa, chỉ thấy bên ngoài bày vài cái bàn, trước sau tất cả đều là khách hàng đang xếp hàng đợi. Nữ nhân viên trẻ tuổi đang ở bên ngoài thông báo với mọi người hôm nay quán ăn tổ chức trò chơi dành cho những cặp tình nhân. Tư Hạ liếc nhìn, thấy Diệp Oản Oản mặc bộ váy cùng màu với áo của mình, hơi hơi nhếch miệng, sau đó tiến tới bên người Diệp Oản Oản, cố ý mở miệng hỏi, cửu thẩm, nhìn xem, chúng ta như vậy có giống tình nhân hay không? Tư Hạ cùng Diệp Oản Oản vốn là tuổi tác tương đương, vào lúc này mặc quần áo cùng màu lại đi chung với nhau, đúng là rất dễ dàng bị hiểu lầm thành một đôi. Cái tên chuyên gây chuyện này, Diệp Oản Oản đầu tiên là khẩn trương hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ngay sau đó cắn răng, kéo cánh tay của Tư Dạ Hàn, cười híp mắt mở miệng nói, ha ha, chẳng lẽ không phải là giống như ba mẹ mang theo con trai đi chơi sao? Ngoặc kép, vẻ mặt muốn gây sự của Tư Hạ chỉ một thoáng toàn bộ rạn nứt, Diệp, Oản, Oản. Đại gia cô đấy. Chương 478, đang yêu đương với cửu thúc. Tư Hạ đã muốn bùng nổ rồi, Diệp Oản Oản, cô nói ai là con trai của cô đấy? Thấy Tư Hạ ở bên kia xù lông, Diệp Oản Oản cực kỳ tốt bụng mà trấn an nói, được rồi, là ba mẹ mang theo một cậu con trai rất tuấn tú được chưa, hiện tại nên vui vẻ một chút đi, được không? Có thể không được sao? Đầu của Tư Hạ chôn ở trên cái bàn nhỏ, nói cái gì cũng không muốn nói. Ở bên cạnh, Tư Dạ Hàn lẳng lặng mà ngồi, nhìn tiểu hồ ly giảo hoạt. Trên gương mặt trong trẻo tràn đầy ánh sáng, băng tuyết lạnh lùng nơi đáy mắt chợt hòa tan, hiện lên một nụ cười thản nhiên, như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tầng tầng rung động. Từ sau lần trọng thương kia, tính tình của anh càng ngày càng hung ác khó dò, trong thân thể như dã thú gào thét cùng tàn phá, ngay cả chính mình cũng không cách nào khống chế được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tư tưởng cùng ý thức mình từ từ bị xâm chiếm, ăn mòn. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, tâm tình của anh dường như càng ngày càng bình tĩnh. Anh cũng không nhớ lần gần đây nhất mình tức giận cùng mất khống chế là lúc nào nữa. Diệp Oản Oản hướng về phục vụ bên cạnh mở miệng hỏi thăm, xin chào, xin hỏi chúng tôi đại khái còn phải chờ bao lâu nữa mới có bàn trống. Phục vụ nhìn bảng số của họ, ngay sau đó mở miệng nói, bây giờ là giờ cao điểm, chờ bàn tương đối chậm, phỏng chừng còn phải chờ nửa giờ nữa ạ. Cái gì, lâu như vậy, Tư Hạ lập tức hét rồi đứng lên. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, đại thiếu gia của tôi. Nhà hàng tốt đều phải chờ, không cần phải ngạc nhiên như vậy được không? Hắn lần nào ra ngoài ăn cơm mà không phải là đặt phòng trước, luôn là phòng VIP, hiện tại lại phải cùng nhiều người như vậy chen chúc chung một chỗ xếp hàng, còn xếp hàng lâu như vậy, Tư Hạ cau mày nói, xếp hàng làm gì, lãng phí thời gian, để cho Hứa Dịch an bài một chút là tốt rồi. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái nói, con trai nhỏ không hiểu phong tình liền không cần nhiều lời. Nếu như cô chỉ là muốn cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau tùy tiện ăn một bữa cơm, trực tiếp đặt trước một phòng ăn cao cấp, ăn xong rời đi liền tốt rồi, làm gì cần phiền toái như vậy nữa chứ?
nhưng cái này là hẹn hò à, Tư Dạ Hàn là người không dính khói bụi trần gian, vừa vặn dẫn anh ấy tới đây thể nghiệm một chút sinh hoạt của người phàm nha. Lúc này, Diệp Oản Oản tinh mắt mà nhìn thấy đồ vật trong tay nhân viên phục vụ, cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi, a, trong tay anh cái đó là giấy gấp sao sao? Phục vụ bận rộn đưa ra mấy mảnh giấy gấp dài sáng long lanh, mở miệng nói, vâng, những thứ này là giấy màu gấp sao nhỏ, nhà hàng chúng tôi có hoạt động, nếu khách hàng gấp ra 150 ngôi sao, liền có thể trừ 30 đồng phí dùng cơm, thời gian ba vị chờ bữa ăn còn rất dài, có muốn thử một chút không? Lại tốt như vậy, còn có thể được tiền. Đoán chừng là nhà hàng sợ thời gian khách chờ đợi quá dài, vì muốn giữ khách lại nên mới nghĩ ra trò chơi nhỏ này a. Được a được a, cho tôi đi, Diệp Oản Oản lập tức vui vẻ nhận lấy. Nói xong nhìn về Tư Hạ phía đối diện, ngớ người ra làm gì vậy, mau qua tới đây gấp sao a. Có thể được 30 đồng đấy. Tư Hạ không tưởng tượng nổi mà nhìn cô chằm chằm đáp lại, cô còn miệng nó, đùa tôi sao? Vì 30 đồng tiền, để cho hắn lãng phí thời gian đi gấp đồ chơi giấy này. Lúc này, bên tai truyền tới một âm thanh trầm thấp, Tư Dạ Hàn ngón tay thon dài tùy ý rút ra một tấm giấy màu hồng, gấp như thế nào? Em dạy cho anh, rất đơn giản, anh xem em làm một lần khẳng định sẽ biết. Diệp Oản Oản tiến tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, nắm tay mà bắt đầu dạy anh gấp sao giấy, nhìn hiểu chưa? Gấp xong một cái, Diệp Oản Oản hỏi. Ngón tay của Tư Dạ Hàn khẽ nhúc nhích, rất nhanh, một ngôi sao nhỏ so với Diệp Oản Oản xếp còn hoàn mỹ hơn liền xuất hiện trong lòng bàn tay, như vậy sao? Đúng đúng đúng, bảo bảo, anh thật là lợi hại. Diệp Oản Oản lập tức hôn một cái trên gò má của Tư Dạ Hàn. Tư Hạ nhìn cửu thúc nhà mình đang ở đối diện, trên người mặc bộ Âu phục đắt giá được chế tác riêng, gấp sao giấy. Người đang yêu đương. Chỉ số thông minh có phải đều có vấn đề hay không? Chương 479, không nỡ bỏ. Thấy Tư Hạ vẫn còn ngồi bất động ở chỗ đó, Diệp Oản Oản thúc giục nói, 30 đồng không phải là tiền sao, cửu thúc cậu còn chưa nói gì. Nhanh một chút mau gấp sao đi. Nói xong liền đem một chồng giấy màu xanh ra trời đưa tới chỗ Tư Hạ. Tư Hạ nhìn lấy một xấp giấy sao Diệp Oản Oản đang cầm trong tay, hít sâu một hơi, chậm chạp mà nhận lấy. Cậu rốt cuộc là tới đây để làm cái quần gì? Người gấp sao tốt nhất là Tư Dạ Hàn, ngôi sao nhỏ mỗi một góc đều hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, sau đó là người có tài nghệ bình thường Diệp Oản Oản, cuối cùng là giấy gấp của Tư Hạ, loang loang lổ lổ, lỏng lẻo rời rạc. Tư Dạ Hàn dùng giấy màu hồng, Tư Hạ dùng màu xanh da trời, Diệp Oản Oản dùng màu vàng, ba người phân công hợp tác, được một lúc 150 ngôi sao tất cả đều xếp xong. Diệp Oản Oản lập tức vui vẻ kêu phục vụ đi qua, đều xếp xong cả rồi. Tiểu thư, mọi người xếp thật là đẹp mắt. Phục vụ nhìn hai túi sao màu hồng cùng màu vàng, không nhịn được tán dương, bất quá, khi nhìn đến cái túi sao của Tư Hạ sắc mặt rõ ràng co quắp một cái. Diệp Oản Oản chính mình cũng thật sự là không nhìn nổi nói, cái túi màu xanh da trời xếp có chút xấu, có thể sử dụng được hay không? Tư Hạ đang vuốt ngón tay đau nhức, nghe được lời nói này của Diệp Oản Oản mặt liền đen lại. Cô ấy lại có thể ghét bỏ, chê sao hắn gấp xấu. Phục vụ ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, khụ khụ, không có chuyện gì, đều có thể để dùng, số lượng đủ là được. Nghe được phục vụ nói như vậy, sắc mặt của Tư Hạ mới dễ nhìn hơn vài phần. Thật vất vả gấp giấy nhiều như vậy mà không thể dùng được, hắn thật sự có thể đem nhà hàng này phá hủy mất. Phục vụ nói xong, liền muốn đem ba túi ngôi sao nhỏ lấy đi, Diệp Oản Oản lại do dự thu tay về chờ một chút. Tiểu thư, còn có việc gì sao? Phục vụ hỏi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng, 150 cái dùng để giảm giá 30 đồng, vậy có phải 50 cái có thể dùng đổi thành 10 đồng hay không? Đúng thế à? Ồ, vậy như thế này đi. Diệp Oản Oản đem túi sao giấy màu hồng của Tư Dạ Hàn giữ lại, nhìn về phía phục vụ nói, cái túi này không đổi, chỉ dùng hai túi kia, có thể đổi cho tôi 20 đồng tiền. Được rồi. Phục vụ theo lời Diệp Oản Oản chỉ thu hai túi ngôi sao nhỏ. Phục vụ vừa đi, Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản mở miệng hỏi, cái túi này làm sao không đổi? Diệp Oản Oản cầm lấy cái kia túi ngôi sao nhỏ màu hồng, cười tươi như hoa nói, đây chính là chủ nhân tập đoàn Tư Thị, Tư gia gia chủ tự tay gấp ngôi sao a. Đột nhiên không nỡ bỏ, em muốn giữ lấy làm kỷ niệm. Đại ma đầu gấp ngôi sao giấy, thật sự là khó có được a. Tư Hạ, cho nên của tôi liền có thể tùy tiện bán phải không? Chờ đợi một lúc rốt cuộc cũng đến phiên bọn họ có bàn, thì lúc này Tư Hạ đã sắp bị ngược cho thoi thóp mấy lần rồi.
Trong nhà hàng không còn chỗ ngồi, trong không khí tràn ngập mùi thơm, trên bàn để hoa tươi, trong tiệm còn có người kéo đàn violin, nhìn cũng không tệ lắm. Lúc này, trên sân khấu còn có một nữ chủ trì cùng một đôi tình nhân, dường như đang chơi trò chơi nào đó. Diệp Oản Oản rất nhanh chọn món ăn, ngay sau đó liền ở một bên chờ thức ăn, một bên chống cằm lên nhìn về phía trên sân khấu, đây là trò chơi gì? Phục vụ bên cạnh đang rót nước giải thích. Trò chơi này gọi thần giao cách cảm, quy tắc chính là người chủ trì dùng máy vi tính ngẫu nhiên lựa ra 10 cặp đồ vật, mỗi cặp khác biệt, chiếu trên màn hình lớn, người nữ sẽ chọn một trong hai vật trên hình, người nam sẽ đoán người nữ chọn là cái gì, tổng cộng 10 vòng, tối nay, đôi tình nhân đúng được nhiều nhất sẽ có phần thưởng. Chương 480, tôi muốn chơi đùa, cô theo tôi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản sáng lên, thật ý nghĩa. Tư Hạ không hứng thú lắm mà hướng về trên sân khấu nhìn một cái rồi nói, buồn chán. Diệp Oản Oản không thèm để ý đến phản ứng của Tư Hạ, nhìn về phía phục vụ hỏi, phần thưởng là cái gì? Phục vụ trả lời, đúng được nhiều nhất sẽ được tặng vé du lịch nước ngoài dành cho hai người, nếu như có nhóm xếp cùng hạng, cũng đều sẽ được đưa cùng giải thưởng như thế. Bởi vì loại trò chơi này coi như sự hiểu biết nhau giữa hai bên, cho nên cũng không có khả năng đúng hết tất cả được. Thành tích cao nhất được nhà hàng chúng tôi ghi nhận là 8 câu, cho nên trong nhà hàng có quy định, nếu như có người đạt điểm tối đa, có thể nhận được đến một phần thưởng lớn nữa. Giải thưởng lớn là cái gì? Diệp Oản Oản lập tức hỏi. Phục vụ, 30.000 tiền mặt. Lại có thể là tiền mặt à, thật là con sâu trong lòng cô mà. Diệp Oản Oản nghe một chút lập tức động lòng, rất muốn lên thử một chút. Bất quá, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tư Dạ Hàn không thích xuất đầu lộ diện, mới vừa rồi cô để cho anh cùng nhau gấp sao giấy còn có thể coi là lãng mạn, nhưng kéo anh lên sân khấu đi chơi loại trò chơi ngây thơ này, liền có chút quá mức đi. Tiểu thư, hai người có thể đi lên thử vận may một chút nha. Phục vụ viên mở miệng nói. Cảm ơn, bất quá thôi vậy, vận khí tôi khẳng định không có tốt như vậy. Diệp Oản Oản cười một tiếng mở miệng đáp lại. Lúc này, Tư Hạ đang chán đến chết bên cạnh đột nhiên mở miệng, cái này. Nhất định phải là tình nhân mới có thể tham gia sao? Phục vụ mở miệng nói, hôm nay nhà hàng chúng tôi đặc biệt chuẩn bị hoạt động dành cho tình nhân, bất quá bởi vì các vị tới quá trễ, trước mặt mấy hoạt động dành riêng tình nhân đã kết thúc, hiện tại tiết mục này là hướng về khách thôi, chỉ cần hai người một nhóm là có thể, vô luận là tình nhân, bạn bè hay là người thân, đều có thể tham gia chơi đùa. Tư Hạ nghiêng người chống lấy trán, hướng về Diệp Oản Oản nhìn nói, cửu thẩm này. Làm gì? Diệp Oản Oản không khỏi đột nhiên có loại dự cảm xấu. Tôi muốn chơi, cô theo tôi. Tư Hạ quả quyết mở miệng nói. Diệp Oản Oản một mặt không nói gì, cậu mới vừa rồi không phải còn nói là buồn chán sao. Tư Hạ hơi nhíu mày, hiện tại liền hết rồi, tôi muốn có 30.000, gần đây tiền tiêu vặt không đủ dùng. Nghe lời hắn làm quỷ. Hai con người Tư Hạ híp lại, là cô dẫn tôi đi ra ngoài, chẳng lẽ liền ném tôi qua một bên sao, là trưởng bối. Ngay cả một yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng không thể đồng ý được sao? Diệp Oản Oản không nói gì, Tư Hạ nói thật giống như là cô nguyện ý dẫn hắn cùng đi vậy. Hơn nữa, cô rõ ràng cũng rất muốn chơi, Tư Hạ sâu xa nói. Diệp Oản Oản lập tức phủ nhận nói, người nào nói, tôi không có muốn. Cô xác định sao, 30.000 nha. Mới vừa rồi 30 đồng cũng không buông tha, hiện tại 30.000, cô làm sao có thể không động tâm cho được. Tư Hạ rất rõ Tư Dạ Hàn sẽ không đi theo cô chơi loại trò chơi nhàm chán như thế này, cho nên mới cố ý ở bên cạnh khiêu khích. Diệp Oản Oản tự nhiên biết cái ý đồ hung ác của cậu ta, trừng mắt liếc một cái, đã nói là tôi không chơi là không chơi. Tư Dạ Hàn nhấp một ngụm trà, trên mặt dường như cũng không có vẻ không vui, ngay sau đó đặt ly trà xuống, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, đi chơi đi. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời có chút kinh ngạc nháy mắt một cái. Hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. À, nhìn tâm tình Tư Dạ Hàn hôm nay rất tốt à, lại có thể dễ nói chuyện như vậy, đồng ý cho cô theo Tư Hạ đi lên chơi trò chơi. Tư Hạ lập tức nói, bây giờ có thể đi chưa, cửu thúc cũng đồng ý rồi. Nói xong liền không đợi Diệp Oản Oản trả lời, đối với phục vụ mở miệng, phiền anh giúp hai chúng tôi ghi danh. Chờ đến lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại, nhân viên phục vụ đã đi qua ghi tên vào danh sách xong rồi, cùng lúc đó. Cặp đôi phía trên vừa vặn kết thúc, đến phiên bọn họ đi lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 480.